con người lệ hình thiên sở trường mưu kế, trở về Nhật Nguyệt Tiên Giáo sẽ thổi phồng nhất trận phong mạnh mẽ, lợi hại cỡ nào. Loại người này đáng ghét nhất, nếu điện thứ 10 chúng ta có loại người như vậy ta nhất định sẽ giết hắn mấy chục lần. Lục Phụng Tiên khinh thường nói. Hừ, trò vặt, loại người tâm trí không đi đường ngay, tu vi khó đến đại đạo, suốt đời không thể nào tới thiên mệnh đệ cửu trọng. Lục Phụng Tiên nheo mắt nói. Ta hơi thích nhất trận phong, bảy cao thủ hợp tác giết hắn nhưng bị hắn mở một lỗ thủng, còn phản công ngược lại. Nếu không tiêu diệt nhất trận phong sẽ là kẻ thù lớn của tà đạo ta. Vân Dương nói. Đúng là đáng sợ thật, nhất trận phong liều bị thương nặng giết Trần Mặc Kim, cố ý khiến Lệ Hình Thiên thấy sợ hãi. Trần Mặc Kim và Lệ Hình Thiên cùng cảnh giới nhưng sức chiến đấu của Trần Mặc Kim cao hơn Lệ Hình Thiên rất nhiều. Giết Trần Mặc Kim vừa lúc uy hiếp Lệ Hình Thiên. Nếu giết Võ Dương Sinh hay bất cứ chiến thi nào thì sẽ không được hiệu quả như thế. 147 yêu nếu sinh ra sợ hãi thì không khó giết chết. Nhưng nhất trận phong không ngờ Lệ Hình Thiên sẽ hại đồng môn, giúp hắn bớt rắc rối. Một hơi hù Lệ Hình Thiên bỏ chạy, giết Liễu lão già. Bảy cao thủ bây giờ chỉ còn lại 4 người, bị phá quá nhanh. Tiếc rằng vì giết Liễu lão già làm nhất trận phong bị oanh kích 4 lần, vết thương càng nặng, sức chiến đấu 10 phần rớt xuống còn 5. Không có cơ hội lật lại bàn cờ. Biểu tình Lục Phụng Tiên nghiêm túc sau đó cười nói. Nhất trận phong chết là tốt nhất, nếu không sẽ rất đáng sợ. Nếu nhất trận phong sống, kẻ thù của hắn sẽ khó ngủ yên. Lục Phụng Tiên không cho rằng nhất trận phong có thể trốn thoát, tuyệt đối không thể để loại người này sống, giết hắn tương đương chém một vị thiên hầu của triều đình. Giờ phút này, Phong Phi Vân bị thương rất nặng, mình đầy máu. Vì giải quyết Trần Mặc Kim. Lão nhân hộ đạo mà Phong Phi Vân trả giá rất lớn. Đám người này là bá chủ một phương, cực kỳ cường đại, không phải gà đất chó nhà có thể tùy tiện giết. Võ Dương Sinh ngước nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Nhất trận phong, người còn đánh nổi không? Chân Võ Dương Sinh đạp bát thú bổ thiên đồ, người tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Trán Võ Dương Sinh bắn ra thần dương chói mắt, ngọn lửa bốc cháy quanh thân gã, uy thế khiếp người. Ba chiến thì hú dài. Phun ra nuốt vào tinh vụ, thi khí xâm nhiễm, giống như ba âm binh quỷ tướng. Thi bào chảy máu ròng ròng, đỏ thẫm. Ánh mắt Phong Phi Vân ngạo nghễ, hung dữ nói. Tại sao không chiến được? Phong Phi Vân tay không đánh nhau với một chiến thi, đánh vang tiếng nổ ầm ầm, lỗ tai ù đặc. Bàn tay Phong Phi Vân như va vào ngọn núi. Liên tục chín đòn, cánh tay chiến thi bị đánh gãy, ngón tay Phong Phi Vân tựa móng vuốt xé xác chết. Phong Phi Vân chộp thi cung móc ra khỏi người chiến thi, bóp nát tại chỗ. Chiến thi tan rã ngay, cơ thể tan ra thành đất cát bay mất. Bùm! Võ Dương Sinh đánh ra thần dương đại thuật đập vào ngực Phong Phi Vân, đánh hắn liên tục thụt lùi, nội tạng lệch vị trí. Lửa cháy hừng hực quanh thân Phong Phi Vân, cơ thể hắn sắp nổ tung. Võ Dương Sinh kinh ngạc nói. Vậy mà còn chưa chết. Chiêu đại thuật này khủng bố biết bao, có thể đánh nát một vùng núi. Tách ra một con sông lớn nhưng không thể giết nhất trận phong, cơ thể của hắn cứng rắn đến mức nào. Phong Phi Vân đứng vững, tà khí bốc lên quanh người, mây đen cuồn cuộn sau lưng. Giọng Diêm Vương vang lên trong người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, bây giờ ta có thể miễn phí cho ngươi mượn lực lượng một lần, ngươi chịu không? Phong Phi Vân lạnh lùng quát. Cút đi. Phong Phi Vân xông hướng Võ Dương Sinh, bước chân vững vàng, xông thẳng tới trước quyết không ngoái đầu. Bởi vì dung luyện tay trái Diêm Vương vào cơ thể nên Diêm Vương có hứa cho Phong Phi Vân mượn lực lượng một lần. Lão già này định thực hiện lời hứa ngay lúc này. Tiếc rằng Phong Phi Vân không đồng ý. Tuy tình huống bây giờ nguy hiểm nhưng chưa đến mức Phong Phi Vân cần nhờ lực lượng người khác. Trừ phi gặp nhân vật không cùng đẳng cấp lực lượng thì Phong Phi Vân mới mượn lực lượng của Diêm Vương một lần, tuyệt đối không phải bây giờ. Bùm 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 bùm. Bùm 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 bùm. Một mình Phong Phi Vân đánh với bảy cao thủ, giết ba, hù chạy một, còn lại ba người. Phong Phi Vân có gì mà sợ không dám liều mạng. Võ Dương Sinh hoàn toàn chiếm ưu thế nhưng trong lòng gã run sợ, hoảng hốt. Tuy nhiên Võ Dương Sinh bóp chết cảm giác sợ hãi kia, tâm trí của gã kiên cường hơn Lệ Hình Thiên. Đánh đến tình trạng này sao có thể lùi bước, giết nhất trận phong là Võ Dương Sinh sẽ nổi tiếng như cồn. Bát thú bổ thiên đồ lại ngưng tụ, hiển nhiên. Biến thành màn trời rực rỡ hùng vĩ, phát ra ánh sáng chói lòa. Sau khi phá Nhật Nguyệt Đồng Thiên áp chế,
Phong Phi Vân thoải mái phát huy tốc độ, mau còn hơn sao băng. Phong Phi Vân như tia sáng đan sen, chớp mắt bắt chặt cánh tay Võ Dương Sinh, xé nguyên tay trái xuống. Đau nhức truyền đến, nguyên cánh tay đứt lìa làm Võ Dương Sinh há mồm gầm giống. Máu chảy từ bả vai, Võ Dương Sinh đau đớn như cơ thể bị xé rách. Bùm! Phong Phi Vân ném Võ Dương Sinh ra ngoài như quăng cục đá ra xa hơn chục dặm, không biết gã đụng thủng bao nhiêu tường Phật. Những cấm chế Phật văn do các cao tăng Phật môn để lại không chịu nổi xung lực. Phong Phi Vân bị bát thú bổ thiên đồ đánh trúng, máu phun tung tóe, lưng nát bét. Phong Phi Vân bị đánh bay ra, đụng bể tường am ni, té bên trong. Đã thật lâu Phong Phi Vân không bị thương nặng như vậy, nhưng trong lòng hắn rất sung sướng. Lần này Phong Phi Vân bị buộc đến cực hạn, nếu hắn không chết, sau khi lành vết thương thì tu vi sẽ lại tinh tiến. Trước mắt Phong Phi Vân tối đen, suýt xỉu. Phong Phi Vân cắn đầu lưỡi cố gắng tỉnh táo, một cái đầu chọc hiện ra trước mặt hắn. Đầu chọc tò mò nhìn Phong Phi Vân. Tận cùng bên trong am ni chỉ có một đầu chọc. Chí Tàng Đại Sư. Hai tay Phong Phi Vân chóng đất gượng ngồi dậy. Hòa, thượng, đã lành vết thương. Chí Tàng Đại Sư gật đầu, bảo tướng trang nghiêm, đôi mắt sáng, ánh sáng vàng lấp lánh trên người, Phật khí lượn lờ như thánh Phật giáng thế. Chí Tàng Đại Sư mỉm cười nói. A-di-đà Phật, phải cảm tạ viên, Phật đan của ngươi. Phong Phi Vân nhìn biểu tình của Chí Tàng Đại Sư là hiểu lão đoán được thân phận của mình, biết mình tu luyện Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân dám lấy Kim Tàm Phật khí trợ giúp Chí Tàng Đại Sư trị thương thì không sợ bị lão biết chuyện. Phong Phi Vân nói. Vậy còn ngồi đó làm gì? Không mau lăn đi giết người. Bị nạt làm Chí Tàng Đại Sư sửng sốt, nhưng tâm tính của lão hòa thượng rất cao. Bình tĩnh không hề lộ vẻ tức giận. Chí Tàng Đại Sư đứng lên, chậm rãi nói. A-di-đà Phật, bình tĩnh, đi ngay đây. Không biết Chí Tàng Đại Sư lấy cái mũ đen ở đâu ra đội trên đầu, chậm rãi bước ra ngoài. Chí Tàng Đại Sư không muốn bị người biết thân phận. Phong Phi Vân nghi ngờ nhìn bóng lưng Chí Trướng Đại Sư rời đi, lòng thầm khó hiểu. Hòa thượng đang đề phòng ai? Nếu nói đội mũ bên ngoài di tích tháp cổ sợ bị người ta nhận ra thì thôi. Đã vào di tích tháp cổ mà còn bị người thấy mặt, hay người lão e ngại cũng có trong di tích tháp cổ. Phong Phi Vân suy đoán đúng, Chí Tàng Đại Sư che giấu tung tích là vì đề phòng một vị người thủ hộ trong di tích tháp cổ. Lão hòa thượng không muốn bị một người thủ hộ ẩn thế trong di tích tháp cổ biết lão đến nơi đây. Suy đoán chỉ thoáng qua trong đầu Phong Phi Vân một giây rồi bị gác sang bên. Đó là chuyện của Chí Trướng Đại Sư, không liên quan gì hắn. Phong Phi Vân chỉ quan tâm thứ trong Pháp Hoàng Điện. Rốt cuộc nhất trận phong thua. Nhảm nhí, bảy cao thủ hợp sức đừng nói nhất trận phong, dù là cự phách cũng sẽ thất bại. Nhất trận phong rất đáng sợ, bảy cao thủ ba chết một tàn, chiến tích khủng thật. Dù nhất trận phong chết trong di tích tháp cổ vẫn sẽ gây sóng gió lớn trong Thần Tấn Vương Triều, nhiều người nhớ kỹ tên của đại đạo hái hoa này. Tử Minh Vương đứng trên Phật Tháp, mặc đuổi thi bào, tay cầm chuông đuổi thi. Mắt tràn đầy chết chóc. Tử Minh Vương lạnh lùng nói. Mọi người cho rằng Phong Phi Vân bị nhốt trong đồng Lô Sơn, Tà Hoàng cũng bị lừa. Nhưng ta biết nhất trận phong chính là Phong Phi Vân, hắn đã chạy ra. Xác Diêm Vương bị tiên hiền Tử Minh Thi Động đào mang về, lấy rất nhiều máu mục giữa. Tử Minh Thi Động nghiên cứu Diêm Vương bao nhiêu năm, Tử Minh Vương rất hiểu tà khí của Diêm Vương. Hoặc nên nói nguyên Thần Tấn Vương triều này không ai hiểu rõ tà khí Diêm Vương hơn Tử Minh Vương. Chính vì lý do này Tử Minh Vương mới khẳng định nhất trận phong chính là Phong Phi Vân. Thần võ quân tiêu diệt Tử Minh Thi Động của ta, vậy ta đến giết một thần vương, không biết quỷ không lấy cắp Kim Tàm Kinh trên người hắn. Chờ ngày ta tu luyện Kim Tàm Kinh đến đại thừa là lúc Thần Tấn Vương triều bị tiêu diệt. Mắt Tử Minh Vương mờ mịt chỉ huy hai chiến thi còn lại xông vào Tố Nhạc Am. Định giết Phong Phi Vân rồi cướp Kim Tàm Kinh. Nhưng hai chiến thi mới lao vào am ni thì bên trong phát ra Phật quang rực rỡ đánh bay hai chiến thi ra ngoài. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Một người bí ẩn bước ra từ am ni, hai tay chắp vào nhau, mặc đồ đơn giản, chắc là tu Phật giả. Biến cổ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ cho rằng nhất trận phong chết chắc, không ngờ trong am ni còn cao thủ. Chỉ một luồng Phật quang chém ra đã đánh bay hai chiến thi ngang ngửa siêu cự phách, có vẻ mạnh hơn cả nhất trận phong. Tử Minh Vương đứng trên Phật Tháp rách nát ở phía xa, mắt nhìn chằm chằm, thanh âm sắc bén quát. Giả thần giả quỷ mà là người tu Phật gì?
người tu Phật chỉ tu Phật của mình, làm chuyện của mình. Còn bộ túi da này để người xem cũng vậy, không cho người xem cũng thế. Bước chân Chí Tàng Đại Sư không nhanh không chậm đến trước mặt hai chiến thi, đôi tay ấn vào đầu chiến thi, miệng niệm kinh. Rất nhanh hai chiến thi thành cho, Chí Tàng Đại Sư dễ dàng siêu độ chúng nó. Hòa thượng này quá oách. Trong Tố Nhạc Am hơi tối, Phong Phi Vân ngồi dưới đất. Linh quang lấp lánh trên người nhanh chóng điều dưỡng vết thương. Phải phục hồi ba phần thực lực trong thời gian ngắn nhất. Không chừng trong di tích tháp cổ có người thủ hộ, muốn vào Pháp Hoàng Điện phải dựa vào mình, không thể toàn nhờ Chí Tàng Đại Sư. Hòa thượng này rất danh ma, chưa biết chừng bị hòa thượng bán. Trong đầu Phong Phi Vân lóe lên nhiều suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận sát khí ập đến. Sương mù tụ tập trong Tố Nhạc Am biến thành người ngọc trang nhã như tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Tiếc rằng nàng không phải tiên nữ thật sự, vì nàng cầm đoạn kiếm. Lửa bốc cháy trên lưỡi kiếm gác trên cổ Phong Phi Vân. Thanh chiến kiếm này là Phong Phi Vân tặng cho nàng, Nhạc Liệt chiến kiếm của Kỷ Nhất Bắc, một trong ba tán nhân của đạo môn. Kỷ Nhất Bắc chết trong Đồng Lô Sơn, Phong Phi Vân lấy chiến kiếm thuận tay giao cho Diệp Ti Loan. Diệp Ti Loan rất đẹp, tư chất cũng siêu cao, tâm tính thuộc hàng rồng phượng trong cõi người. Lúc trước Diệp Ti Loan không bỏ đi là vì Bạch Như Tuyết này. Đại đạo hái hoa nhất trận phong, lão ma đầu, mặc cho tu vi của ngươi giỏi đến đâu hôm nay không ai cứu mạng ngươi được. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngừng chữa thương, miệng học hai ngụm máu. Giả bộ bị thương cũng vô dụng, lão ma đầu như ngươi chết chưa hết tội. Diệp Ti Loan vung kiếm lên, rất dứt khoát, nhưng nàng không muốn lấy mạng Phong Phi Vân nên không dốc hết sức. Diệp Ti Loan chỉ định ra oai phủ đầu, dập tắt huy phong. Chờ Phong Phi Vân ngoan ngoãn nghe lời thì nàng sẽ buộc nhất trận phong giao linh hồn đám người Liễu Duệ Hâm ra. Phong Phi Vân giơ tay trái đỡ nhưng vẫn bị chém bay đập vào bệ thờ, rất chật vật, lại hộc máu. Phong Phi Vân thở dài thườn thượt. Ti Loan, ta là đại thúc. Trên bệ thờ lư hương lăn xuống, cho bụi bay đầy. Tượng nữ Bồ Tát đứng trên bệ thờ rung bần bật suýt rớt xuống đập vào đầu Phong Phi Vân. Người Phong Phi Vân đầy máu. Cho nhang rơi xuống người hắn nhấp nháp, rất chật vật. Phong Phi Vân nói câu, Ti Loan, ta là đại thúc, nếu nữ nhân khác nghe thấy sẽ tát mặt. Diệp Ti Loan thì tim đập nhanh, câu nói chạm vào lòng nàng. Diệp Ti Loan đứng ngây tại chỗ, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập nghi hoặc. Ma đầu, người đang chơi trên cơ ta sao? Bàn tay Diệp Ti Loan tinh xảo không xương, nhưng nàng cầm chiến kiếm tạo cảm giác nguy hiểm sát khí. Hai tay Diệp Ti Loan cầm kiếm định chém xuống. Phong Phi Vân vội bò dậy hiềm nói. Đừng đừng, ta thật sự là đại thúc, là Vân đại thúc gặp trong Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân biết Diệp Ti Loan sát phạt dứt khoát, tâm trí kiên cường. Phong Phi Vân không còn cách nào khác, hắn bị thương quá nặng, chỉ có cách này kéo dài thời gian. Dù gì quan hệ giữa hai người trong Đồng Lô Sơn không tệ, xem như quen biết sinh tử. Nhưng Phong Phi Vân đã xem thường sức nặng, Vân Phi Phong trong lòng Diệp Ti Loan. Khi khuôn mặt Phong Phi Vân thay đổi biến thành bộ dạng nam nhân trung niên, tức là Vân Phi Phong tán thu thì con ngươi Diệp Ti Loan co rút, cắn môi. Nhạc Liệt chiến kiếm rơi xuống đất. Mắt Diệp Ti Loan đỏ ửng, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Diệp Ti Loan rất có tình cảm với đại thúc không gì không biết kia. Đối phương tài hoa ngút trời, có nhiều ưu điểm, làm nàng vô cùng khâm phục mấy lần. Trên đời này có khá nhiều thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bị đại thúc hấp dẫn. Yêu nam nhân lớn tuổi hơn mình nhiều. Nam nhân trở thành có sức hấp dẫn của nó, đôi khi sức sát thương rất mạnh với thiếu nữ. Diệp Ti Loan chưa đến nông nỗi yêu đại thúc kia đến không kiềm chế được. Nhưng sau khi trở về Nhật Nguyệt Tiên Giáo, mỗi khi nhớ đến hành trình trong Đồng Lô Sơn thì Diệp Ti Loan mong chờ đại thúc thật sự sẽ đến địa tử phủ, nàng sẽ đưa hắn đi du lịch thắng cảnh thích cổ, hoặc dong thuyền trên sông, hoặc cưỡi mây về gió, hoặc cười nói trong thác nước con suối. Diệp Ti Loan không ngờ lần nữa gặp lại sẽ trong tình huống này, thân phận này. Vân Địa Thúc. Diệp Ti Loan yêu kiều như ngọc, ánh mắt phức tạp dìu Phong Phi Vân dậy rồi ném hắn ra ngoài. Phong Phi Vân té đau điếng. Đại Thúc, tại sao ngươi là đại đạo hái hoa? Tại sao ngươi lừa ta? Ngươi không xuất hiện thì thôi, tại sao lúc xuất hiện làm người đau lòng như thế? Hốc mắt Diệp Ti Loan ướt nước, không rõ nàng đang buồn chính mình hay bực tức đối phương. Ti Loan hãy nghe đại thúc giải thích. Phong Phi Vân nói. Đại đạo hái hoa nhất trận phong chỉ là ngụy trang. Là sao?
Diệp Ti Loan nhìn Phong Phi Vân té dưới đất, trong lòng có chút áy náy, thầm bực chính mình làm việc quá kích động. Nếu đại thúc là đại đạo hái hoa thì trong đồng lô sơn đã làm gì nàng, và nàng không nên nghi ngờ nhân phẩm của đại thúc. Nàng không phải loại người dễ xúc động, tại sao vừa rồi lại? Ánh mắt Phong Phi Vân buồn phiền như nhớ lại chuyện quá khứ, một nam nhân có nhiều câu chuyện. Phong Phi Vân chậm rãi nói. Chuyện này nói đến thì dài, phải nói từ đồng lô sơn. Phong Phi Vân nhanh chóng giải thích rõ cho Diệp Ti Loan biết tại sao hắn phải giả mạo đại đạo hái hoa. Lý do rất gượng gạo, đến nỗi Phong Phi Vân cảm thấy nhiều chỗ mâu thuẫn. Nhưng Diệp Ti Loan tin thật. Trong lòng Diệp Ti Loan càng áy náy hơn. Đại thúc đã bị thương nặng vậy mà nàng còn tấn công hắn, thế này. Lệ ướt mi. Diệp Ti Loan nhanh chóng lau nước mắt nên Phong Phi Vân không thấy, nàng nâng hắn dậy để hắn tựa vào người mình. Diệp Ti Loan điều động linh khí dồi dào trong thân thể giúp đỡ đại thúc trị thương. Tư thế hai người rất mập mờ, đầu Phong Phi Vân tựa ngực Diệp Ti Loan, da đầu cảm nhận mềm mại ấm áp. Ngón tay thuôn dài bóp cổ tay Phong Phi Vân, rót linh khí vào kinh mạch. Phải nói bây giờ trong lòng Phong Phi Vân rất hưởng thụ, hắn ít khi được một mỹ nữ ôm thế này, chữa thương cho hắn. Phong Phi Vân thích thú thầm nghĩ. Cô nương Diệp Ti Loan này rất biết điều, nếu để nàng biết người nàng cứu là nhi tử của yêu ma không biết sẽ tức giận đến nhường nào. Thân thể đại thúc thật hữu dụng, hì hì. Diệp Ti Loan cũng cảm thấy tư thế rất mập mờ, mặt đỏ hồng. Nhưng lúc này Vân đại thúc bị thương nặng, Diệp Ti Loan không tiện đổi tư thế. Diệp Ti Loan ngập ngừng một lúc sau chỉ nói một câu. Nói vậy là đại thúc bởi vì cứu đệ tử Phật môn ngự thú trai nên đắc tội vực chủ ám vực. Phong Phi Vân híp mắt, âm thầm trị thương cho mình, khẽ ừ. Phong Phi Vân giải thích với Diệp Ti Loan là hắn cứu đệ tử ngự thú trai trong đồng lô sơn, đắc tội vực chủ ám vực. Ám vực đã nhiều lần phái cường giả truy sát Phong Phi Vân, nên hắn định xuống tay trước, biến thành đại đạo hái hoa nhất trận phong lẻn vào thịnh hội tà đạo ám sát vực chủ ám vực. Lý do này rất là gượng ép. Bản thân Phong Phi Vân còn thấy có nhiều sơ hở. Nhưng Diệp Ti Loan tin tưởng. Trước kia Phong Phi Vân cảm thấy Diệp Ti Loan băng tuyết thông minh, tâm trí cao siêu. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân thấy cô nương này thật dễ dụ, như nữ nhân ngực to não rỗng. Phong Phi Vân không biết rằng Diệp Ti Loan đã động tình với tán tu Vân Phi Phong. Đừng nói lý do này, dù Phong Phi Vân giải thích qua loa thì Diệp Ti Loan vẫn sẽ thuyết phục mình tin tưởng. Các người! Liễu Duệ Hâm đứng trước cửa nhìn hai người tư thế mập mờ ngồi trong tố nhạc am, trợn mắt há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống đất, mắt trợn to như ốc bưu. Diệp sư tỷ, đại thúc. Liễu Duệ Hâm nhìn xung quanh, cho rằng mình xuyên không gian. Liễu Duệ Hâm cứ nghĩ có một mình Phong Phi Vân trong tố nhạc am, khó khăn thổi phồng hết can đảm chuồn vào ngó xem hắn chết chưa. Liễu Duệ Hâm vào trong không thấy Phong Phi Vân đâu, thay vào đó là Diệp sư tỷ của mình. Trong ngực Diệp sư tỷ ôm một nam nhân. Đại thúc trong đồng lô sơn tại sao xuất hiện ở đây? Diệp Ti Loan bình tĩnh nói. Duệ Hâm đừng sợ, thật ra đại đạo hái hoa nhất trận phong là Vân đại thúc, hắn. Hắn có nỗi khổ riêng. Khổ riêng cái con khỉ. Liễu Duệ Hâm sắp cuồng, hai tay bứt tóc, đầu xù tóc rối. Cái quái quỷ gì đây? Đại đạo hái hoa nhất trận phong và nhi tử của yêu ma Phong Phi Vân là một người. Đại thúc trong đồng lô sơn và đại đạo hái hoa cũng là một. Nói vậy, Vân đại thúc trong đồng lô sơn, đại đạo hái hoa nhất trận phong, Phong Phi Vân là cùng một người. Liễu Duệ Hâm ở chung với Phong Phi Vân thật lâu trong đồng lô sơn, còn tiếp xúc thân mật. Liễu Duệ Hâm bản năng định hét chói tai nhưng thấy Phong Phi Vân cảnh cáo lườm mình thì ngâm miệng. Liễu Duệ Hâm hỏi. Diệp sư tỷ, các người, đang làm gì vậy? Chị thương. Phong Phi Vân trả lời. Không thấy lão phu đại chiến với 7 cao thủ bị thương nặng sao? Ti Loan cô nương cao thượng đang chữa thương cho lão phu. Liễu Duệ Hâm nhe hàm răng khểnh. Rõ ràng là ngươi ăn bớt Diệp sư tỷ. Diệp Ti Loan răn. Duệ Hâm, không được nói kiểu đó với đại thúc, là ta chủ động muốn giúp đại thúc trị thương. Phong Phi Vân cười đắc ý, nhướng mày như đang nói, thấy chưa? Là Diệp sư tỷ của nàng tự nguyện. Liễu Duệ Hâm tức giận mặt đỏ hồng. Gai mắt bộ dạng kiêu ngạo của Phong Phi Vân. Liễu Duệ Hâm hận không thể nói cho Diệp sư tỷ biết này cái tên này không phải đại thúc tiền bối đức cao vọng trọng gì, hắn là tên lãng tử Phong Lưu. Phong Phi Vân ho khan, giọng khàn khàn nam nhân trung niên nói. Ti Loan,
có lẽ lúc trước nàng không tin lời ta. Thật sự ta chỉ ngụy trách đại đạo hái hoa, không tin thì nàng hãy hỏi Duệ Hâm đi. Ta không đụng một ngón tay của Duệ Hâm, xem nàng ấy như là nữ nhi của ta vậy. Liễu Duệ Hâm tức hộc máu. Diệp Ti Loan an ủi. Đại thúc, sao ta không tin đại thúc được? Đừng nói nữa, chữa lành vết thương quan trọng hơn. Liễu Duệ Hâm nhìn hai người trò chuyện vui vẻ thì càng buồn bực. Diệp sư tỷ, hắn giết Liễu Gia Gia. Nói nhảm, Liễu Gia Gia của nàng bị Lệ Hình Thiên hại chết. Tình hình chiến đấu vừa rồi là thế này. Phong Phi Vân bắt đầu thêm mắm thêm muối kim loại hể chuyện vừa xảy ra. Đa số là thật, Phong Phi Vân tập trung vào Lệ Hình Thiên bán đứng lão nhân hộ đạo thế nào, đẩy lão gần nắm đấm của mình ra sao. Ánh mắt Phong Phi Vân buồn bã, giọng nghẹn ngào nói. Lúc đó ta không rút tay về được, lão nhân gia tốt biết mấy, dù bọn họ vây công ta nhưng ta chưa từng có ý định giết lão. Ta biết bọn họ hiểu lầm mình, sao ta có thể tùy tiện giết người. Vẻ mặt Phong Phi Vân kích động lại ộc máu, rất buồn. Diệp Ti Loan tin ngay, Liễu Duệ Hâm vốn có thành kiến với Phong Phi Vân cũng tin vài phần. Liễu Duệ Hâm biết rõ tu vi của lão nhân hộ đạo cường đại, nếu không bị Lệ Hình Thiên tính kế thì sao có thể bị Phong Phi Vân đánh một đấm chết tươi được. Liễu Duệ Hâm dậm chân, tức tối nói. Tên cơ mốn Lệ Hình Thiên, sau khi trở về ta phải kêu mẫu thân giết hắn. Liễu Duệ Hâm trừng Phong Phi Vân nằm trong ngực Diệp Ti Loan, chỉ tay vào hắn nói. Còn ngươi nữa? Phong Phi Vân, Diệp Ti Loan bật cười, phớt lờ lời uy hiếp của Liễu Duệ Hâm, hại nàng tức giận bứt tóc. Giờ phút này, bên ngoài Tố Nhạc Am nhanh chóng đánh nhau rồi mau lẹ hạ màn, để lại ấn tượng không thể xóa nhòe trong lòng tu sĩ vào di tích tháp cổ. Trong di tích tháp cổ khí lưu hỗn loạn, có tiếng hật quanh quẩn trong thiên địa như giai điệu bất diệt trong thời gian vĩnh hằng. Đại chiến qua đi, Tố Nhạc Am càng rách nát như tùy thời sụp đổ. Chí Tàng đại sư đứng trong phế tích, đầu đội mũ đen, Phật khí lượn lờ quanh thân cho cảm giác rất bí ẩn. Không ai xem thường Chí Tàng đại sư, vừa rồi hòa thượng này cười nói siêu độ hai chiến thi. Trong bóng tối có người lên tiếng. Đại sư có biết đang bảo vệ ai không? Thanh âm trong trẻo êm ai, là giọng nữ. Chí Tàng đại sư lạnh nhạt nói. Dù là ai thì vẫn là con người. Phương xa trong di tích tháp cổ vọng lại tiếng hừ lạnh. Bổn tọa muốn xem ngươi có bản lĩnh kia không? Đây là thủ lĩnh tà đạo, không lộ mặt nhưng khí thế mạnh mẽ như ngọn núi lớn đứng trong hắc ám. Thủ lĩnh tà đạo hành động, đánh ra thủ ấn khổng lồ, trưởng ấn như ngọn núi năm ngón tay. Sau khi biết Chí Tàng đại sư cường đại còn dám ra tay thì toàn là nhân vật có đại thần thông. Ầm 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 ầm. Thủ ấn rất mục tích nhu, ẩn chứa ngũ hành thổ lực, giống như một khoảnh trời giáng xuống. Chí Tàng đại sư chắp hai tay vào nhau, miệng niệm kinh Phật. Môi phun ra các Phật văn vàng rực tụ tập thành tập kinh Phật ngăn lại thủ ấn. Xẹt 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 xẹt. Chí Tàng đại sư mở mắt ra, hai tia sáng vàng bắn ra. Cái mũ không thể ngăn cách ánh sáng vàng, kim quang bay ra ngoài như kiếm chém trời. Trong bóng tối vang tiếng rú, một thủ lĩnh tà đạo bị giết. Chí Tàng đại sư niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Chí Tàng đại sư tụng kinh siêu độ. Điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện, Tử Minh Vương cùng ra tay. Hai người là cự phách đỉnh cao thiên mệnh đệ cửu trọng, tự đánh ra thần thông kinh thế. Như có hai nước lũ tuyệt thế vô song đổ ập đến, khí thế hùng dũng lấp đầy không gian. Tu sĩ dưới cự phách đều bị đè ép người mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tu sĩ trên cự phách cũng chịu đựng áp lực lớn, người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, run bần bật. Đối diện công kích của hai cự phách đỉnh cao thiên mệnh đệ cửu trọng, Chí Tàng đại sư ung dung tản nhiên niệm kinh. Các chữ Phật vàng rực rỡ quanh người Chí Tàng đại sư diễn hóa thành tượng Phật lớn. Pho tượng Phật màu vàng cao trăm thước hình thành, như đúc bằng thần kim. Ong 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 ong. Sắc vàng vỗ hai trường, thanh âm như chuông chùa gióng lên trên bầu trời. Điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện, Tử Minh Vương bị đánh lùi ra sau, cơ thể như bốc cháy. Hai người lộ vẻ kinh hoàng, tu vi của hòa thượng này thật đáng sợ, dễ dàng đánh bị thương Lục Phụng Thiên, Tử Minh Vương. Ầm 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 ầm. Hai Phật văn to hơn 30 thước từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đè xuống. Điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện, Tử Minh Vương cuống cuồng chạy trốn, không dám đỡ. Nếu bị lực lượng trong hai Phật văn chấn áp, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng không thể chữa lành. Ầm rầm. Hai Phật văn vẫn đánh trúng hai bá chủ,
trọng thương Tử Minh Vương, Lục Phụng Tiên, để lại bãi máu dưới đất. Lục Phụng Tiên, Tử Minh Vương trốn ra di tích tháp cổ, không chút ngừng lại nhanh chóng rời xa mảnh đất này. Trong khi điện chủ điện thứ 10 Xâm La Điện, Tử Minh Vương bị đánh chạy vắt giò lên cổ, các tu sĩ cũng bỏ trốn, không dám ở lại lâu. Sau khi bọn họ ra ngoài sẽ giải tin khắp nơi, đại đạo hái hoa có một hòa thượng siêu cường đại đi theo bên cạnh, Dâm Tăng có thể đánh bại tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng. Kết quả chiến đấu trong di tích tháp cổ nằm ngoài dự đoán của mọi người. 7 cao thủ hợp tác đối phó Nhất Trận Phong nhưng tử thương gần một nửa, giờ ra một hòa thượng tu vi khủng bố. Có thể tưởng tượng sau khi đám người này ra khỏi di tích tháp cổ thì cái tên Nhất Trận Phong sẽ chấn động nguyên thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân biến về hình dạng Nhất Trận Phong, đẹp trai trẻ trung chứ yêu dã. Phong Phi Vân vỗ tay khen. Lợi hại, lợi hại, tu vi của Chí Tàng Đại Sư có lẽ đã rất gần cảnh giới Niết Bàn, chỉ còn kém một bước. Diệp Ti Loan đứng bên cạnh Phong Phi Vân, cầm Nhạc Liệt Chiến Kiếm canh giữ một bên. Diệp Ti Loan xinh đẹp tuyệt trần như cửu thiên huyền nữ, cảnh giác chừng Chí Tàng Đại Sư. Chí Tàng Đại Sư rất thông minh, thanh âm già nua nói. Bần tăng còn kém, so sánh thì thí chủ bị thương mà có thể hàng phục một vị thiên chi kiêu nữ mới lợi hại. Phong Phi Vân liếc thấy vẻ mặt Diệp Ti Loan hơi khó chịu, cười tủm tỉm nói. Nếu ta không nhìn lầm thì tuổi thọ của đại sư không còn nhiều. Lần này đến di tích tháp cổ tìm thiên quốc chắc vì muốn đột phá niết bàn đại cảnh, kéo dài thêm tuổi thọ đúng không? Về mặt lý luận không đến cảnh giới niết bàn thì không sống nổi 1000 năm. Nhưng trên đời có nhiều bảo dược tăng tuổi thọ, Chí Tàng đại sư từng dùng loại này sống hơn 1000 năm. Nhưng tuổi thọ của Chí Tàng đại sư sắp hao hết, bây giờ lão có dùng bao nhiêu bảo dược cũng vô dụng. Chỉ có thể liều mạng đột phá cảnh giới mới liều ra con đường sống. Dù là tu tiên hay tu Phật rốt cuộc vẫn là tranh mệnh với trời. Chí Tàng đại sư im lặng, thật lâu sau gật đầu, giọng nói không chứa cảm xúc. Còn tuổi thọ 2 năm. Xoẹt. Phong Phi Vân xòe quạt phe phẩy, cười nói. Tu vi của đại sư đúng là gần với cảnh giới Niết Bàn hơn bất cứ ai. Nhưng nhìn như gần trong gang tấc lại cách xa ngàn vạn dặm. Nếu cơ hội không đến e rằng suốt đời không vượt qua một bước đó. Chí Tàng đại sư lạnh nhạt nói. Đâu chỉ là ngàn vạn dặm, chỉ có người đến tận đây mới biết cách bao xa, chênh lệch như trời và đất. Càng đến gần cảnh giới Niết Bàn càng cảm nhận được sự khó khăn trong đó. Từ xưa đến nay bao nhiêu anh kiệt thiên phú siêu đẳng chỉ mất trăm năm đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng nhưng suốt đời không thể bước vào cảnh giới Niết Bàn. Ai, cảnh giới càng cao càng biết đại đạo vô cùng khó khăn. Ngươi không tưởng tượng nổi. Phong Phi Vân lên tiếng. Sao không liều thử một phen? Chí Tàng đại sư nheo mắt nói. Là sao? Phong Phi Vân phẩy quạt đi ra Tố Nhạc Am, bước hướng Pháp Hoàng Điện, giọng nói tràn ngập ý cười. Sông Pháp Hoàng Điện, ta cũng có hứng thú cùng đại sư siêu tầm thiên quốc. Bốn thiên chi kiêu nữ Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm. Diệp Ti Loan như thị nữ tiên nữ xinh đẹp đi theo sau lưng Phong Phi Vân cùng đến bên ngoài Pháp Hoàng Điện, đám người vào trong. Chí Tàng đại sư do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đi theo. Nếu mấy thanh niên này không sợ thì lão có gì mà sợ. Chí Tàng đại sư không còn sống được bao lâu, xông pha thêm một lần có ngại gì. Chí Tàng đại sư đuổi theo. Không được đi lung tung trong Pháp Hoàng Điện, nhầm một bước là sẽ thân chết đạo tiêu. Phong Phi Vân sớm đoán được Chí Tàng đại sư sẽ đi theo, bước chân thong dong đi trong Pháp Hoàng Điện. Biểu tình Phong Phi Vân cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu đại sư đi cùng thì ta càng tin tưởng hơn. Chí Tàng đại sư gỡ mũ đen xuống lộ cái đầu chọc, cổ đeo thập bát vân Phật Châu phát ra từng vòng thần quang tinh thuần. Ánh mắt Chí Tàng đại sư nghi hoặc hỏi. Ngươi tu luyện Kim Tàm Kinh. Ừm. Chí Tàng đại sư hỏi tiếp. Thân phận thật sự của ngươi là thần vương của thần Tấn Vương Triều. Tạm thời là vậy. Chí Tàng đại sư ngừng bước, ánh mắt nóng cháy. Kim Tàm Kinh ở trong tay ngươi. Ai nghe ba chữ Kim Tàm Kinh đều khó mà bình tĩnh. Phong Phi Vân dừng bước, cười tủm tỉm gật đầu. Phong Phi Vân và Chí Tàng đại sư đối thoại bằng thần thức, bốn thiên chi kiêu nữ không nghe được bọn họ nói gì, chỉ cảm thấy hai người đi đằng trước bộ dạng kỳ lạ. Phong Phi Vân nói tiếp. Là Kim Tàm Kinh chỉ dẫn ta đến đây, khí vận Kim Tàm Kinh bảo vệ ta. Nếu không thì ta làm gì có gan xông Pháp Hoàng Điện. Chí Tàng đại sư nghe Phong Phi Vân giải thích xong dần bình tĩnh lại, lòng tăng niềm hy vọng.
Nếu là Kim Tàm Kinh chỉ dẫn thì không chừng Thiên Quốc có trong Pháp Hoàng Điện thật. Một khi tìm ra Thiên Quốc, cơ hội cho Chí Tàng Đại Sư đột phá cảnh giới Niết Bàn càng lớn. Tuy Chí Tàng Đại Sư là người tu Phật nhưng cũng rất cao già, không chân chất trung thực chút nào. Chí Tàng Đại Sư cười tâu, chắp tay vái Phong Phi Vân. Chí Tàng Đại Sư mở miệng nói. Trong Pháp Hoàng Điện để lại một ít tà vật thượng cổ, mọi người hãy cẩn thận chút, cố gắng đi theo sau lưng Bần Tăng. Chỉ cần không kinh động hồn tà Phật khủng bố nhất thì sẽ không có kiếm quang gì. Trong Pháp Hoàng Điện không chỉ có một tòa Phật Điện, đây là thế giới rộng lớn hoang tàn. Hố đen bên trong sâu thăm thẳm, như đi vào không gian ngăn cách. Mấy đoàn Phật quang lơ lửng trong không khí như lửa ma trời chiếu sáng môi trường xung quanh. Mấy cây cột vàng mục nát, bệ thờ xám cho, bồ đoàn rách, cái chày mỏ gãy. Nhiều đồ vật trôi nổi trong không khí được đoàn sáng nhạt bao bọc không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Đột nhiên đằng trước vang tiếng hét chói tai, là Liễu Duệ Hâm la lên. Liễu Duệ Hâm mới đạp lên một bộ xương khô, xương cốt vỡ ra, chân nàng kẹt trong khung xương. Liễu Duệ Hâm sợ hết hồn. Bộ xương nằm ở đây đã lâu, sọ bị người lật ngửa, đỉnh đầu có cái lỗ to cỡ nắm tay như bị người bấu nát đầu hút tủy não. Đoàn người dừng bước, Chí Tàng Đại Sư nhỏ giọng nói. Đây là một vị cự phách mấy ngàn năm trước vào Pháp Hoàng Điện để lại xác chết, chắc cũng bị hồn tà Phật giết. Phong Phi Vân dò hỏi. Hồn tà Phật chắc cũng thuộc loại âm giới tam tà. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Thuộc loại quỷ tà nhưng càng cường đại hơn. Phong Phi Vân nheo mắt, lấy một cái bình quỷ ra khỏi giới linh thạch. Có một vị hồng nhan chi kỳ tặng cho ta bình này, không biết có hiệu quả với hồn tà Phật không? Cái bình quỷ này là Diêu Cát tặng cho Phong Phi Vân, màu tím nâu, khắc đầy phù văn kỳ lạ, hoa văn tà ấn lan tràn. Nó như cái bình hoa nhỏ, không có gì khác lạ, cầm trong tay xúc cảm lạnh lẽo như khắc bằng băng. Liễu Duệ Hâm lườm Phong Phi Vân. Xì, chỉ là cái bình cắm hoa, Nhật Nguyệt Tiên Giáo chúng ta có 8 vạn, 10 vạn cái bình tương tự. Có muốn mấy hôm nữa tặng một xe cho ngươi? Tu vi của Liễu Duệ Hâm không thấp, tâm tính vững vàng, rất nhanh hết sợ còn nhân dịp công kích Phong Phi Vân. Liễu Duệ Hâm luôn thích vạc lại Phong Phi Vân. Chí Tàng Đại Sư gật gù, mắt sáng lấp lánh nói. Cái bình quỷ này đúng là bảo khí không tệ, nhưng tối đa chỉ có hiệu quả với âm hồn bình thường, không có nhiều tác dụng với quỷ tà đã độ lôi kiếp. Hồn tà Phật là tinh hồn của cao tăng Phật môn thời viễn cổ biến thành, không chỉ thông linh tính cũng hiểu tu luyện. Một âm bình không chấn áp nổi Thiên Quốc. Vậy sao? Phong Phi Vân loay hoay cái bình quỷ, không thấy nó có điểm gì lạ, dù gặp Thiên Quốc thì Kim Tàm Phật khí trong cơ thể hắn dư sức áp chế nó. Phong Phi Vân ném bình quy cho Liễu Duệ Hâm. Lấy chơi đi. Xì, ai thèm cái bình bể. Liễu Duệ Hâm nói vậy nhưng vẫn chụp cái bình quỷ. Chí Tàng Đại Sư cũng nói đây là bình có thể khắc chế âm hồn bình thường, thứ này tuy có đầy đường nhưng Liễu Duệ Hâm cầm về Nhật Nguyệt Tiên Giáo Hồ Tiểu Sư muội mới vào sơn môn cũng vui. Vù 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 vù. Gió âm thổi qua cùng với tiếng quỷ khóc thần gào. Lốc xoáy đen lướt qua, bệ thờ rách nát gần đó hiện ra một bóng người khoác áo cà sa màu vàng, cao 7 thước, máu thịt toàn thân đã mục giữa lộ ra xương trắng hếu nhưng còn dính chút máu thịt. Chí Tàng Đại Sư lên tiếng nhắc nhở. Là Thiên Quốc, mọi người hãy cẩn thận. Ánh mắt Chí Tàng Đại Sư nghiêm túc, Thiên Quốc này siêu cường đại, là cổ hồn từ vạn năm trước, cánh chim đã cứng cáp, phát ra khí thế tạo áp lực cho Chí Tàng Đại Sư. Ba thiên chi kiêu nữ bạch như tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm mặt trắng bệch, cảm giác toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng địa ngục. Giờ bọn họ mới biết sự đáng sợ của hồn tà Phật, khủng bố hơn bất cứ sinh vật nào các nàng từng thấy. Phong Phi Vân, Diệp Ti Loan như gặp đại địch, tốc độ của Thiên Quốc này siêu mau, sánh bằng Quy Vương đỉnh tam kiếp, có thể tay không xé nát siêu cự phách. Nhìn biểu tình của Chí Tàng Đại Sư dường như không nắm chắc có thể giải quyết Thiên Quốc này. Phong Phi Vân di chuyển gần sát Diệp Ti Loan, tay nhẹ ôm vòng eo thon. Khi cần thiết Phong Phi Vân sẽ dựa vào luân hồi tật tốc trốn sát kiếp. Diệp Ti Loan cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Phong Phi Vân, eo tê dại, gò má hơi hồng. Xẹt 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 xẹt. Thiên Quốc ngồi xếp bằng trên bệ thờ cao 7 thước lại biến thành gió âm như vòi rồng màu đen công kích ba thiên chi kiêu nữ đứng sau cùng, muốn cuốn các nàng vào vòi rồng. Chí Tàng Đại Sư ra tay trước, thập bát phân Phật Châu bay ra như 18 ngôi sao. Nhưng thập bát phân Phật Châu chỉ đánh nát một khúc xương tay, Thiên Quốc xông qua vòng phòng ngự. Phong Phi Vân không định ngăn cản Thiên Quốc,
vì có muốn cũng không làm được. Địch thủ quá khủng bố, Phong Phi Vân chỉ có thể bảo vệ Diệp Ti Loan, ôm eo nàng né qua thiên quốc tạt ngang ra xa hơn 10 trượng. Ba thiên chi kiều nữ đứng phía sau không may mắn như vậy, bị thiên quốc cuốn lấy. Nhưng thảm kịch không xảy ra, thiên quốc hét chói tai, tà khí tụ tập co rút lại bị hút vào bình quỷ. Liễu Duệ Hâm ngồi xổm dưới đất gào khóc, tay cầm bình quỷ. Một lúc sau Liễu Duệ Hâm ngước lên, hoang mang thấy mọi người đều nhìn mình. Không, nói đúng hơn là bọn họ nhìn bình quỷ trong tay Liễu Duệ Hâm. Điều này vượt ngoài dự đoán của mọi người, thiên quốc ngang ngửa quỷ vương đỉnh tam kiếp vậy mà bị một cái bình nhỏ thu, nói ra không ai tin. Chí Tàng đại sư gãi đầu chọc, không hiểu ra sao. Phong Phi Vân hắng giọng, buông Diệp Ti Loan ra, xòe tay nói. Tiểu Liễu, đưa bình quỷ đây cho ta xem. Không đưa, làm gì có chuyện tặng cho người ta rồi lấy về. Liễu Duệ Hâm ngốc mấy cũng biết bình quỷ quý trọng, là kỳ bảo hiếm hoi. Liễu Duệ Hâm nhét bình quỷ vào ống tay áo, hai tay ôm chặt như khỉ con giấu trái đào, sợ bị người cướp. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm khắc nói. Chỉ cho nàng chơi một lúc, không nói tặng cho nàng. Liễu Duệ Hâm cắn chết không nhả. Không chịu. Sắc mặt Phong Phi Vân dịu lại, khuyên nhủ. Duệ Hâm, đây là hồng nhan chi kỷ tặng cho ta làm vật định tình, không thể tùy ý tặng người. Cho nàng mượn ngắm đã là mức độ lớn nhất, nếu tặng cho nàng, bị hồng nhan chi kỷ của ta biết thì không hay cho nàng, không chừng sẽ đem đến tai nạn cho Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Liễu Duệ Hâm không dễ bị Phong Phi Vân thuyết phục, châm ngòi. Hồng nhan chi kỷ của ngươi chẳng phải là Diệp sư tỷ sao? Ngươi muốn phụ tình. Phong Phi Vân, Diệp Ti Loan lúng túng. Nhà đầu này dầu muối không ăn, không thể dùng văn thì dùng võ. Phong Phi Vân định sắn tay áo dậy dỗ Liễu Duệ Hâm lại thì Chí Tàng đại sư bước tới, quan sát bình quỷ, ánh mắt nóng cháy. Chí Tàng đại sư kích động nói. Mới rồi đã nhìn lầm, đây là thánh bảo chí tôn của âm giới, thiên nhất thánh bình, cũng được gọi là thiên nhất quy bình, có thể thu tất cả vật chí tà trên đời. Ánh mắt mọi người lạ lùng nhìn Phong Phi Vân. Chí Tàng đại sư nói. Thiên nhất thánh bình nằm trong tay quỷ mẫu yêu cơ uy hiếp âm giới. Không ai dám không nghe, tại sao rơi vào tay tiểu hữu? Trong mắt chứa thắc mắc như đang nói đây thật sự là hồng nhan chi kỷ tặng cho ngươi sao, hoặc nói thẳng ra là mẫu của âm giới là hồng nhan chi kỷ của ngươi. Chí Tàng đại sư không tin quỷ mẫu yêu cơ là hồng nhan chi kỷ của Phong Phi Vân. Lão phỏng đoán hắn là thuộc hạ hay phó tòng của quỷ mẫu yêu cơ, thế là thái độ tốt hơn nhiều, xưng hô đổi thành tiểu hữu. Ánh mắt Phong Phi Vân sâu thẳm suy tư. Mấy thiên chi kiêu nữ trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này quá lợi hại, hái hoa cả mẫu của âm giới. Bọn họ không tin Phong Phi Vân có bản lĩnh này, cảm thấy hắn dùng cách tồi tệ hèn hạ trộm thiên nhất thánh bình. Tay Liễu Duệ Hâm run run cầm thiên nhất thánh bình, nếu bình quỷ này thật sự của mẫu của âm giới thì Nhật Nguyệt Tiên Giáo không trêu vào được, nàng giữ nó sẽ chỉ đem đến tia hỏa. Tên trộm ăn cắp nhà ngươi dám trộm đồ của mẫu của âm giới, gan to bằng trời. Nếu đã biết là đồ của mẫu của âm giới còn không mau trả cho ta. Phong Phi Vân rất muốn nói, nàng nghĩ ta là Tất Ninh soái sao. Phong Phi Vân có nói ra câu này thì đám thiên chi kiêu nữ cũng không biết Tất Ninh soái là ai. Xì, dù sao trong di tích tháp cổ, ta không sợ nàng ta. Giờ tạm đặt ở chỗ ta, ngắm vài ngày, chờ ra khỏi di tích tháp cổ sẽ trả lại ngươi. Liễu Duệ Hâm lắc thiên nhất thánh bình, bên trong phát ra tiếng leng keng. Liễu Duệ Hâm đổ ra một viên đan dược đan sen tà khí và Phật khí, to cỡ long nhãn, ánh sáng rực rỡ đập xuống đất thủng cái hố sâu. Liễu Duệ Hâm lộ vẻ tò mò định nhặt đan dược lên. Chí Tàng đại sư ngăn lại. Đừng nhúc nhích, đây là thiên quốc bị thiên nhất thánh bình luyện hóa thành đan dược, bên trong chứa tà khí và Phật khí tinh hoa của một thiên quốc, nếu đụng vào sẽ bị ngoại tà nhập vào người thành tà ma. Mấy thiên chi kiêu nữ sợ hãi thụt lùi ngay. Chí Tàng đại sư không dám tiến lên nhặt đan dược, bởi vì bên trong đan dược chứa tà khí cực độ, một khi đụng vào sẽ ô uế thân Phật, hao tổn tu vi. Phong Phi Vân không chút e dè nhặt đan dược hơi nặng lên, trong người hắn chứa kim tàm Phật khí và tà khí Diêm Vương, một viên thiên quốc ngưng tụ thành đan dược là thuốc bổ cho hắn. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Phong Phi Vân ném đan dược đan sen khí chí tà và Phật khí tinh thuần vào miệng. Cơ thể lấp lánh chói mắt. Thần quang rực rỡ, một nửa màu vàng, một nửa màu xám, Phật khí và tà khí cùng tồn tại. Trong đan dược chứa lực lượng cực kỳ cường đại,
cơ thể mạnh mẽ như Phong Phi Vân trong phút chốc không luyện hóa hết được. Trong người Phong Phi Vân như có một ngôi sao nổ tung, hắn vội ngồi xếp bằng luyện hóa lực lượng rời núi lấp biển này. Diệp Ti Loan lo lắng nói. Thiên quốc này ngang ngửa tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng, tuy bị luyện hóa thành đan dược tinh thuần nhất nhưng bên trong chứa lực lượng không tầm thường, hắn chịu nổi không? Điều này tương đương với Na Tố sống một thiên quốc cường đại. Ban đầu Chí Tàng Đại Sư cũng hết hồn nhưng rất nhanh hiểu ra. Không sao, hắn tu luyện kim, hắn sẽ chống qua. Chí Tàng Đại Sư định nói là Kim Tàm Kinh nhưng nơi này là Pháp Hoàng Điện, có nhiều thiên quốc, toàn là tinh hồn đám cao tăng thượng cổ sau khi tả hóa giữ lại. Một số thiên quốc sinh ra linh tuệ, nếu nghe ba chữ Kim Tàm Kinh sẽ bạo loạn. Cơ thể Phong Phi Vân càng lấp lánh sáng ngời như làm bằng tượng ngọc Phật. Trong người Phong Phi Vân vang lên thanh âm khủng khiếp, tinh thần tan biến, chấn mặt đất khẽ rung rinh. Thật lâu sau ánh sáng trên người Phong Phi Vân vụt tắt, hắn đứng dậy. Phong Phi Vân cười nói. Thiên quốc đúng là siêu bổ, tu vi tiến thêm một bước nữa, dã đến đỉnh thiên mệnh đệ thất trọng. Trong đầu Phong Phi Vân lóe qua bóng dáng Diêu Cát, nữ nhân này càng lúc càng bí ẩn, chẳng lẽ nàng là mẫu của âm giới? Suy nghĩ này mới hiện lên trong óc Phong Phi Vân đã bị bác bỏ, rất hoang đường. Mẫu của âm giới có thân phận như thế nào, sao có thể tự nguyện hiến thân cho một người trẻ tuổi? Dù người đó có thiên phú cao mấy cũng không được. Hơn nữa nếu Diêu Cát đúng là mẫu của âm giới thì chắc chắn nàng là một trong tam tà, chẳng lẽ tu vi của nàng cao đến mức toàn bộ cường giả trong triều đình không ai nhìn thấu hư thực sao? Trong lòng Phong Phi Vân có thắc mắc nhưng chỉ giấu trong lòng, chờ lần sau gặp Diêu Cát sẽ hỏi rõ. Không lâu trước đó Chí Tàng Đại Sư vào Pháp Hoàng Điện nên khá quen thuộc. Lão dọc theo đường cổ rách nát đi tới chỗ có thiên quốc. Thiên Nhất Thánh Bình thì vẫn nằm trong tay Liễu Duệ Hâm, Phong Phi Vân mặc kệ nàng ngắm nghía. Liễu Duệ Hâm không giữ được loại báu vật cỡ nào, sẽ mang đến tai họa cho nàng. Liễu Duệ Hâm cũng hiểu điều đó, khi rời khỏi Pháp Hoàng Điện thì nàng sẽ ngoan ngoãn giao trả Phong Phi Vân. Đi trong Pháp Hoàng Điện 3 ngày trời, chỗ này như không gian vô tận. Khắp nơi là dụng cụ Phật môn rách nát, khá nhiều Phật bảo đẳng cấp linh khí nhưng đều bị hư hỏng. Thời gian quá lâu, linh tính sói mòn, linh khí thành cái vỏ sắt vụn không chút giá trị. 3 ngày nay đám người lần lượt gặp 8 thiên quốc, mỗi thiên quốc siêu cường đại. Thiên quốc mạnh nhất thậm chí hơn hẳn Chí Tàng Đại Sư một bậc. Thiên quốc yếu nhất tu vi cỡ đẳng cấp cự phách, làm mọi người sợ teo tim. Nhưng có Thiên Nhất Thánh Bình trong tay. Đám thiên quốc đều bị hút vào bình quỷ biến thành 8 viên đan dược, bị Phong Phi Vân nuốt mất. Tà khí, Phật khí chướng lớn trong cơ thể Phong Phi Vân, tùy thời đột phá thiên mệnh đệ bát trọng. Khi đó không đơn giản là sơ kỳ thiên mệnh đệ bát trọng, trong cơ thể Phong Phi Vân tích lũy linh khí đã đến mức độ kinh khủng. Giống như dựng dục một vũ trụ, khi nổ sẽ tạo thành sóng năng lượng to lớn. Dường như Diêu Cát biết ta sẽ đi di tích tháp cổ. Đầu tiên là tặng tay trái Diêm Vương. Sau đó là Thiên Nhất Thánh Bình, đây là cố ý muốn giúp ta. Ha ha ha, nữ nhân thú vị. Phong Phi Vân đã hiểu những gì hắn làm dường như nằm trong tính toán của Diêu Cát, nữ nhân bí ẩn, không biết nàng tốt hay xấu. Xem tình hình trước mắt thì Diêu Cát rất thú vị, đây là đánh giá của Phong Phi Vân. Sắp đến cánh cửa thiên quốc, lúc trước khi ta đến cảm nhận hơi thở một thế giới khác. Nếu có chìa khóa mở cánh cửa thiên quốc không chừng ta đã lao vào trong. Chí Tàng Đại Sư đứng trong loạn lưu Phật khí như đứng trên vũ trụ hỗn độn. Hư không gần đó có một kim Phật ngồi xếp bằng, cao 99 thước, to như ngọn núi nhỏ màu vàng, uy nghiêm trang trọng, thánh khiết bảo tướng lại chứa sức ép khổng lồ. Kim Phật tỏa sáng chói ya lòa ẩn chứa lực lượng khổng lồ, khoác áo choàng đúc bằng vàng rộng lớn, hai tay đặt ở bụng. Phần bụng nứt một khe hở to, bên trong hỗn độn, ánh sáng mông lung lộ ra khí thế hùng hồn. Đây là tượng Phật to đúc bằng hoàng kim, nhưng phần bụng nứt ra có màu đỏ như thịt, làm người nhìn rợn tóc gáy. Nơi này là cánh cửa thiên quốc, mọi người hãy cẩn thận chút. Lúc trước Bần Tăng gặp một thiên quốc siêu cường đại tại đây, lực lượng siêu kinh khủng. Khi đó nó không thức tỉnh, chỉ một thần niệm đã đánh ta bị thương nặng. Bần Tăng nghi ngờ thiên quốc này khi hoàn toàn thức tỉnh có thể giết cự phách. Biểu tình Chí Tàng Đại Sư thận trọng, nhỏ giọng nói. Thiên Nhất Thánh Bình, chưa chắc có thể trấn áp được nó, trừ phi mẫu của âm giới tự mình sử dụng. Phong Phi Vân nhìn vết nứt đỏ ở bụng kim Phật bằng vàng, trông như Phật đà xé bụng mình, không khí có mùi máu.
ánh mắt Phong Phi Vân nóng cháy nhìn cánh cửa đi thông thiên quốc. Phong Phi Vân khó tin lẩm bẩm. Là một tòa bí cảnh cao cấp, sao có thể? Diệp Ti Loan đứng cách Phong Phi Vân gần nhất, nghe hắn lẩm bẩm thì hỏi dò. Bí cảnh cũng chia đẳng cấp sao? Nhật Nguyệt Tiên Giáo có một tòa bí cảnh, là không gian độc lập, rộng 2 vạn dặm nhưng kết cấu không ổn định, tồn tại nhiều nguy hiểm. Sau này Đại Hiền Nhật Nguyệt Tiên Giáo cải tạo bí cảnh kia thành đất rèn luyện, Diệp Ti Loan từng vào trong tu luyện. Phong Phi Vân nghe Diệp Ti Loan hỏi, trả lời. Bí cảnh của Nhật Nguyệt Tiên Giáo và dị thú hồn cảnh của Vạn Vật Tháp thuộc bí cảnh cấp thấp, kết cấu không gian không ổn định, không hình thành đại lục. Trong thánh địa hoàng tộc đã hình thành khối đại lục, rộng lớn hơn bí cảnh của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Vạn Vật Tháp gấp vô số lần. Trải qua nhân công cải tạo có thể cho người cư ngụ, cái này gọi là bí cảnh trung giai, ổn định, khổng lồ hơn bí cảnh cấp thấp. Liễu Duệ Hâm, Chí Tàng Đại Sư, Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm lần đầu tiên nghe bí mật này, rất có hứng thú. Bọn họ có nghe nói thánh địa hoàng tộc nhưng cứ cho rằng đó là một khu vực, ai ngờ là không gian độc lập gọi là bí cảnh trung giai. Mắt Diệp Ti Loan nghiêm túc nói. Hèn gì bát phủ thần tấn vương triều rối loạn mà hoàng tộc vẫn bình tĩnh như thế. Hóa ra nội tình của hoàng tộc là thánh địa, chắc không gian bên trong thánh địa không nhỏ hơn nguyên thần tấn vương triều. Chí Tàng Đại Sư chắp tay niệm Phật hiệu. Có thể trở thành chủ nhân một vương triều đương nhiên không đơn giản như mặt ngoài mọi người trông thấy. Phong Phi Vân nói. Tuy không gian trong thánh đại hoàng tộc đã hình thành đại lục nhưng vẫn không ổn định. Bí cảnh trước mắt lại khác, đây là bí cảnh cao cấp, khổng lồ hơn thánh địa hoàng tộc gấp vô số lần. Kết cấu không gian bên trong tương đối ổn định, chứ không thể sinh ra linh trưởng, sinh vật thì hầu như không khác gì một thế giới. Liễu Duệ Hâm tò mò hỏi. Thiên quốc trong truyền thuyết lại là một bí cảnh cao cấp, vậy chẳng phải là không gian trong đó to hơn khu vực thần tấn vương triều rất nhiều lần. Liễu Duệ Hâm thích nhất nghe mấy thần thoại, chuyện kỳ lạ. Phong Phi Vân cười nói. Có gì đâu, trên đời này thứ gì cũng có. Có không gian rộng lớn hơn bí cảnh cao cấp gọi là tiểu thiên thế giới, đại thiên vị diện. Miễn tu vi của nàng đến cảnh giới đó là có thể tiếp xúc những chỗ này. Mắt Liễu Duệ Hâm sáng như sao, tuy nàng không hiểu Phong Phi Vân nói cái gì nhưng cảm thấy rất lợi hại. Nếu thiên quốc là bí cảnh cao cấp, được cường giả Phật Pháp cao sâu cải tạo, dựa vào tài nguyên trong đó có lẽ thật sự tạo ra 3.000 chân Phật. Phong Phi Vân nhìn cánh cửa thiên quốc, ra tay kim tàm Phật khí trong người đến cực độ. Kim tàm kinh tự động bay ra khỏi giới linh thạch, kim Phật 7 tấc và kim Phật cao 99 thước rất giống. Kim tàm kinh cảm nhận được hơi thở thiên quốc, hay nó thật sự là chìa khó mở cánh cửa thiên quốc. Phong Phi Vân nâng kim Phật 7 tấc, híp mắt. Phủ bụi vạn năm, hôm nay hãy để ta mở ra cánh cửa thiên quốc. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên vô cùng kiên quyết, giơ tay lên. Thiên Nhất Thánh Bình vốn nằm trong tay Liễu Duệ Hâm nay nằm trong lòng bàn tay trái của Phong Phi Vân, tay phải nâng kim Phật 7 tấc, chân đạp luân hồi tật tốc bay đến phần bụng kim Phật khổng lồ. Phong Phi Vân đặt kim tàm kinh vào khe nứt ngay bụng kim Phật. Vù 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 vù. Kim tàm kinh tự động xoay tròn, ánh sáng trên thân Phật chói lòa khiến người mù mắt. Kim Phật khổng lồ dần thức tỉnh, phát ra luồng sáng vàng nhạt, miệng phun Phật âm liên miên. Giờ phút này, nếu đứng trong di tích tháp cổ sẽ thấy Pháp Hoàng Điện bắn ra ánh sáng vàng chói mắt, có Phật âm kinh thiên phát ra từ bên trong, đánh thức tất cả người thủ hộ trong di tích tháp cổ. Có người thủ hộ bò lên từ lòng đất, có người thủ hộ bước ra từ Phật viện tàn phá. Các lão tăng sống lâu thật lâu cực kỳ kích động. Trong Pháp Hoàng Điện bắn ra Phật quang cực kỳ tinh thuần, Phật âm gần như đạo. Miếu cổ, âm ni rách mướp trong di tích tháp cổ phủ một vầng sáng vàng như sắp tái hiện thịnh thế Phật tu vạn năm trước. Trong di tích tháp cổ, trên một phù đồ 18 tầng, chuông Phật bể tự động gióng lên, thanh âm truyền xa mấy ngàn dặm. Tu sĩ trong phàn thành cách xa mấy ngàn dặm nghe thấy rõ ràng hồi chuông từ di tích tháp cổ vọng lại. Những người tế bái bên ngoài di tích tháp cổ nghe thanh âm này đều quỳ xuống, bái lại hướng di tích tháp cổ. Tiên linh hiển thánh, Phật âm vang 9 lần. Tiên linh hiển thánh, Phật âm vang 9 lần. Tiên linh hiển thánh, Phật âm vang 9 lần. Đây là khởi đầu thiên quốc sắp mở ra, lan xa mấy ngàn dặm, Phật âm không dứt, ánh sáng chiếu rọi mặt đất. Trong Pháp Hoàng Điện, khi Phong Phi Vân đặt kim tàm kinh vào vị trí cánh cửa thiên quốc thì một luồng tà khí kinh khủng chậm rãi thức tỉnh, phát ra áp lực hùng hồn như có vị ma thần bị quấy nhiễu. Phong Phi Vân đứng gần bụng kim Phật khổng lồ,
cảm giác bóng ma đè xuống mình, thiên địa bao phủ khí hung ác. Thanh âm cổ xưa âm trầm vang lên. Kim Tàm Kinh tái hiện, cánh cửa thiên quốc sắp mở ra, thế giới xa xưa sẽ tái hiện. Không, cánh cửa thiên quốc không thể mở. Thiên quốc giáng lâm, chúng ta sẽ bị lực lượng trong thiên quốc siêu độ hết, tà hồn không sót lại một lũ. Không, không thể mở ra. Thiên quốc mạnh nhất đã thức tỉnh. Hồn tà Phật này rất cường đại, khí thế mạnh mẽ như hồng hoang thiên vũ, đã sinh ra linh tuệ, biết nói chuyện. Phong Phi Vân không nghe hiểu hồn tà Phật muốn biểu đạt cái gì, nhưng hắn biết một điều là những hồn tà Phật trong di tích tháp cổ rất sợ cánh cửa thiên quốc mở ra. Dường như trong thiên quốc có lực lượng gì đó có thể giết đám hồn tà Phật. Nếu đúng vậy thì càng phải mở cánh cửa thiên quốc. Ánh mắt Phong Phi Vân càng kiên quyết hơn, hắn quyết định liều một phen, không thể lùi bước. Hồn tà Phật này khí thế cực kỳ khổng lồ định ngăn cản Phong Phi Vân mở cánh cửa thiên quốc, cái bóng to lớn như ngọn núi phủ lên. Phong Phi Vân sớm chuẩn bị trước, hắn dốc sức sử dụng thiên nhất thánh bình, cái bình lơ lửng trên đầu hắn. Quỷ văn nhấp nháy trên thiên nhất thánh bình, phù văn kỳ lạ giao nhau. Miệng bình bay ra mảng lớn lửa ma tởi xanh nhợt, giây sau biến thành mây lửa. Thiên nhất thánh bình là chí tôn linh bảo âm giới, có năng lực khắc chế vật chí tà rất mạnh. Đặc biệt áp chế tà vật như quỷ tà càng dữ dội, có thể thu quỷ tà vào bình luyện hóa thành tà đan, cũng có thể luyện hóa quỷ tà bình thường thành tà dịch. Nếu nuốt vào tà đan, tà dịch sẽ giúp ích rất lớn cho tu sĩ tu luyện tà đạo trí âm. Lực lượng của thiên nhất thánh bình quả nhiên có năng lực áp chế hồn tà Phật rất mạnh, chặn đợt công kích thứ nhất. Nhưng Phong Phi Vân không phải mẫu của âm giới, hắn không thể phát huy ra uy lực thật sự của thiên nhất thánh bình. Đối phó đa số tà vật thì không sao, nhưng gặp hồn tà Phật có thể giết chân nhân làm Phong Phi Vân liên tục thụt lùi. Hồn tà Phật đánh ra mỗi một đòn như cái búa to đập vào ngực Phong Phi Vân, đau rát thấu xương. Thiên nhất thánh bình cũng không ngăn được. Phong Phi Vân cắn răng cứng rắn đỡ 13 đợt công kích, hắn bị đánh hộc máu, thiên nhất thánh bình suýt bị hất văng ra ngoài. Phía xa, Chí Tàng Đại Sư lau mồ hôi trán, miệng lẩm bẩm. Thật là liều mạng quá, tuổi trẻ có khác. Chí Tàng Đại Sư rất phục độ mạnh của cơ thể Phong Phi Vân. Lúc trước Chí Tàng Đại Sư chỉ chịu một lũ thần niệm của hồn tà Phật công kích đã bị thương nặng, suýt thân chết đạo tiêu. Phong Phi Vân cứng rắn đỡ 13 đòn. Tuy 99% lực lượng bị thiên nhất thánh bình chặn lại nhưng đó vẫn là chiến tích rất lợi hại. Thiên mệnh đệ thất trọng đã dám đối kháng chân nhân ngay mặt, nói ra hù chết người. Cánh cửa thiên quốc chưa mở nhưng cơ thể Phong Phi Vân đã có dấu hiệu tan vỡ. Dù Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân cũng không chịu nổi đẳng cấp chân nhân công kích, cách biệt lực lượng quá lớn. Kim Tàm Kinh đang xoay quanh đột nhiên ngừng lại, tượng Phật màu vàng to lớn càng sáng lòa. Vị trí bụng tượng Phật vàng bắn ra một tia Phật quang cực kỳ tinh thuần, tựa như một luồng cực quang. Quẹt! Đây là ánh sáng bắn ra từ thiên quốc. Đám người Phong Phi Vân, Chí Tàng Đại Sư cảm giác có dòng nước ấm như thể một linh mạch chạy dọc thân thể, như ăn thuốc bổ, thể xác và tinh thần phơi phới. Lỗ chân lông toàn thân giãn ra, tham lam hấp thu lực lượng này. Đại chiến sinh ra cảm giác mệt mỏi lúc này bị quét sạch, vết thương trên người nhanh chóng lành lặn, trong lòng thấy vui sướng lâng lâng. Chí Tàng Đại Sư rất kích động, liên tục thu 17 ánh sáng Phật màu vàng. Đây là tinh hoa thiên quốc tích lũy vạn năm, dù chỉ hấp thu một lũ đã được ích lợi lớn, bớt khổ tu mấy chục năm. Mỗi luồng sáng Phật như tia chớp chứa lực lượng cực kỳ bá đạo, tất cả bị Chí Tàng Đại Sư nuốt vào bụng. Tiếng Phật tụng kinh vang lên trong người Chí Tàng Đại Sư, bảo quang tràn ngập thân thể, chớp mắt lĩnh ngộ đại đạo chân nhân hư vô mờ mịt. Cơ hội mấy trăm năm không bắt được giờ đây dựng dục trong người Chí Tàng Đại Sư, sinh ra hạt giống chân Phật, đại đạo gần ngay trước mắt. Không đến mức đột phá ngay nhưng Chí Tàng Đại Sư cách đột phá không còn xa. Đại điện đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng đã mấy trăm năm, vẫn luôn kém một chút xíu. Không ngờ vào lúc tuổi thọ sắp hết Chí Tàng Đại Sư tìm thấy cơ hội đột phá, kích động nước mắt lưng tròng. Chí Tàng Đại Sư rất muốn chạy tới ôm siết Phong Phi Vân, hôn hắn mấy cái. Chí Tàng Đại Sư chỉ muốn hét lên. Đời này ra ra sống thỏa mãn rồi. Ánh sáng vàng bắn ra từ thiên quốc dài hơn 1.000 thước, giống như sông dài màu vàng bay trong Pháp Hoàng Điện. Chí Tàng Đại Sư thu mất 17 luồng sáng như đó chỉ như cọng lông châu của con sông vàng, bên trong dựng dục lực lượng mênh mông vô tận, khó thể tính bằng sức người. Nên biết trong thiên quốc đã từng uẩn dưỡng vô số chân Phật, cùng một thời kỳ xuất hiện 3.000 chân Phật.
Tổng số mỗi thời đại cộng lại tuyệt đối hơn vạn, thêm một vạn năm tích lũy tất cả chân Phật chết ngưng tụ Phật khí, tinh hoa tụ tập lại thành sông Phật khí. Năng lượng bên trong khiến người sợ hãi. Ví dụ về hoàng tộc có một tòa, Hóa Long Trì, mỗi lần tấn đế đăng cơ sẽ có vô số bảo dược. Linh thạch đổ vào Hóa Long Trì, ngưng tụ các tinh hoa lực lượng. Mấy trăm năm sau lão tấn đế nhường ngôi, tấn đế mới được chọn ra, tinh hoa năng lượng tích lũy trong Hóa Long Trì đến mức độ nhất định có thể tạo ra một cường giả đế vương trong thời gian rất ngắn. Sau khi Long La Phù đăng cơ, tẩy lễ 7 lần trong Hóa Long Trì, chỉ mất một năm đã hấp thu hết lực lượng mấy trăm năm Hóa Long Trì tích góp, một hơi đến cảnh giới bán tôn chân nhân. Đây là đường tắt tu luyện, nhưng hao tài nguyên cực khổng lồ, trả gái tài nguyên lớn hơn gấp 10 lần tu luyện bình thường. Chỉ có thế lực lớn cỡ hoàng tộc, bốn môn phiệt mới có nhiều tài nguyên để tiêu hao. Thiên quốc mạnh hơn Hóa Long Trì gấp mấy lần, lại tích góp một vạn năm. Tinh hoa lực lượng ngưng tụ vạn năm, mạnh hơn Hóa Long Trì ngưng tụ lực lượng mấy trăm năm gấp ngàn, vạn, mấy vạn lần. Những lực lượng tụ lại thành con sông dài màu vàng. Chí Tàng Đại Sư chỉ lấy 17 Phật khí vàng đã có cơ hội đột phá cảnh giới chân nhân, từ đó thấy được trong sông vàng dựng dục lực lượng khủng bố thế nào. Được Chí Tàng Đại Sư gợi ý, bốn thiên chi kiêu nữ rất kích động. Đây là cơ duyên lớn suốt đời khó gặp một lần, phải nắm chắc. Bốn thiên chi kiêu nữ lần lượt hành động, thu Phật khí trong sông màu vàng. Nhưng những Phật khí siêu nặng, một Phật khí như ngọn núi. Liễu Duệ Hâm chỉ thu được một lũ đã bị đè nằm xuống đất không đứng dậy nổi. Liễu Duệ Hâm không buồn, ngược lại rất hưng phấn. Liễu Duệ Hâm nằm tu luyện, hấp thu năng lượng khổng lồ trong một lũ Phật khí vàng. Bạch Như Tuyết cũng thu một lũ Phật khí vàng, tu luyện một mình. Mục Tích Nhu đến cảnh giới nửa bước cự phách, tu vi cao hơn Bạch Như Tuyết, Liễu Duệ Hâm, nàng thu hai lũ Phật khí. Đó là cực hạn của Mục Tích Nhu, không thể nhiều hơn nữa. Nếu không nàng sẽ bị Phật khí đè chết. Diệp Ti Loan thu bốn lũ Phật khí, như có bốn con rồng màu vàng xoay quanh người nàng, Phật quang lấp lánh chui vào làn da trắng mịn. Tu vi Diệp Ti Loan nhanh chóng tăng lên. Sông màu vàng Phật khí là vật siêu bổ cho các thiên chi kiêu nữ, nhưng đối với hồn tà Phật trong Pháp Hoàng Điện là tai nạn. Bị Phật quang chiếu một cái là những hồn tà Phật cường đại này thành khói. Con hồn tà Phật mạnh nhất cũng bị sông màu vàng chém trúng. Tà khí bị tịnh hóa hoàn toàn. Lực lượng khổng lồ sánh bằng chân nhân hòa vào sông màu vàng. Làm con sông trướng lớn. Phong Phi Vân bị thương khá nặng, hắn ngồi ở lối vào cánh cửa thiên quốc dùng tay áo lau máu dính khóe môi. Phong Phi Vân cất thiên nhất thánh bình đi, tay nâng kim tảm kinh đứng dậy. Phong Phi Vân nhìn sông màu vàng trong Pháp Hoàng Điện, mắt tràn ngập hưng phấn. Phong Phi Vân kích động nói. Thật là có gan mới làm giàu, đáng giá. Ha 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 ha. Thế lực hàng đầu như hoàng tộc, bốn môn phiệt có nội tình khổng lồ, một khi xác định người thừa kế là sẽ âm thầm giúp tu vi người thừa kế tăng vọt. Long La Phù, Bắc Minh Phá Thiên được hưởng thụ đãi ngộ đó. Phong Phi Vân treo danh thần vương, danh hiệu người thừa kế phong ra đời sau nhưng không được đãi ngộ như thế, hắn từng bước một tự mình tu luyện. Bây giờ thì khác, Phong Phi Vân được tinh hoa Phật khí trong thiên quốc. Hắn tự tin có thể được thiên mệnh đệ cửu trọng hay thậm chí là chân nhân cảnh chỉ trong thời gian ngắn. Phong Phi Vân đã đủ cảnh giới từ lâu, hiểu biết đại đạo tu luyện hơn bất cứ ai trong thần tấn vương triều. Phong Phi Vân chỉ thiếu tích lũy tài nguyên. Tay Phong Phi Vân nâng kim tàm kinh, vừa điều động kim tàm Phật khí trong cơ thể vừa vung tay ngoắc phía xa. Một sông màu vàng cảm nhận kim tàm Phật khí tinh thuần nhất trong người Phong Phi Vân thì bay qua, xoay tròn quanh người hắn. Kim tàm Phật khí trong người Phong Phi Vân so với lực lượng sông màu vàng thì như một con đom đóm. Nhưng phẩm cấp kim tàm Phật khí tinh thuần hơn Phật lực trong sông màu vàng, những Phật khí này bay quanh thân thể Phong Phi Vân như thần tử thấy vua. Thần tử có lợi hại đến mấy khi thấy vị vua còn nằm trong tã lót vẫn phải quỳ xuống thần phục. Phong Phi Vân không vội vã vào thiên quốc, hắn tự mình tu luyện. Phong Phi Vân tu luyện 2 ngày, luyện hóa 3 lũ Phật khí rốt cuộc phá tan cảnh giới thiên mệnh đệ bát trọng. Phong Phi Vân ngồi ở phần bụng Phật vàng to lớn, sau lưng hắn là cánh cửa thiên quốc. Đan điền như biến thành lỗ đen nhanh chóng cắn nuốt lực lượng xung quanh. May mắn quanh người Phong Phi Vân lơ lửng sông màu vàng, có tinh hoa Phật khí dùng mãi không hết, chẳng lo thiếu tài nguyên. Điều kiện như vậy thì Phong Phi Vân đột phá thiên mệnh đệ bát trọng không đơn giản chỉ là sơ kỳ. Lúc này hắn tranh thủ hấp thu được bao nhiêu tinh hoa Phật khí hay bấy nhiêu, đây là cơ hội tốt nhất. Trong Pháp Hoàng Điện,
cự Phật ngồi xếp bằng, ánh sáng vàng rực rỡ. Phong Phi Vân ngồi ở phần bụng cự Phật, thân thể biến thành vòng xoáy lớn. 360 mệnh huyệt mở ra hết, như 360 quân cờ dày đặt trên người, không ngừng hấp thu tinh hoa Phật khí. Cơ thể Phong Phi Vân như biến thành một tòa thần lô, phát ra tiếng kim loại va nhau và Phật âm vang dội. Ầm. Một lần nữa hấp thu 4 tinh hoa Phật khí, cơ thể Phong Phi Vân càng thêm chói mắt rực rỡ, phá tan sơ kỳ thiên mệnh đệ bát trọng đến trung kỳ. Tốc độ hấp thu Phật khí không ngừng lại mà càng tăng nhanh. Mỗi tinh hoa Phật khí nặng như núi cao, ẩn chứa Phật ý và đạo tắc của chân Phật, năng lượng vô cùng khổng lồ. Người bình thường hấp thu một tinh hoa Phật khí là có thể tăng lên một đại cảnh giới, một số tu sĩ thiên mệnh tu vi không cao thậm chí lên 2, 3 đại cảnh giới. Cơ thể, thiên phú của Phong Phi Vân mạnh hơn người khác nhiều, hắn muốn đột phá càng khó khăn hơn, hao phí nhiều tài nguyên hơn. Phong Phi Vân hấp thu 4 Phật khí chỉ đột phá một điều cảnh giới, càng về sau sẽ càng hao phí nhiều hơn nữa. Bùm! Cùng lúc đó, một khối xương trên MU tay phải Phong Phi Vân trở nên đỏ rực như đá lửa, rất bắt mắt. Sau khi hấp thu năng lượng khổng lồ, khối xương phượng thứ 4 sinh ra. Tâm cốt, tuệ cốt, nhãn cốt, thêm vào khối xương tay phải tổng cộng có 4 khối xương phượng nối liền với nhau. Chúng nó như 4 ngôi sao trong vũ trụ, lại như 4 ngọn bất diệt thần đăng. Có ảo ảnh phượng hoàng bay quanh xương phượng, tiếng phượng hoàng hót liên miên không dứt. Thể chất Phong Phi Vân tiến thêm một bước, cơ thể càng cường đại. Phật quang ở bên trong, lửa bên ngoài, giống như luyện thành bất hủ kim thân. Ầm. Khối xương bên tay trái cũng biến thành xương phượng, bị lửa bao phủ. Tà khí tay trái Diêm Vương bị bài trừ. Nó giống như khúc xương thần sinh ra trong cơ thể người. Đây là khối xương phượng thứ 5. Hai tay Phong Phi Vân cháy lửa, lửa bao phủ người hắn như biển mây. Bùm bùm. Hai tiếng vang khẽ, hai mắt cá chân Phong Phi Vân cùng bắn ra tia sáng rực rỡ. Đôi chân Phong Phi Vân cùng sinh ra xương phượng, ánh sáng chói lòa. Đây là khối xương phượng thứ 6, 7. Ầm. Cùng lúc đó, toàn thân Phong Phi Vân phát ra khí thế siêu kinh khủng. 7 khối xương phượng nối liền thành một tòa chu thiên, hơi thở phượng hoàng di chuyển khắp người. Ngọn lửa như nước lũ xuất phát từ vị trí, tâm cốt, lên mắt trái, nhãn cốt. Lại xông lên đỉnh đầu, tuệ cốt, từ bên phải chảy xuống tay phải, thủ cốt, rồi đến chân phải, cước cốt, chân trái, cước cốt, tay trái, thủ cốt, sau đó quay về, tâm cốt. Đây là tiểu tuần hoàn đơn giản nhất của bất tử phượng hoàng thân, một khi tu luyện thành công là bất tử phượng hoàng thân đến cảnh giới tiểu thừa. Từ nay yêu khí phượng hoàng vòng quanh toàn thân mãi mãi không ngừng, dù không cố ý tu luyện, mỗi giây mỗi phút lực lượng sẽ tăng nhanh. Tiểu tuần hoàn bất tử phượng hoàng thân vốn chỉ có 6 khối xương phượng tâm cốt, tuệ cốt, tứ chi động cốt. Nhưng Phong Phi Vân khác người, hắn được một khối xương phượng nhãn cốt trong đồng lô sơn, tiểu tuần hoàn có 7 khối xương phượng. Tâm cốt là dòng chính, tuệ cốt là trung tâm, nhãn cốt là cánh cửa. Tâm cốt, tuệ cốt, nhãn cốt chủ yếu, tứ chi động cốt là phụ cấu tạo ra tiểu tuần hoàn trọn vẹn. Lực lượng thân thể nâng lên độ cao mới. Nếu kêu Phong Phi Vân tính sức chiến đấu hiện tại của mình mạnh cỡ nào, bản thân hắn rất khó nói. Dù sao chưa từng có nhân loại nào tu luyện công pháp luyện thể đỉnh cao của yêu tộc, khó nói có thể phát huy lực lượng mạnh cỡ nào. Chắc chắn độ mạnh khác hẳn lực lượng Phượng Hoàng tu luyện ra 7 khối xương phượng. Nhân loại tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đến tiểu thừa có thể sánh bằng tu sĩ cảnh giới nào thì phải chiến đấu mới ước chừng được. Tu luyện xong 7 khối xương phượng diễn hóa ra tiểu chu thiên bất tử Phượng Hoàng thân, Phong Phi Vân hấp thu 48 tinh hoa Phật khí. Từ đây thấy được tu luyện xương phượng tiêu hao tài nguyên khổng lồ cỡ nào, trung bình mỗi khối xương phượng cần 12 tinh hoa Phật khí ngưng tụ. Thể chất tăng lên, tu vi của Phong Phi Vân cũng tiến bộ nhưng không khoa trương như cơ thể. Phong Phi Vân đến đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng thì đụng bình cảnh, không tiến bộ được nữa. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân gặp bình cảnh trong cảnh giới, rất nhanh hắn hiểu ra nguyên nhân. Chắc vì Phong Phi Vân tu luyện kim tàm kinh tạo thành chế ước, nếu không luyện kim tàm kinh, không chừng hắn có thể nương cơ hội này trùng kích đến thiên mệnh đệ cửu trọng. Tu luyện loại công pháp đẳng cấp thánh điển có lợi và hại. Bức ấu tàm đồ thứ 2 có tổng cộng 18,000 loại biến hóa, Phong Phi Vân chỉ mới lĩnh ngộ ra hơn 300 loại. Linh khí trong người chuyển biến thành kim tàm Phật khí cũng bị cảnh giới kim tàm kinh hạn chế. Hiện tại trình độ lĩnh ngộ kim tàm kinh của Phong Phi Vân chỉ đến được đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng.
Nếu Phong Phi Vân không tu luyện Kim Tàm Kinh thì sẽ chẳng bị hạn chế, dựa vào độ mạnh thân thể tiểu thừa bất tử Phượng Hoàng thân khiến linh khí đến sơ kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng. Nếu không tu luyện Kim Tàm Kinh, linh khí trong người Phong Phi Vân sẽ không tinh thuần như vậy. Chuyện gì cũng có hai mặt, có mặt tốt lẫn mặt xấu. Đương nhiên từ khi Phong Phi Vân quyết định khi tu luyện Kim Tàm Kinh thì hắn đã đi trên con đường phải tu đan điền và thân thể cùng lúc. Hai bên cân bằng mới phá tan cảnh giới thánh linh được. Phong Phi Vân tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân như kiếp trước thì sẽ bị kẹt ở vũ hóa đệ cửu trọng mãi mãi. Trong thời gian ngắn có lẽ Kim Tàm Kinh hạn chế rất lớn trong việc tăng tiến cảnh giới, nhưng về lâu dài, cùng tu đan tâm và thân thể hỗ trợ cho nhau mới là cách làm chính xác. Bất tử Phượng Hoàng thân và Kim Tàm Kinh phải đến mức độ cân bằng. Bây giờ cảnh giới thân thể cao hơn cảnh giới đan điền một bước dài, sắp tới chủ yếu tham ngộ Kim Tàm Kinh, càng lĩnh ngộ nhiều thì cảnh giới tự nhiên sẽ tăng lên. Phong Phi Vân ngừng tu luyện, mở mắt ra. Sông màu vàng vẫn vòng quanh người hắn, tinh hoa Phật khí bên trong dường như không giảm bớt cao nhiêu. Phong Phi Vân đứng dậy nhìn phương xa, hỏi. Ta tu luyện bao lâu rồi? Liễu Duệ Hâm chớp lông mi trả lời. 34 ngày. Liễu Duệ Hâm vốn ngồi trên bồ đoàn rách dưới ngủ gật, thấy Phong Phi Vân tỉnh lại thì rất hưng phấn, mắt sáng rực bay tới. Liễu Duệ Hâm kéo cánh tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Làm gì vậy? Nhà đầu này không bình thường. Liễu Duệ Hâm tu vi thiên mệnh đệ tam trọng, sau khi hấp thu một lũ tinh hoa Phật khí thì nhảy vọt lên đỉnh thiên mệnh đệ ngũ trọng, kém nửa bước cự phách chỉ còn một bước. Những tinh hoa Phật khí này do chân Phật để lại, cải thiện thể chất Liễu Duệ Hâm rất nhiều, dấu ấn chân Phật in trong người nàng. Liễu Duệ Hâm nhờ đó có tiềm lực đột phá cảnh giới chân nhân. Dĩ nhiên chân nhân cảnh rất khó khăn, nhiều thiên tài đẳng cấp sử thi chưa chắc đột phá được. Tư chất của Liễu Duệ Hâm không siêu đẳng, ước mơ đột phá chân nhân cảnh thật xa vời, nàng chỉ có một chút cơ hội. Vẻ mặt Liễu Duệ Hâm tràn đầy khao khát, nghiêng đầu, trợn to mắt nói. Phong Phi Vân, chúng ta xem như quen nhau qua hoạn nạn, đồng đội trải qua sinh tử. Phong Phi Vân cười nói. Đừng lôi kéo quan hệ với ta, chúng ta không quen. Hơn xưa xin hãy gọi ta là Nhất Trận Phong, Nhất Công Tử. Liễu Duệ Hâm ôm chặt tay Phong Phi Vân, suýt cắn hắn nhưng cuối cùng nàng kiềm lại. Mắt Liễu Duệ Hâm chớp lia, mếu máo. Người ta là nữ nhi của Bạch Nguyệt Sứ Giả, trong đệ tử thế hệ trẻ Nhật Nguyệt Tiên Giáo xem như đại tỷ nhưng bây giờ bị một tên trộm hái hoa bắt, không còn mặt mũi nào. Đi đâu cũng bị người xì xầm, không gả đi được. Ai đó vì lợi lộc của bản thân làm hại cuộc đời người khác, bộ dạng vẫn thản nhiên như không, không biết tự động cho chút bồi thường sao. Phong Phi Vân cười nói. Ha ha ha, thì ra là vòi vĩnh. Không cho nàng Thiên Nhất Thánh Bình được, Nhật Nguyệt Tiên Giáo các người không ngăn được mẫu của âm giới. Phong Phi Vân biết rõ Liễu Duệ Hâm giả bộ nhưng vẫn nhẹ vỗ đầu nàng, dịu dàng an ủi. Liễu Duệ Hâm cắn môi dưới, mắt long lanh. Ta không thèm Thiên Nhất Thánh Bình, nếu cho ta một ao nhỏ Phật khí thì còn tạm được. Cốc! Phong Phi Vân gõ đầu Liễu Duệ Hâm, cười mắng. Một ao nhỏ, ham quá vậy. Liễu Duệ Hâm gật gà gật gù nói. Không cho ao nhỏ thì một thùng nhỏ cũng được. Liễu Duệ Hâm xoa đầu bị đánh. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực, dõng dạc nói. Dù cho nàng một thùng nhỏ thì nàng cũng không có đồ đựng. Vậy đi. Nếu sau này nàng theo ta, ngoan ngoãn làm thiếp thân thị nữ, bưng trà rót nước, giặt đồ nấu cơm, bóp vai đấm lưng. Một năm ta sẽ phát một lũ tinh hoa Phật khí cho nàng, xem như tiền công. Bộ dáng Phong Phi Vân như ông chủ nhà giàu mua nha hoàn, giờ đang bàn về giá cả. Một năm chỉ được một lũ, người thật keo kiệt, chưa từng thấy ai keo như ngươi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta vì tốt cho nàng. Tuy tinh hoa Phật khí giúp nàng tăng nhanh cảnh giới nhưng có hiệu quả mặt trái của nó. Tăng cảnh giới mà tâm tình không lên kịp, cảnh giới trong thân thể không ổn định. Giống như phù lục, chỉ tăng uy lực của nó nhưng không tăng chất lượng giấy, khi uy lực đến mức độ nhất định thì tờ giấy sẽ không chịu nổi lực lượng ẩn chứa trong phù lục sẽ nổ. Tu luyện cũng vậy, nàng tăng cảnh giới quá nhanh, tâm tính không ổn định, căn cơ không vững chắc. Cho nàng một năm là để nàng củng cố cảnh giới. Tích lũy lắng đọng, có lợi không hại. Không phải mỗi người đều giống Phong Phi Vân cùng tu luyện đan điền và thân thể, không sợ sẽ tự nổ trong lúc tu luyện. Không phải mỗi người đều có tâm tính vũ hóa đệ cửu trọng như Phong Phi Vân.
rõ ràng là bủn xỉn, keo kiệt. Miệng Liễu Duệ Hâm nói vậy nhưng trong lòng thừa nhận Phong Phi Vân nói đúng, bây giờ nàng có cảm giác không khống chế được linh khí trong cơ thể. Trong thời gian ngắn cảnh giới tăng trưởng quá nhiều thì rất khó khống chế, kiểm soát. Một khi linh khí vượt tầm tay sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì cảnh giới hoàn toàn biến mất, nặng thì khó giữ mạng sống. Long La Phù có thể tăng cảnh giới mảng lớn mà không tẩu hỏa nhập ma đương nhiên là nhờ Thánh Bảo Hoàng tộc bảo vệ. Hơn nữa Long La Phù có tư chất thiên tài đẳng cấp sử thi, dù vậy nàng nhận lực lượng hóa long chỉ 7 lần mới xong, nếu không đã tẩu hỏa nhập ma. Phong Phi Vân nói, không lớn không nhỏ, muốn làm thị nữ hợp cách thì điều đầu tiên phải học tôn trọng chủ nhân của mình đã. Liễu Duệ Hâm nghịch ngợm kêu lên, nhất công tử, nô tỳ biết lỗi. Liễu Duệ Hâm thướt tha hành lễ, giọng the thé. Phong Phi Vân thở dài thườn thượt. Ai, không cho ăn cốc là không ngoan. Phong Phi Vân hỏi tiếp. Còn mấy người khác đâu? Đã đi đâu? Giọng Liễu Duệ Hâm vẫn the thé chói tai. Giờ ngươi có đuổi thì bọn họ cũng sẽ không đi. Liễu Duệ Hâm tiếp tục bảo. Bởi vì hồn tà Phật trong Pháp Hoàng Điện đã bị trấn giết hết, một số cấm chế cổ xưa cũng mở, nhiều nơi bí mật trước kia không thể vào giờ mở rộng. Diệp Đều Là, Bạch Lạnh Lùng, Mục Đầu Gỗ đi mấy vùng đất bí mật kia tìm thượng cổ di bảo. Tu vi của ta thấp nhất nên ở lại đây trông chừng ngươi, Diệp sư tỷ bảo tìm được báu vật sẽ cho ta một phần. Phong Phi Vân thấy buồn cười mấy biệt danh Liễu Duệ Hâm đặt ra. Bạch Như Tuyết bị Liễu Duệ Hâm sửa thành, Bạch Lạnh Lùng, Mục Tích Nhu là, Mục Đầu Gỗ. Trong một vạn năm trước chắc chắn Pháp Hoàng Điện có vị trí quan trọng trong vong tâm cổ tháp, sẽ không thiếu báu vật. Dù đa số bị hư hỏng nhưng báu vật bị phong ấn trong cấm chế thì còn nguyên vẹn, 90 là linh bảo đỉnh cao. Phong Phi Vân được sông màu vàng, lại có báu vật như thanh đồng cổ thuyền, mấy báu vật khác khó lọt vào mắt hắn. Bọn họ muốn tìm báu vật, dù tìm được chấn thế sát binh cũng thuộc về họ, Phong Phi Vân sẽ không đòi giao nộp ra. Phong Phi Vân hỏi, hòa thượng đó thì sao? Nói đến hòa thượng đần kia là tức, lần này hòa thượng phát tài lớn. Khi đột phá đến cảnh giới chân Phật, hòa thượng cười dài 2 ngày 3 đêm trong Pháp Hoàng Điện, thanh âm như sấm sét. Sau đó hòa thượng tìm được một chấn thế Phật binh trong ao thần vùng đất bí mật thượng cổ để lại trong Pháp Hoàng Điện. Hòa thượng cười suốt ngày, cười như Phật Di Lặc, vì cười quá lớn tiếng nên hấp dẫn người thủ hộ trong di tích cổ tháp đến, đại chiến một trận. Có một người thủ hộ bị hòa thượng giết, 2 người thủ hộ khác bị đánh đuổi, bây giờ còn ngồi trước cửa Pháp Hoàng Điện. Thấy ai dám xông Pháp Hoàng Điện là người thủ hộ đánh kẻ đó, tinh thần phơi phới như có sức mạnh không dùng hết. Miệng Liễu Duệ Hâm nói bực mình, hòa thượng đần, nhưng lòng thì rất kích động. Với Liễu Duệ Hâm thì nhân vật cảnh giới chân nhân như trong thần thoại, giờ có thể tiếp xúc khiến nàng rất rung động. Theo thời gian trôi qua thì cảm xúc kích động dần rút đi. Đây sẽ là đề tài cho Liễu Duệ Hâm sau đó khoác lác trước mặt không sư huynh, sư muội. Phong Phi Vân đồng tình. Mấy trăm năm qua Chí Tàng Đại Sư không tăng cảnh giới được chút nào, chỉ sống được 2 năm. Chuyến này đi di tích tháp cổ, Chí Tàng Đại Sư ôm quyết tâm liều lần cuối, cũng không ngờ thật sự sẽ đột phá cảnh giới chân nhân. Giờ thành công, Chí Tàng Đại Sư có thêm tuổi thọ 1000 năm, thành tồn tại đỉnh cao nhất mảnh đất này, ai cũng sẽ cười to mấy ngày. Chí Tàng Đại Sư còn được một Phật binh chấn thế, càng như hổ thêm cánh. Chí Tàng Đại Sư đắc ý hân hoan, Phật Tổ ban ơn. Cuộc sống dễ thở hơn rồi. Nếu bọn họ bận rộn như thế thì hai chúng ta vào thiên quốc xem, không biết thế giới phủ bụi vạn năm này bây giờ thế nào. Phong Phi Vân xoay người nhìn cánh cửa thiên quốc, bước vào trong. Liễu Duệ Hâm hăng hái, nàng rất muốn vào xem bên trong là thế giới gì. Có một màn sáng màu trắng, như gợn sóng dao động. Xuyên qua màn sáng, Phong Phi Vân, Liễu Duệ Hâm từ không trung trăm thước rớt xuống, bên dưới là biển xanh biếc. Một con chim xanh dài hơn 120 thước, đẳng cấp linh thú bay đến chở Phong Phi Vân. Liễu Duệ Hâm, đây là thiên quốc ghi trong sách cổ, là thế giới thật sự. Trước kia ta cứ nghĩ đó là truyền thuyết các trưởng bối lừa chúng ta. Liễu Duệ Hâm bò dậy trên lưng chim xanh, nhìn biển vạn dặm mênh mông, bên tai nghe tiếng sóng biển. Phương xa có đàn chim biển bay lượn, trong nước có cá to dài mấy chục thước. Sông màu vàng vây quanh người Phong Phi Vân bỗng bay ra ngoài. Dắt ngang trên bầu trời như sông vàng đến cửu thiên, Phật quang ngàn vạn trượng. Phong Phi Vân hít sâu, tất cả lỗ chân lông giãn ra. Cảm giác linh khí nhập vào thân thể,
linh khí nơi này đậm đặc làm Phong Phi Vân giật mình. Linh khí đậm hơn bên ngoài, hơn cả mấy vương triều trung ương. Dưới đáy biển, Phong Phi Vân phát hiện một linh mạch chảy, tuy không bằng long mạch của thần tấn vương triều nhưng vẫn rất khổng lồ, dài 3 vạn dặm. Chim xanh bay 2 ngày, Phong Phi Vân thấy dưới đáy biển có linh mạch càng khổng lồ hơn. Thần thức dò xét nhưng không tìm được nguồn linh mạch, đây là một linh mạch dài còn hơn long mạch thần tấn vương triều, dài mấy chục vạn dặm. Rất khó tìm được linh mạch đẳng cấp như thế. Trước kia có nhắc đến long mạch xuyên suốt nguyên Trung Hoàng Phủ là phủ lớn nhất thần tấn vương triều, là căn cơ của thần tấn vương triều nên dài 3-40 vạn dặm không lạ gì. Tuy nhiên khu vực linh khí long mạch đậm đặc nhất là ở thần đô. Phong Phi Vân cảm thán rằng, những Phật tu thời thượng cổ dữ dội thật, cầu một linh mạch ngang ngửa với long mạch thần tấn vương triều đến bí cảnh cao cấp này. Đây là linh mạch dài chục vạn dặm, linh mạch đẳng cấp ngàn dặm, vạn dặm không thể sánh bằng. Con chim xanh nói tiếng người. Chủ mạch trong thiên quốc là linh mạch đẳng cấp 100 vạn dặm, linh mạch 10 vạn dặm này chỉ là một chi nhánh trong chủ mạch. Thiên quốc có 21 linh mạch giống vậy trải khắp 9 châu 12 biển. Dường như Phong Phi Vân sớm biết con chim xanh có thể nói tiếng cười, bình tĩnh nói. Rốt cuộc nói chuyện, ta còn tưởng đâu ngươi là chim câm. Tu luyện đến đẳng cấp linh thú thì trí tuệ không thua gì nhân loại, đương nhiên có thể nói tiếng người. Liễu Duệ Hâm giật mình, vội chạy về bên cạnh Phong Phi Vân. Con chim xanh bay nhanh, nói. Ta còn nhỏ, không biết được nhiều, có lời gì ngươi hãy nói với các lão tổ. Liễu Duệ Hâm thè lưỡi. Đã tu luyện hơn 1000 năm mà còn nhỏ. Liễu Duệ Hâm hào hứng hỏi. Sao mặt trời trên cao nhỏ vậy? Sợ là không thể chiếu sáng nguyên thiên quốc. Con chim xanh trả lời. Đó không phải mặt trời mà là Xá Lợi chân Phật để lại, mãi mãi treo trên cao chiếu sáng thế giới này, ban sức sống cho chúng ta. Phong Phi Vân gật đầu. Bay 2 ngày nay Phong Phi Vân quan sát rất lâu, mỗi vượt mấy vạn dặm sẽ thấy một mặt trời Xá Lợi mới. Đôi khi 2 mặt trời cùng treo trên cao. Trong thiên quốc đúng là từng ra nhiều chân Phật, sau khi chân Phật viên tịch biến thành Xá Lợi lơ lửng trên bầu trời mãi mãi chiếu rọi mảnh đất này. Bí cảnh cao cấp mấy cũng không thể sinh ra ánh sáng, nước, sự sống. Đây là thế giới các cao tăng đắc đạo cùng khai sáng. Linh thú trong thiên quốc được đám cao tăng Phật môn thuần phục từ vạn năm trước, quanh năm nghe tiếng Phật, xem kinh Phật, truyền thừa giáo hóa Phật môn. Đây không phải tu thú đạo mà là Phật đạo, đạt đến cảnh giới nhất định có thể thành Phật. Dù linh thú thế hệ trước chết gài thì linh thú thế hệ trẻ sẽ tiếp tục truyền thừa Phật môn giáo hóa, chờ đợi chủ nhân mới của thiên quốc đến, khiến thiên địa này càng thêm phồn vinh, thích hợp sinh mệnh cư trú, diễn hóa thành nước trời tu Phật. Mảnh đất này đã không còn nhân loại, dù 1 vạn năm trước lúc đại kiếp nạn Phật môn còn chân Phật ở trong thiên quốc thì giờ đã chết sạch. Chân Phật không thể sống hơn 1 vạn năm. Trong đầu Phong Phi Vân lóe suy nghĩ tà ác, nếu trong thiên quốc có mấy nữ nhân thì có lẽ còn thấy nhân loại trong này. Đương nhiên dù nhân loại sắp diệt tuyệt, mấy chân nhân Phật môn nội tình cao thâm sẽ không cố gắng vì sự sinh tồn, sinh sản của nhân loại. Dọc đường đi Phong Phi Vân thấy nhiều linh dược bảo thụ, có một số miếu cổ, am ni không người cư ngụ. Một số miếu cổ lơ lửng trên mặt biển, am ni bay trong mây. Có tháp cổ ở trên đảo biển phong cảnh như tranh. Tất cả bài bố vô số trận pháp thủ hộ, gieo trồng rất nhiều linh thảo bảo dược. Linh quả thụ, có suối thánh chảy. Những miếu cổ, am ni là nơi các chân Phật trước kia cư ngụ. Trong dược điền, linh quang rực rỡ. Liễu Duệ Hâm nhìn suýt rớt trong mắt, đôi mắt sáng rực như ngọc châu. Phong Phi Vân cười nói. Ha ha ha, nàng đừng mơ, chân Phật bày ra trận pháp, khả năng của nàng không mở ra được, cứ ngó chơi đi. Liễu Duệ Hâm bá đạo nói. Hừ, dù sao chỗ này vô chủ, ta đã nhìn chúng một am ni trên đảo biển. Có đầy rừng trúc tím, có thánh tuyền hình trăng non chảy. Ta đã xí phần am ni đó, không ai được giành với ta. Phong Phi Vân bật cười. Nàng định xuất ra làm ni cô. Liễu Duệ Hâm lườm Phong Phi Vân. Làm ni cô thì sao? Làm ni cô liên quan gì ngươi? Xì. Không lâu sau con chim xanh bay vào một đại lục. 3 người đáp xuống một ngọn núi rậm rạp tùm. Nơi này là một thánh địa, rất nhiều linh thú đẳng cấp lão tổ chờ tại đây. Đại lục này bao la vô tận, rộng mênh mông khó tả, lớn hơn cương vực thần tấn vương triều rất nhiều. Đây chỉ là một khối đại lục trong thiên quốc. Thánh địa này nằm trong một vùng núi nguyên thủy,
địa thế hiểm trở, sông linh vạn dặm, chim chóc đông đúc, dưới đất có một linh mạch chảy. Đây là phúc địa đậm đặc linh mạch. Không chỉ có lão tổ tộc chim xanh, tất cả thú tộc thiên quốc thuộc hàng trưởng bối đều tụ tập tại đây. Chúng nó cảm ứng được kim tàm từ thế hệ mới. Cánh cửa thiên quốc phủ bụi vạn năm lại mở ra, nơi này nghênh đón chủ nhân mất. Trong vùng núi có một tượng Phật to lớn đứng thẳng, cao mấy ngàn trượng, đâm vào tầng mây, khí thế thánh khiết hùng hồn. Bên dưới có tòa Phật Đà Tử Tinh to lớn, hình dạng như hoa sen, tử khí chói mắt, cao 9 trượng, rộng như một quảng trường. Trên Phật đàn lơ lửng 3.000 đài sen màu trắng như hoa linh liên thật sự, linh tính lạnh lùng. Đóa, hoa sen lơ lửng, cắm rễ trong không trung. Đằng trước Phật đàn có 4 cây cột đồng đường kính 7 thước, dầu lửa bốc cháy trong đó. Nhiệt độ lửa không quá nóng cháy, cho cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái. Phong Phi Vân giật mình, nơi này tụ tập hơi thở tiền bối thú tộc quá khổng lồ, số lượng rất nhiều, cỡ hơn 100 con. Tất cả ngồi xếp bằng trên đài sen trắng. Đặc biệt thú con ngồi khoanh chân trên 3 đài sen ngay chính giữa khí thế rất mạnh, trên người chất chứa Phật khí siêu kinh khủng. Vòng Phật màu vàng lơ lửng sau gáy 3 thú con như 3 bảo thái Phật đà trang nghiêm. 3 thú con chỉ có thân hình nhỏ chứ thật ra chúng nó sống lâu thật lâu rồi. Con bên trái hình dạng như báo, mông có 5 cái đuôi, người tỏa Phật quang lấp lánh, đầu mọc một cái sừng trong suốt, cực kỳ sắc bén. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy con báo rất già, lông trắng bóc, cái đuôi khô héo. Phong Phi Vân gật gù, nhận ra con linh thú hình dạng như báo. Đó là một con, tranh, dòng máu rất tinh thuần, không biết đã tu luyện đến cảnh giới nào. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng chỉ thấy cảnh giới lờ mờ, không nhìn thấu được. Thú con thứ hai là, Thắng Ngư, mọc 2 cánh, nằm trên đài sen tắm Phật khí, cũng rất già nua. Cơ thể nó chỉ có nửa thước nhưng râu dài 3 thước. Con thú thứ 3 ngồi ở chính giữa, là một con, Bệ Ngạn. Nó ngồi xếp bằng trên đài sen, biểu tình như con người, cổ đeo một chuỗi ngọc Phật, miệng niệm kinh. Trong người tranh, Thắng Ngư, Bệ Ngạn chảy dòng máu thượng cổ thánh thú, tuổi thọ dài hơn linh thú bình thường, một chút hương vị cổ xưa. Trên người ngưng tụ Phật uẩn như 3 Phật đà, làm người ta không kiềm được tôn sùng chúng nó. 3 thú con ngồi ngay chính giữa, hơn 100 lão tổ đến từ mỗi thú tộc ngồi khoanh chân trên Phật đàn toàn là vua linh thú hơn 2.000 tuổi trở lên. Chúng nó thu dấu thú khí trên người, Phật uẩn lâu dài, thánh khiết trang nghiêm hơn cả cao tăng đắc đạo, như các Phật đà ngồi. Con chim xanh chở Phong Phi Vân, Liễu Duệ Hâm đến nơi này xong bị ngăn ở bên ngoài. Con chim xanh không có tư cách vào Phật đàn. Liễu Duệ Hâm kéo chặt tay áo Phong Phi Vân. Tuy mấy lão tổ thú tộc đã thu dấu hơi thở vẫn làm nàng thấy áp lực rất lớn, hít thở khó khăn như thật sự đến Phật giới. Phập phồng lo sợ, đi mấy bước sẽ khuỵu xuống. Bệ Ngạn hé môi phun ra tiếng Phật thánh khiết. Cửu Phật đồ, Tam Sơn Phật đồ, Thập Nhị Hải Phật đồ, toàn bộ đã đến. Cung nghênh Kim Tàm Tử trở về. Trong phút chốc nguyên Phật đàn vang tiếng tụng kinh, phương xa có thiên trung vang lên, mưa hoa tử trên trời rơi xuống. Kim Tàm Tử. Chẳng lẽ người tu luyện Kim Tàm Kinh là Kim Tàm Tử? Phong Phi Vân như bị lực lượng nào đó lôi kéo bay khỏi mặt đất, như đợt gió thổi đến trung tâm Phật đàn, ngồi trên sen linh thập nhị phẩm lơ lửng trong không trung. 3 thú nhỏ già nhất ngồi khoanh chân cách Phong Phi Vân hơn 10 trượng thành hình vòng cung. Thật ra một vòng đài sen có tổng cộng 18 vị trí, toàn là đài sen cửu phẩm. Muốn ngồi trên đài sen cửu phẩm phải có kinh nghiệm cao, chỉ 3 thú nhỏ được tư cách đó. Còn chống 15 vị trí. Vòng ngoài có 360 đài sen lục phẩm, 3.000 đài sen tam phẩm. Các thú nhỏ muôn vàn bảo tượng ngồi, nhiều vị trí chống. Bộ dạng chúng nó rất tếu nhưng thái độ cực kỳ nghiêm túc. Phong Phi Vân cảm giác Phật khí khổng lồ từ đài sen thập nhị phẩm dưới thân, như ngồi trên một ngôi sao, là thánh vật sinh trưởng từ vạn năm trở lên. Nếu không phải các thú nhỏ ánh mắt thành kính nhìn Phong Phi Vân, không chừng hắn đã thu sen linh thập nhị phẩm lơ lửng vào túi. Phong Phi Vân ngồi nghiêm chỉnh, thái độ tự nhiên, lòng thầm cảm thán không chừng vạn năm trước chỗ này thật sự có 3.000 chân Phật giảng thiền. Đây là mảnh đất bình yên, an bình, không giết chóc. Có người muốn sáng tạo đất lành không tránh với đời. Những thú con này tâm linh thuần khiết, Phật pháp cao thâm. Những con thú này tu luyện Phật đạo, hiểu Phật lễ thì còn thành kính hơn là nhân loại tu Phật, thuần khiết trắng trong. Không có nhiều ý nghĩ bậy bạ. Hai tay Phong Phi Vân chống đầu gối ngồi trên đài sen rộng hơn 30 thước,
xung quanh là ánh sáng thánh khiết phủ tầng sáng trắng trên người hắn. Cái này, ai nói cho ta biết Kim Tàm Tử là sao? Phương xa, trên đài sen lục phẩm, một con chim bằng lấy quyển kinh văn ra, nghiêm túc đọc. Sách 3 vạn năm trước Phật Kim Tàm ghi chép sau 2 vạn năm đất đai sinh kiếp, Phật môn tai họa lớn, thiên quốc phong kín. Khi Kim Tàm Tử mới trở về, thiên quốc lại mở ra, truyền bá giáo hóa ngũ uẩn tứ đế, hoàng dương Phật pháp phản cổ. Trong lòng không lo âu, không khủng bố, không điên đảo mộng tưởng, rốt cuộc niết bàn, thông hiểu vũ hóa, mãi khi đạt thành Phật đạo. Phong Phi Vân nhức đầu nghe, hiểu sơ là có người từ 3 vạn năm trước tính ra Phật tu có tai nạn lớn rồi để lại pháp chỉ, tuyên bố cánh cửa thiên quốc lại mở ra, Kim Tàm Tử thế hệ tiếp theo quay về chấn chỉnh Phật đạo, hoàng dương Phật pháp. Chết tiệt, có gì nhầm lẫn sao? Tại sao là ta được? Kim Tàm Tử, ta tu luyện Kim Tàm Kinh chỉ vì tăng tu vi, không hứng thú với Phật môn. Huống chi trở thành Kim Tàm Tử gì đó chẳng phải là không được đụng nữ nhân nữa. Kim Tàm Tử hố chết người. Chắc chắn là tính sai, tính sai. Trên Phật đàn vang lên thanh âm cao vút mà thần thánh. Thiên Xu có điều thắc mắc, xin Kim Tàm Tử cao pháp giải đáp cho. Thông Huyễn có thắc mắc, xin Kim Tàm Tử giảng giải Phật. Thông Ý không hiểu Phật lễ, xin Kim Tàm Tử giảng giải. Một đống thanh âm xin Phong Phi Vân giảng dạy nội dung quan trọng trong Kinh Phật. Chúng nó không cố ý làm khó Phong Phi Vân mà thật sự không hiểu, ánh mắt chúng nó thành kính hướng tới Phật ý. Những thú nhỏ này có trí tuệ ngang ngửa nhân loại nhưng tuệ căn cách biệt rất lớn, năng lực lĩnh ngộ kinh Phật kém cỏi. Một số Phật lễ đơn giản đối với chúng nó là vô cùng khó khăn. Trước kia có một số chân Phật nói rõ kinh Phật cho chúng nó nghe, mỗi ngày giảng thiền khai hóa tuệ căn. Nhưng sau khi các chân Phật chết già, linh thú thế hệ trước cũng chết già, các đời truyền xuống, nhiều Phật kinh rất khó hiểu với chúng nó. Dù được trưởng bối dạy thì các con thú chỉ hiểu đạo lý đại khái. Có thể nói nếu chỉ là Phật lý, đến thế hệ trước ngự thú trai tùy tiện bắt một đến hỏi đều hiểu rõ hơn các con thú, đủ trình độ làm lão sư. Phong Phi Vân càng nhức đầu hơn, bởi vì đám linh thú suốt ngày vùi trong kinh Phật, tuệ căn thấp đến mấy cũng hiểu nhiều hơn hắn. Giống như khách làng chơi vào thư viện dạy tứ thư ngũ kinh cho thư đồng, không hố cha thì là gì. Phong Phi Vân xoa trán thầm nghĩ. Lúc nào có rảnh phải tìm lão sư cho chúng nó mới được. Chí Tàng Đại Sư không nằm trong suy xét của Phong Phi Vân. Tuy hòa thượng này Phật pháp cao nhưng sát khí quá nặng. Đám lão tổ linh thú tu vi rất đáng sợ, nếu bị Chí Tàng Đại Sư khống chế thì nguyên thiên quốc từ đất lành niết bàn chuyển thành mảnh đất sát phạt. Đàn Thanh Tố không tệ, tính cách dịu dàng, chú trọng lánh đời, cảm giác siêu thoát. Đàn Thanh Tố tu luyện ngự thú thanh tâm chú, hoàn toàn có thể giải trừ hung tính trong người đám linh thú, khai hóa tuệ căn. Phu Thanh Họa thì bỏ. Chỉ một lý do, tính cách xấu. Phong Phi Vân thầm suy tính, hắng giọng nói. Mới đến chỗ này, không giảng Phật Pháp, ta có chuyện muốn hỏi. Bây giờ thiên quốc diễn biến đến mức nào rồi? Thắng Ngư ngồi trên đài sen cửu phẩm trả lời. Vạn năm nay Đông Tây thiên quốc tăng trưởng 350 vạn dặm, tổng cộng 2.100 vạn dặm. Nam Bắc thiên quốc tăng trưởng 270 vạn dặm, tổng cộng 1.600 vạn dặm. Đầu thiên quốc. Hỗn độn chưa mở, trung tâm thiên quốc, cây cối tùm, đáy thiên quốc, thiên mạch dài 720 vạn dặm, sinh ra 21 chi mạch. Phong Phi Vân sờ cằm, gật gù nói. Vậy là bí cảnh cao cấp có xu hướng diễn hóa tiểu thiên thế giới. Các thú con đồng thanh kêu lên. Cái gì là tiểu thiên thế giới? Phong Phi Vân cười đáp. Là diễn hóa ra thế giới hoàn chỉnh, có ánh nắng, đêm tối, nước non, sinh mệnh mới. Linh trưởng mới, càng thích hợp cho việc tu hành. Thắng Ngư hỏi. Là thế giới cực lạc. Nói vậy cũng đúng. Phong Phi Vân không muốn giải thích nhiều, trong bụng thầm tính toán. Có nhiều cường giả Phật môn thế này, mượn tay chúng nó cộng thêm tiểu thừa bất tử phượng hoàng thân có thể bắt tay vào tiêu trừ Diêm Vương ra khỏi cơ thể, xóa bỏ tai họa ngầm kia. Phong Phi Vân không muốn kinh động Diêm Vương, giao lưu với linh thú Phật đồ bằng thần thức. Thế nhưng Diêm Vương cẩn thận. Linh giác nhạy bén vẫn phát hiện ra, nhanh tay tấn công trước. Phong Phi Vân đang ngồi trên đài sen người rung mạnh, lưng và cánh tay trái chấn động dữ dội, tà khí bay ra khỏi lớp da, bộc phát thanh âm dữ tợn trầm đục. Muốn chấn sát bản tôn thì bản tôn cướp thân xác của ngươi trước. Tà khí ngút trời bay ra khỏi lưng Phong Phi Vân, xông thẳng lên cướp đoạt não.
Diêm Vương vốn định ngủ động, chờ thu thập nhiều xương cốt Diêm Vương mới mạnh mẽ cướp thân xác Phong Phi Vân, cướp cả khí vận của hắn. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân chủ động định giết Diêm Vương, đương nhiên gã phải liều lĩnh phản kích, không ngồi chờ chết. Hừ, người nghĩ có thể khống chế linh đài đầu óc của ta sao? Tuệ cốt trên đầu Phong Phi Vân phát hiện ngọn lửa chói mắt, tiếng Phượng Hoàng hót vang lên. Ảo ảnh Phượng Hoàng bay ra công kích tà hồn Diêm Vương. Nhãn cốt mắt trái Phong Phi Vân đã tỏa ánh sáng thần thánh chói mắt bay ra thêm ảo ảnh Phượng Hoàng tấn công Diêm Vương. Tà hồn Diêm Vương cực kỳ mạnh mẽ, dọc theo sống lưng Phong Phi Vân thẳng lên não, làm cơ thể hắn run bần bật. Lực lượng hai Phượng Hoàng ảo không yếu, như có hai con Phượng Hoàng thật sự bay tới bay lui trong cơ thể Phong Phi Vân. Vuốt sắc bén, mắt ngạo nghễ, phong độ chim thần rõ rệt. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân ngưng tụ 40 thần thức biến thành Chu Thiên Hám Tiên Trùy công kích. Đây là trùy thần thức phối hợp hai Phượng Hoàng ảo đánh Diêm Vương liên tục thụt lùi. Tu vi của Phong Phi Vân tăng mảng lớn, thần thức qua 40 lần chồng chất. Diêm Vương chỉ có một lũ tàn hồn, trước kia đã bị 40 thần thức của Phong Phi Vân dần ức chế, bây giờ càng bị hắn vượt qua. Tàn hồn Diêm Vương bị đánh sắp nát vụn, liên tục thụt lùi, sắp bị tiêu trừ. Sao có thể như vậy? Thần thức gấp 40 lần. Đài sen thập nhị phẩm dưới thân Phong Phi Vân tỏa ánh sáng vô cùng thánh khiết. Lực lượng thánh khiết nhập vào người hắn, chấn áp tàn hồn Diêm Vương, bài trừ tà lực. Lớp da lưng và cánh tay phải nhô lên sắp ép tàn hồn Diêm Vương ra khỏi người Phong Phi Vân. Tàn hồn Diêm Vương giống to. Máu thịt chúng ta đã dung hợp từ lâu, ngươi không thể ép ta ra khỏi thân thể được. Thân phận của tàn hồn Diêm Vương chí cao vô thượng. Nếu không phải gặp tử kiếp thì còn lâu mới để tiểu nhân vật như Phong Phi Vân vào mắt, càng sẽ không ký sinh trong thân thể người khác. Hiện tại kẻ như con kiến định bài trừ, giết chết gã, tàn hồn Diêm Vương không giận sao được. 40 thần thức của Phong Phi Vân lại thay đổi, ngưng tụ thành lưỡi dao đỏ rực rực lửa cháy chém nứt một lũ tàn hồn Diêm Vương. Cùng lúc đó, Diêm Vương chống cự kịch liệt làm Phong Phi Vân bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ đau nhức, phun búng máu. Diêm Vương bị chém đứt một lũ tà hồn rất khó chịu, cố ý khiêu khích Phong Phi Vân ném chuột sợ vỡ đồ. Dám dùng thân thể làm chiến trường, người chưa chấn giết ta thì thân thể đã nổ trước. Phong Phi Vân không nói gì, quyết tâm chấn áp Diêm Vương vô cùng mãnh liệt, Phong Phi Vân lại ngưng tụ 40 thần thức, 7 khối xương phượng trong người bắn ra tia sáng đoạt mệnh cấu thành một tòa tiểu chu thiên tuần hoàn. Lực lượng Phượng Hoàng liên miên không dứt, ảo ảnh 7 Phượng Hoàng nhập vào lưng Phong Phi Vân. Hai bên đánh nhau dữ dội, như công thành cướp đất trong chiến trường thật sự. Người ngoài không giúp được gì, nếu không thể trấn áp tàn hồn Diêm Vương thì dù đám linh thú Phật đồ cũng ra tay cũng vô dụng. Răng rắc, cơ thể Phong Phi Vân rung lắc, máu thịt sau lưng nứt toác, xương tay vỡ vụn, máu thịt bay tứ tung, người hắn sắp nát như. Nhờ cơ thể Phong Phi Vân mạnh mẽ, đến cảnh giới tiểu thừa bất tử Phượng Hoàng thân mới chống đến bây giờ. Đổi lại người khác e rằng đã sớm thành đống thịt vụn. Cuối cùng Phong Phi Vân chiếm ưu thế tuyệt đối, 7 con Phượng Hoàng ảo bao vây tàn hồn Diêm Vương. 7 Phượng Hoàng ảo như 7 hỏa lô luyện hóa tàn hồn Diêm Vương, 40 thần thức của Phong Phi Vân biến thành núi to trấn áp bên trên không cho Diêm Vương nhúc nhích. Tàn hồn Diêm Vương bị 7 Phượng Hoàng ảo luyện hóa rốt cuộc chịu thua, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn. Phong Phi Vân, người quên, người đã hứa làm một chuyện giúp ta. Ta không kêu ngươi đi bội tình bạc nghĩa với Thiên Vu thần nữ, ta muốn ngươi giúp ta tìm ký chủ khác. Phong Phi Vân nhe răng. Ha 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 ha, ngươi cũng thiếu ta một chuyện, hiện tại xem như thanh toán xong, không ai thiếu nợ ai. Tàn hồn Diêm Vương âm trầm nói. Thiếu niên, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng đây là toàn bộ tà hồn của ta sao? Đào trong mộ viên vũ hóa của một vị tiên hiền ở Tử Minh Thi Động chỉ là nửa cái xác của ta. Vẫn còn một nửa xác mang theo tà hồn càng thêm cường đại. Hắn tu dưỡng vạn năm, đã đại lục nguyên khí rất nhiều, người không thể tưởng tượng cảnh giới tu vi của hắn đến mức nào. Rất nhanh hắn sẽ trở về. Khi đó mọi thứ trên mảnh đất này sẽ bị hủy diệt, ai mang theo thi cốt của ta càng được chăm sóc đặc biệt. Phong Phi Vân có nghe Phong Mặc nói đào được một nửa tà thi xác Diêm Vương trong mộ viên vũ hóa. Là chủ thể tà thi có đầu, hai mắt, trái tim, tay trái, đùi phải. Ba khúc xương sườn. Nửa cái xác khác không rõ tung tích. Khi đó Phong Phi Vân cho rằng Diêm Vương bị trọng thương, cơ thể bị đánh nát nên còn sót lại một nửa tà thi. Giờ nghe tàn hồn Diêm Vương nhắc đến, Phong Phi Vân tim đập chân run,
trực giác không may. Phong Phi Vân có linh cảm tàn hồn Diêm Vương nói thật. Chẳng lẽ không lâu sau mảnh đất này sẽ nghênh đón sát kiếp hủy diệt sao? Phong Phi Vân đè nén các suy nghĩ, lạnh lùng nói. Hừ, chỉ là một nửa tà thi, không có đầu, trái tim, lưng, dù phục hồi một phần nguyên khí thì mạnh tới đâu được. Hôm nay quyết trấn áp ngươi, có nói gì cũng vô dụng. Tàn hồn Diêm Vương cười dài. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ha 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 ha. Những linh thú Phật đồ ngồi xếp bằng trên đài sen bắn ra luồng Phật quang nhập vào người Phong Phi Vân. Ánh sáng tinh thuần, khí thế cực mạnh, các bóng Phật ngưng tụ trong Phật quang, rất thánh khiết. Tiếng niệm kinh vang lên, vạn Phật niệm đại bi chú trừ tà, Phật đàn bao phủ tầng sáng mông lung huyễn lệ, vô số chữ Phật bay lượn xếp thành kinh Phật sách thánh lấp lánh ánh sáng. Làn da trên lưng, tay trái Phong Phi Vân chậm rãi nứt ra, bài trừ lưng và cánh tay tàn hồn Diêm Vương ra khỏi cơ thể hắn. Hai vị trí này nằm tách rời bây giờ đã dung hợp thành một. Rào rào. Phong Phi Vân lấy thiên nhất thánh bình ra thu lưng, cánh tay trái của Diêm Vương vào. Toàn thân Phong Phi Vân chảy máu nhưng nhẹ lòng, rất thoải mái. Trong thiên nhất thánh bình phát ra tiếng cười âm trầm của tàn hồn Diêm Vương. Phong Phi Vân, rốt cuộc ngươi vẫn sợ, không dám thật sự giết ta. Thiên nhất thánh bình áp chế rất mạnh đối với vật âm tà. Nhưng nó chỉ trấn áp Diêm Vương chứ không thể hoàn toàn luyện hóa. Phong Phi Vân lắc cái bình, cười nói. Sợ ngươi, suy nghĩ vớ vẩn, ta đang chờ nửa tà thi của ngươi lao đến rồi cũng thu vào bình, sau đó luyện hóa thành một viên chí tôn tà đan. Tàn hồn Diêm Vương nghiến răng nói. Ngươi đang mơ mộng viễn vông. Phong Phi Vân mặc kệ tàn hồn Diêm Vương, hắn thu thiên nhất thánh bình vào giới linh thạch. Phật quang lấp lánh, các vết thương chậm rãi khép lại. Máu không còn chảy ra. Bóc tách thân thể Diêm Vương ra khiến hơi thở của Phong Phi Vân trở thành tinh thuần, thánh khiết bảo tướng, như thần thánh hóa thân. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên đài sen thập nhị phẩm, xung quanh là hà quang trắng, ánh vàng đan sen. Đằng sau đỉnh đầu Phong Phi Vân biến ra một vòng Phật, có tiếng tụng kinh vang trong người hắn. Chỉ cao tăng đắc đạo mới tu luyện ra vòng Phật và tiếng tụng kinh, nhưng lúc này Phong Phi Vân làm được. Liễu Duệ Hâm đứng ở một góc Phật đàn, vóc người mảnh khảnh, đường cong xinh đẹp, ngực to mông vêu. Đôi mắt trong suốt trợn trừng, Liễu Duệ Hâm nhìn cảnh tượng trước mắt như đi vào thế giới thần thánh, xung quanh toàn là thánh Phật. Lòng Liễu Duệ Hâm nổi lên sùng kính, nếu không phải thấy Phong Phi Vân ngồi ở đài sen thập nhị phẩm ngay chính giữa thì nàng đã quỳ xuống bái lạy. Phong Phi Vân và các linh thú Phật đồ nói gì đó, không lâu sau hắn bay xuống đài sen thập nhị phẩm. Giọng Phong Phi Vân thánh khiết điềm tĩnh nói. Có lẽ không lâu sau thủ phạm gây ra đại kiếp nạn Phật môn sẽ quay về, ta phải ra ngoài sắp đặt tránh cho bị đánh không kịp trở tay, làm sinh linh đổ thán. Lần này phải tiêu diệt nó hoàn toàn. Các linh thú Phật đồ lộ vẻ đại từ đại bi đọc kinh Phật Phong Phi Vân không nghe hiểu. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh Liễu Duệ Hâm, tay vỗ bờ vai mảnh mai, đánh thức nàng khỏi rung động. Phong Phi Vân nói, đi, ra ngoài làm việc. Liễu Duệ Hâm dùng mình, lắc đầu nguầy nguậy, sợi tóc bay lên tỏa mùi thơm. Liễu Duệ Hâm bị Phong Phi Vân kéo ra Phật đàn, hỏi. Đại hung chấm dứt thời đại Phật tu thật sự sẽ lại xuất hiện sao? Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Có lẽ, những linh thú Phật đồ đó rất mạnh, nhất là ba linh thú Phật đồ ngồi chính giữa cường đại làm tim người đập nhanh. Chúng nó ra ngoài có lẽ ngăn được sát kiếp. Liễu Duệ Hâm không nhìn ra tu vi thật của các linh thú Phật đồ nhưng nàng cảm nhận được khí thế rất nhẹ trên người chúng. Linh thú Phật đồ nào cũng mạnh hơn giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Phong Phi Vân lấy kim Phật bảy tấc ra mở một cánh cửa trong không trung, nói. Chúng ta từng lập Phật thề không rời khỏi thế giới này, một khi trái lời thiên địa không tha. Cánh cửa thiên quốc đã mở, Phong Phi Vân mang theo Liễu Duệ Hâm bay vào trong cánh cửa. Rời khỏi thiên quốc. Ra khỏi thiên quốc, Phong Phi Vân thu kim Phật to lớn cao 99 thước. Kim Phật này chính là cánh cửa thiên quốc, mang theo nó bên người thì đi đâu cũng vào thiên quốc được. Thể tích kim Phật rất khổng lồ, chiếm hơn một nửa lão nhân giới linh thạch. Phong Phi Vân vô cùng nghiêm túc nói. Tuyệt đối đừng nói ra những gì nàng thấy trong thiên quốc, nếu không ta sẽ giết nàng. Liễu Duệ Hâm thường tùy tiện nhưng nàng biết cái gì là thị phi nặng nhẹ. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Phong Phi Vân hù Liễu Duệ Hâm sợ mặt trắng bệch, như chim cút ở trước mặt ưng già.
chim ưng nói nếu ngươi không ngoan ngoãn đẻ trứng là ta ăn thịt. Liễu Duệ Hâm sợ hãi gật đầu lia. Phong Phi Vân nhíu mày. Chuyến đi thiên quốc ngắn ngủi này thu hoạch lớn nhất là trấn áp Diêm Vương, biết tin nửa phần tà thi khác sẽ quay về. Nếu đồn ra ngoài sẽ chấn động nguyên thần Tấn Vương Triều, thậm chí Nam Vương Triều, thần linh cung động đất. Một vạn năm trước thời đại Phật tu hưng thịnh biết mấy, khu vực bao la gấp 20 lần thần Tấn Vương Triều bây giờ, nhưng vẫn bị diệt. Nam Vương Triều cộng lại thực lực yếu hơn thời đại Phật tu rất nhiều. Nếu nửa phần tà thi Diêm Vương quay về sẽ mạnh hơn một vạn năm trước, không ai ngăn nổi. Phong Phi Vân không cảm thấy mảnh đất này bị hủy diệt sẽ ảnh hưởng đến hắn, đánh không lại thì trốn. Nhưng vì để phòng ngừa, Phong Phi Vân phải sắp đặt trước mọi thứ. Diệp Ti Loan từ xa đi đến như bóng tiên, thân ngọc dịu dàng. Linh hà quanh người, tóc dài như suối. Diệp Ti Loan đến sơ kỳ thiên mệnh đệ bát trọng, chân đạp hư không, người tỏa hương thơm. Diệp Ti Loan hấp thu bốn lũ Phật khí nên đến cảnh giới này không lạ, nhưng biểu tình rất phức tạp. Khi nhìn Phong Phi Vân, Diệp Ti Loan không dám trực tiếp đối diện. Các người đi thiên quốc. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Đi vào xem. Diệp Ti Loan ngập ngừng muốn nói, mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Có lời gì cứ hỏi đi. Ngươi là Phong Phi Vân, con của yêu ma. Lúc Diệp Ti Loan thấy Kim Tàm Kinh là đã nghi ngờ thân phận của Phong Phi Vân nhưng không nói gì, lúc này mới hỏi. Giọng Diệp Ti Loan tức tối. Vân Phi Thiên ở Đồng Lô Sơn, nhất trận phong đại đạo hái hoa đều là ngươi. Người Diệp Ti Loan run run, nghiến răng ken két. Liễu Duệ Hâm nhận ra tình huống kỳ lạ, nàng kiềm nén xúc động muốn đòi Diệp sư muội cho bảo bối. Mắt nhanh chóng xoay tròn nhìn nam nữ hành động kỳ lạ. Vẻ mặt Phong Phi Vân lúng túng bước tới gần, cười nói. Thế này chẳng phải càng tốt, bây giờ nàng không bài xích về tuổi tác, chúng ta trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, chẳng phải là trời sinh một đôi. Phong Phi Vân dần không có hứng trêu ghẹo nữa, nụ cười bên môi vụt tắt. Bởi vì Phong Phi Vân thấy hốc mắt Diệp Ti Loan ửng đỏ, ngấn lệ xoay người bỏ chạy. Sao, sao vậy? Phong Phi Vân không hiểu nổi suy nghĩ của nữ nhân. Liễu Duệ Hâm lên giọng già đời, làm bộ dáng như trí giả qua nhiều chuyện đời trần thế, ưỡn bộ ngực không quá đầy đặn. Ai, thường nói Phong Phi Vân là thần vương phong lưu vậy mà không hiểu lòng nữ nhân. Ai chà chà. Liễu Duệ Hâm nói xong rụt cổ sợ bị Phong Phi Vân cốc đầu, chân đạp hư không chạy theo Diệp Ti Loan. Phong Phi Vân đăm chiêu, lắc đầu cười khổ. Phong Phi Vân rời khỏi Pháp Hoàng Điện. Lúc hắn đi ra mọi người đều có mặt, biểu tình khác nhau. Liễu Duệ Hâm nhận được mấy báu vật hiếm hoi từ chỗ Diệp Ti Loan nên vô tâm vô phế cười tâu toét, sửa sang bảo bối. Bạch Như Tuyết vẫn lạnh lùng tựa băng giá, như đóa tuyết liên ngàn năm, khuôn mặt tinh xảo không biểu tình. Mục Tích Nhu vẻ mặt phức tạp, Phong Phi Vân thầm hiểu. Phong Phi Vân giết Thanh Mai Trúc Mã Trần Mặc Kim của nàng, bây giờ Mục Tích Nhu lại là thị nữ của hắn, thân thể tùy thời khó giữ trong sạch nên lòng rối như tơ vò. Về phần Diệp Ti Loan, Phong Phi Vân cứ nghĩ nàng sẽ bỏ đi ai ngờ nàng đứng bên cạnh Liễu Duệ Hâm, bóng tiên như tranh. Tầng linh vụ bao phủ trên người Diệp Ti Loan, không thấy mặt mày, không biết biểu tình của nàng thế nào. Vẻ mặt Chí Tàng Đại Sư hớn hở nhất, cười tủm tỉm cao thâm khó dò. Chí Tàng Đại Sư thấy Phong Phi Vân, gã không hỏi về thiên quốc mà nói. Ba tiên giáo cổ địa tử phủ đã đến thăm dò nhiều lần, có nhân vật đẳng cấp giáo chủ âm thầm ra tay. Phong Phi Vân hỏi dò. Mặc kệ bọn họ đi, bao lâu nữa bắt đầu thịnh yến tà đạo? Bọn họ ở trong Pháp Hoàng Điện hơn một tháng, thịnh hội tà đạo sắp bắt đầu. Chí Tàng Đại Sư nói. Khoảng 6 ngày sau, thật sự muốn tham gia sao? Phong Phi Vân cười to bảo. Ha ha ha, đương nhiên rồi. Phong Phi Vân bước ra ngoài di tích tháp cổ. Bên ngoài di tích tháp cổ tụ tập vô số cường giả, ba cổ tiên giáo chiếm hơn phân nửa. Cường giả thuộc tiên giáo khác cũng chạy đến trợ trận, cờ chiến dập trời, bóng người đông đúc, chống trận lơ lửng trong tầng mây vây kín lối ra di tích tháp cổ. Giáo chủ Thái Dương tiên giáo tự mình đến, ngồi trên xe liễn, người phát ra ánh sáng chói lòa như mặt trời màu vàng. Giọng giáo chủ Thái Dương tiên giáo trầm thấp nói. Sau khi nhất trận phong vào Pháp Hoàng Điện thì di tích tháp cổ sinh ra dị tượng, không chừng bọn họ được Phật bảo gì rất ghê gớm trong đó. Giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo không đến, thay thế là phu nhân giáo chủ.
Một mỹ phụ cung trang bề ngoài khoảng 30 tuổi ngồi trong xe mây bảy sắc, tóc búi cao, da mịn màng, ngực đẫy đà. Nếu mỹ phụ không bới tóc và ăn mặc già dặn thì trông rất trẻ. Nghe đồn phu nhân giáo chủ có tu vi còn mạnh hơn cả giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo, lúc tuổi trẻ từng vào thần linh cung tu luyện. Là một nữ nhân rất mạnh mẽ. Hơn một nửa quyền lực Vạn Pháp Tiên Giáo nằm trong tay phu nhân giáo chủ. Giọng phu nhân giáo chủ trẻ trung êm tai chứa uy nghiêm. Nhưng tăng nhân bí ẩn bên cạnh Nhất Trận Phong rất khó đối phó, tu vi sâu không lường được. Lúc trước thăm dò hai lần đều bị hắn biết trước, một nhân vật rất đáng sợ. Đại diện Nhật Nguyệt Tiên Giáo là mẫu thân của Liễu Duệ Hâm, Bạch Nguyệt Sứ Giả. Bạch Nguyệt Sứ Giả lạnh lùng nói. Mặc kệ mạnh mấy cũng phải chết. Đột nhiên một bóng sáng bay tới. Lệ Hình Thiên mặc chiến khải đáp xuống đất, khom người vái. Việc lớn không tốt, Nhất Trận Phong đã mở một lối ra khác chạy mất rồi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Không phải chân nhân thì không thể mở một lối đi khác. Nhiều người quát to định truy sát. Bên ngoài màn trời vọng lại tiếng cười dài, Phong Phi Vân mang theo bốn thiên chi kiêu nữ đứng trên tầng mây, xuất hiện sau lưng các tiên giáo. Các vị đạo hữu địa tử phủ, đã để mọi người chờ lâu. Tiếc rằng bản công tử sắp đi tham gia thịnh hội tà đạo, không thể thân thiết với các vị sư tỷ, sư muội lâu hơn, vô cùng tiếc nuối. Chờ xong thịnh hội tà đạo ta nhất định sẽ đến viếng thăm, ha 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 ha. Phong Phi Vân nói xong phẩy quạt cưỡi mây đi. Đáng ghét, Nhất Trận Phong, để Duệ Hâm, Ti Loan lại. Bạch Nguyệt Sứ Giả ra tay, mắt tràn ngập lửa giận đánh ra trăng non dài hơn 30 trượng. Trông như chảm thiên thần nhẫn. Phong Phi Vân phong độ siêu quần nói. Thì ra là Bạch Nguyệt Sứ Giả, thật xin lỗi, bọn họ rất ngoan, ta không thể để họ lại. Hai ngón tay Phong Phi Vân bắt kiếm quyết biến thành trường kiếm lửa đánh bay trăng non Bạch Nguyệt Sứ Giả chém ra. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, hỏa hoa văng tung tóe. Cổ tay Bạch Nguyệt Sứ Giả bị chém một vệt máu, giọt máu lấp lánh phun ra, rơi xuống đất. Đất bùn trong vòng một thước bị luyện thành dung nham. Bạch Nguyệt Sứ Giả đã đến sơ kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng, máu cực kỳ tinh thuần, rơi xuống đất có thể nung chảy đất bùn. Bạch Nguyệt Sứ Giả nhanh chóng thụt lùi, bóp cổ tay, trong mắt tràn ngập khó tin. Tại sao tu vi của Nhất Trận Phong mạnh như thế? Phong Phi Vân định thừa thắng truy kích trọng thương Bạch Nguyệt Sứ Giả, thậm chí giết nàng. Liễu Duệ Hâm đứng bên cạnh lên tiếng. Đừng tổn thương mẫu thân của ta. Diệp Ti Loan mở miệng nói. Đừng bị thương sư tôn. Phong Phi Vân rút mũi kiếm về. Nữ nhân thật rắc rối. Phong Phi Vân phất tay bay nhanh, biến mất. Phong Phi Vân không dám lơ là, mặc dù tu vi tiến bộ vượt bậc, tiểu thừa bất tử phượng hoàng thân, còn có cao thủ đẳng cấp chân Phật đi theo. Nhưng nội tình ba cổ tiên giáo rất dồi dào, trời biết có hai lão bất tử chân nhân chạy ra không. Lúc này chạy đi Phổ Đà Sơn quan trọng hơn. Ầm 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 ầm. Một chiếc xe mây bảy sắc đuổi theo sau Phong Phi Vân. Kéo xe là linh thú loài chim, có ba đôi cánh, tốc độ mau như sao xẹt. Xe mây đuổi theo gắt gao, Phong Phi Vân không thể cắt đuôi. Diệp Ti Loan nhắc nhở. Đây là xe mây bảy sắc của phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo, tọa giá đứng sau bát bộ long liễn. Chí Tàng Đại Sư chắp hai tay lại, cười tươi nói. A-di-đà Phật, hãy để bần tăng siêu độ cho nàng. Khóe môi Phong Phi Vân cong lên. Phu nhân giáo chủ, nếu bắt nàng thì nguyên Vạn Pháp Tiên Giáo sẽ phát cuồng, sẽ kéo nguyên tiên giáo đến công phạt, ha 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 ha. Phong Phi Vân biến thành luồng sáng lao vào xe mây bảy sắc. Mọi người trợn trắng mắt, dám gây rối phu nhân giáo chủ, Phong Phi Vân không làm đại đạo hái hoa đúng là tiếc. Bảy khối xương phượng trên người Phong Phi Vân luyện thành một thể, như bản đồ sao, lửa cháy hừng hực quanh người hắn. Phong Phi Vân đánh một đấm nổ nát linh thú loài chim kéo xe mây bảy sắc. Thì ra linh cầm ba đôi cánh là hồn linh thú, sau khi bị Phong Phi Vân đánh tan hóa thành các luồng khói nhập vào xe mây bảy sắc. Xe mây bảy sắc ngừng lại ngay, một luồng gió bay ra. Luồng gió cực kỳ sắc bén, tràn đầy linh văn, mỏng nhỏ như tia sáng. Phong Phi Vân vội tạt ngang né mũi nhọn. Đó là một linh châm đỏ rực, dài khoảng một tấc, mỏng như lông trâu. Bên trên khắc 72 trận pháp. Đây là linh khí tam phẩm, Phong Phi Vân mà không ngờ tốc độ mau thì đã bị linh châm đâm thủng trán. Dù vậy linh châm để lại vệt máu nhỏ trên gò má Phong Phi Vân. Dường như phu nhân giáo chủ lợi hại hơn Bạch Nguyệt Sứ Giả,
rất khó giải quyết. Phong Phi Vân sờ vết máu trên gò má, máu dính ngón tay. Phong Phi Vân cười nói. Phu nhân giáo chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất Trận Phong, nếu ngươi đền tội thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo ngồi trong xe mây bảy sắc, mùi thơm lan tỏa, linh điệp quanh thân. Giọng phu nhân giáo chủ khá ngọt nhưng cho cảm giác uy nghiêm, đây là giọng điệu người bề trên mới có. Phong Phi Vân cười tủm tỉm. Tha mạng cho ta, hay phu nhân muốn thu ta làm nô lệ bên giường? Giọng phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo không chứa tình cảm, không hề tức giận. Nếu ngươi ngoan ngoãn chút thì ta chấp nhận. Phong Phi Vân không tin phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo thật sự là nữ nhân phóng đãng, hắn cảm giác nàng rất thông minh. Chắc phu nhân giáo chủ đã nhìn thấu Phong Phi Vân không phải đại đạo hái hoa, có lẽ phu nhân suy đoán nàng là người trong triều đình nên mới nói như thế. Nữ nhân lợi hại. Ha 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 ha. Tiếc rằng bản công tử hái hoa có nguyên tắc, không hứng thú với người đẹp hết thời như phu nhân. Nếu tặng hai xe nữ đệ tử trẻ của Vạn Pháp Tiên Giáo cho ta thì ta sẽ suy nghĩ lại. Đáng đánh. Phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo không nói nhiều, ngón tay thuôn bắt linh giác. Linh châm đỏ lại bay ra, mỏng như cọng lông, không chỗ không vào được, phát ra tiếng đinh đang. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc liên tục né tránh, tốc độ mau như bóng ma. Đột nhiên gió mạnh thổi lên, Phong Phi Vân bay đến bên trên xe mây bảy sắc. Phong Phi Vân định vén mảnh màu tím bắt phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo ra, nhưng giây phút hắn đụng vào cái mảnh thì trực giác không may hiển hiện. Phong Phi Vân lộn mèo vội vàng lùi ra. Vù 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 vù. Trong xe mây bảy sắc bay ra một cây linh châm màu cam, đẳng cấp linh khí tam phẩm, uy lực không mạnh nhưng vô cùng sắc bén, không gì không phá. Tay áo Phong Phi Vân bị cắt rách một đường. Còn cây linh châm thứ hai. Phong Phi Vân xuyên qua thiên địa nhưng không thoát khỏi hai linh châm truy kích. Một đỏ, một cam như hai thanh linh kiếm truy đuổi Phong Phi Vân. Chí Tàng Đại Sư nhíu mày nói. Chẳng lẽ đây là thất thải linh lung châm của thần linh cung? Có tổng cộng 7 cây linh châm, mỗi cây là đẳng cấp linh khí tam phẩm. Diệp Ti Loan hỏi. Đại sư, tại sao ta chưa từng nghe nói về thất thải linh lung châm? Chí Tàng Đại Sư đội mũ màu đen, trầm thấp nói. Truyền rằng thất thải linh lung châm là 7 cây gai thần rơi ra từ người một thần vị. Hóa công chân nhân của thần linh cung tế luyện chúng nó thành 7 linh khí tam phẩm, một sáo trang thần binh, rất hiếm hoi. Hóa công chân nhân là luyện khí đại sư đệ nhất thần linh cung, nhiều chấn thế sát binh ra từ tay hóa công chân nhân. Những luyện khí đại sư của thần Tấn Vương chiếu các người đa số là đồ tử đồ tôn của hóa công chân nhân. Trong thất thải linh lung châm truyền ra tiếng cười êm tai. Vị đại sư này lai lịch không đơn giản, biết nhiều chuyện bí ẩn như thế. A-di-đà Phật, phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo nói. Đại sư nói đúng, đây là thất thải linh lung châm. Thiếp thân là nữ nhi út của hóa công chân nhân, Hỏa Nghiên Nghiên. Xẹt 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 xẹt. Năm tia sáng chói mắt bay ra khỏi xe mây bảy sắc gồm màu vàng, lục, xanh, lam, tím, cùng hai linh châm đỏ và cam truy đuổi Phong Phi Vân cộng lại là 7 linh khí tam phẩm. Vô số linh châm bao vây Phong Phi Vân, mũi nhọn sắc bén đâm tới, ánh sáng bảy sắc bừng sáng không gian. Phong Phi Vân hét to. Hết cách, đành dùng tuyệt học bí mật. Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, thiên tủy binh đàm bay ra. Thiên tủy binh đàm vốn là thể lỏng sau đó ngưng tụ thành mấy ngàn mũi kim trắng mỏng nhỏ, mỗi cây kim sắc bén không kém hơn thất thải linh lung châm. Mấy ngàn kim trắng sắc bén như màn mưa đánh bật thất thải linh lung châm về. Trong không trung vang tiếng đinh đang. Tuy thất thải linh lung châm là linh khí tam phẩm nhưng lực lượng chủ yếu ở độ bén, tính lực lượng hủy diệt thì yếu hơn linh khí tam phẩm bình thường nhiều. Thiên tủy binh đàm của Phong Phi Vân chủ yếu là sắc bén, nên nó hoàn toàn áp chế thất thải linh lung châm. Hỏa Nghiên Nghiên khó tin hỏi. Đây là tiên giáo gì? Tại sao có nhiều vậy? Phong Phi Vân đứng trên xe mây bảy sắc, tay chống nạnh kiêu ngạo cười lớn. Phong Phi Vân làm bộ dạng cao thủ cô đơn, cười nói. Nếu không như vậy thì sao gọi là tuyệt chiêu bí mật? Hừ! Trong xe mây bảy sắc phát ra khí thế rời núi lấp biển như nước lũ kinh thiên tràn ra, cho người áp lực nghẹt thở. Một thân hình thanh tú yểu điệu bay ra khỏi xe, đó là Mỹ Phụ Cung Trang. Bề ngoài không lớn tuổi nhưng tu vi của Mỹ Phụ siêu mạnh, bàn tay duỗi ra xuất hiện trưởng ấn khổng lồ ập vào mặt Phong Phi Vân.
Phong Phi Vân không né tránh, hắn đứng trên xe mây bảy sắc, cũng vỗ một trường. Trường ấn tràn đầy lửa nóng cháy, dài hơn 100 thước, trông như núi lửa phun trào chấn nát trường ấn của Hỏa Nghiên Nghiên. Đám mây trên bầu trời bị đẩy xa ngàn dặm, bầu trời xanh biếc. Ầm. Hỏa Nghiên Nghiên không chịu nổi sức mạnh cường đại, linh bào hoa quý mặc trên người bị đốt thủng lỗ chỗ, châm cài trên đầu văng ra, suối tóc dài đen nhánh rũ xuống eo. Phong Phi Vân cười dài. Ha 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 ha, không có việc gì làm bới tóc cao như vậy làm chi. Đổi kiểu tóc khác trông trẻ hơn nhiều, như đại cô nương 20 tuổi. Muốn chết, mái tóc dài Hỏa Nghiên Nghiên tung bay xé rách linh bào lộ ra áo lót gợi cảm. Mắt Hỏa Nghiên Nghiên như gió lạnh, ngực đầy đặn, eo thon nhỏ, rốn trắng nõn gợi cảm, dưới rốn là thần hoa bảy sắc, bên trong bay ra một linh khí bản mệnh. Đó là chiến kiếm đỏ rực linh khí tam phẩm, uy lực siêu phàm. Hỏa Nghiên Nghiên chém một nhát kéo kiếm khí dài 300 thước như muốn rạch thiên địa. Không uổng là nữ nhi út của đại sư luyện khí, trên người mang nhiều linh khí, mỗi món đều cường đại. Hèn gì vạn pháp tiên giáo hưng thịnh cường đại, ôm chân mỹ nữ thê tử giàu như thế không mạnh cũng khó. Phong Phi Vân cảm thán mình sinh muộn mấy trăm năm, nếu không còn lâu mới đến phần giáo chủ vạn pháp tiên giáo. Kình Thiên Côn. Phong Phi Vân lấy cây gậy to đen ra như một ngọn núi. 100 trận pháp vận chuyển, màn trời biến thành màu đen, mây đen cuồn cuộn tựa ban đêm. Kình Thiên Sơn là linh khí đỉnh tam phẩm, Phong Phi Vân vung gậy đánh bay linh khí bản mệnh của Hỏa Nghiên Nghiên, nàng bị hắn đánh ngất. Phong Phi Vân ôm eo Hỏa Nghiên Nghiên, ngồi trên xe mây bảy sắc. Hắn ném nàng vào xe. Phong Phi Vân cười lớn nói với đám tu sĩ từ xa chạy lại. Hỡi các giáo chúng vạn pháp tiên giáo, ta mang phu nhân giáo chủ của các người đi trước. Quay về nói với giáo chủ của các người, phu nhân phong vận do tồn, da thịt non mềm, dáng người không tệ. Ta mang phu nhân đi tham gia thịnh hội tà đạo, nơi đó sẽ có nhiều thủ lĩnh tà đạo có thù với vạn pháp tiên giáo thấy thích phu nhân. Có lẽ ta sẽ nhờ thế quen vài bằng hữu tà đạo, ha 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 ha. Giá! Tinh hồn linh cầm ba cánh kéo xe mây bảy sắc lao ra, dương cánh bay đi. Chí Tàng đại sư, bốn thiên chi kiêu nữ leo lên xe mây bảy sắc. Mọi người bay hướng Bắc Phổ Đà Sơn. Đằng sau, đám đệ tử, trưởng lão vạn pháp tiên giáo mặt xanh mét. Cả đám la lối dốc sức đuổi theo nhưng không theo kịp xe mây bảy sắc, rất nhanh không còn bóng dáng. Tiêu Đời, phu nhân giáo chủ bị nhất trận phong bắt cóc. Lại còn mang phu nhân đến thịnh hội tà đạo đủ loại yêu ma quỷ quái. Chuyến này vạn pháp tiên giáo mất hết mặt mũi, sau khi bọn họ trở về sẽ thấy giáo chủ nổi điên. Một thái thượng trưởng lão vạn pháp tiên giáo phát cuồng nói. Mau lên, thông báo cho giáo chủ ngay. Nếu phu nhân bị đưa đi thịnh hội tà đạo thì hậu quả không chịu nổi. Mau lên, quay về tiên giáo ngay, phải tập trung toàn giáo giết nhất trận phong. Bạch Nguyệt sứ giả Nhật Nguyệt tiên giáo biểu tình cực kỳ khó xem. Nữ nhi yêu quý nhất, đệ tử đắc ý nhất bị nhất trận phong bắt cóc, dù phải liều mạng Bạch Nguyệt sứ giả quyết cáu bọn họ về. Lệ Hình Thiên nhìn thấu nỗi căm hờn của Bạch Nguyệt sứ giả, nói. Sư thúc, ta đã sớm nói tu vi của nhất trận phong cường đại lạ lùng, phu nhân giáo chủ vạn pháp tiên giáo cũng bị hắn bắt. Đệ tử trốn khỏi tay nhất trận phong đã là may. Chúng ta hãy quay về tiên giáo, báo cáo chuyện này cho giáo chủ, Hắc Nhật sứ giả biết, dốc hết lực lượng cả giáo cứu Liễu sư muội, Diệp sư muội về. Bạch Nguyệt sứ giả như già cả chục tuổi, nàng ngồi yên thật lâu, ánh mắt ngày càng kiên quyết. Đi đi. Cuối cùng Bạch Nguyệt sứ giả đặt quyết tâm. Linh Túc, nữ nhi bị đại đạo hái hoa bắt, là ta vô dụng, không cứu nàng về được. Lần này ngươi nhất định phải ra tay. Bạch Nguyệt sứ giả nhớ đến phụ thân của Liễu Duệ Hâm, bóng dáng nam nhân vĩ đại tuấn tú. Trong mắt Bạch Nguyệt sứ giả vừa hận vừa yếu, tâm tình rối rắm phức tạp. Cuối cùng Bạch Nguyệt sứ giả dứt khoát bay hướng thần Linh Cung. Trừ Nhật Nguyệt tiên giáo. Vạn pháp tiên giáo sắp nổi điên ra Thái Dương tiên giáo cũng không chịu nổi. Thiên chi kiêu tử của Thái Dương tiên giáo, Võ Dương Sinh bị đại đạo hái hoa nhất trận phong chặt cụt một tay, đây là mối nhục nhã rất lớn với gã. Võ Dương Sinh thề quyết khiến nhất trận phong đền mạng, huống chi nhất trận phong giết Kim Tàm Kinh và mấy cường giả lục tế tiên giáo, nếu Thái Dương tiên giáo không bênh vực lục tế tiên giáo thì sau này còn tiên giáo nào chịu phụ thuộc vào Thái Dương tiên giáo. Ba cổ tiên giáo cùng hành động. Chư thiên vạn giáo răm rắp nghe theo ba cổ tiên giáo. Thế là nguyên địa tử phủ điều binh khiển tướng, động đất sắp đến.
xe mây bảy sắc bảy trong mây mù hướng bắc, bỏ lại ngàn núi vạn sông sau lưng. Phong Phi Vân ngồi bên ngoài xe liên tục viết ba phong thư khắc trên ngọc phi phù rồi đánh bay ra ngoài biến thành ba luồng sáng bay ba hướng. Hôm đó có người nhận được ba phong ngọc phi phù. Thần Đô. Diêu Cát đang ngồi trong thư phòng Thái Tể Phủ, đốt lư hương thanh đồng, khói nhạt lan tỏa. Nơi này từng là chỗ Bắc Minh Mặc Thủ duyệt chính sự, chỉ điểm Giang Sơn. Bắc Minh phiệt suy sụp, chỗ này bị niêm phong. Bây giờ Diêu Cát vào ở, trở thành chủ nhân mới. Nhiều người trong triều bàn tán xôn xao rằng không lâu sau nữ nhân phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp khuynh thành này sẽ là nữ tể vương triều. Thần Đô mùa xuân còn sót lại cái lạnh ngày đông. Diêu Cát mặc quan phục vừa người. Bên ngoài khoác áo lông nhung trắng, tay thuôn dài cầm cây bút thanh đồng viết vẽ bản đồ. Có Diễm Thi xinh đẹp mài mực cho Diêu Cát, trong phòng tràn ngập xạ hương mùi mực. Vù 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 vù. Một ngọc phi phù màu trắng bay vào cửa sổ, rơi vào lòng bàn tay Diêu Cát. Diêu Cát xem nội dung trong ngọc phi phù xong nàng ngồi trên ghế ngọc linh thật lâu, mắt gợn sóng nghiêm nghị. Diêu Cát cuộn bản đồ vẽ một nửa lại, chậm rãi nói. Chuẩn bị kiệu, vào cung. Không lâu sau, tiểu tà ma trong ngọc thú trai nhận được ngọc phi phù, cầm trong tay loay hoay một lúc. Tiểu tà ma bay hướng thiên đảo Đàm Phi, đáp xuống một linh đảo tràn đầy cổ mộc màu tím nhẹ nhàng như tinh linh, bay hướng Phật tháp cổ kính thần thánh. Tiểu tà ma la lên. Tẩu tử, đại ca viết thư cho tẩu tử. Các thiên chi kiêu nữ trong ngự thú trai dường như đã thói quen thanh âm còi tàu này, vẫn nhắm mắt tu luyện trong động phủ. Lạ lùng. Ngự thú trai toàn là đệ tử Phật môn băng thanh ngọc khiết, sao lại có tẩu tử của tiểu tà ma? Cổ Cương Phủ, trong Thiên Vu Thần Điện. Thiên Vu Thần Nữ nhận được ngọc phi phù Phong Phi Vân truyền tin, vẻ mặt không vui không buồn. Thiên Vu Thần Nữ như vị thần nữ khoanh chân ngồi, im lặng thật lâu rồi buông tiếng thở dài. Tóm lại đã truyền ra ngoài những chuyện sắp thông báo, bọn họ có thể điều động năng lượng không nhỏ, sau khi biết tin sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ngân Câu Phiệt, Vạn Vật Tháp có quan hệ khá tốt với Phong Phi Vân thì không nhận được thông báo. Một là vì Vạn Vật Tháp, Ngân Câu Phiệt và Hoàng tộc có mối quan hệ kỳ diệu. Phong Phi Vân đã thông báo cho Long La Phù, với thủ đoạn bây giờ của nàng đủ để điều động lực lượng Ngân Câu Phiệt, Vạn Vật Tháp trong bóng tối. Thứ hai, tin một nửa Tà Thi Diêm Vương quay về quá rung động. Phong Phi Vân không dám chắc tin này có thật hay không, nếu bị nhiều người biết sẽ làm lòng người hoảng sợ. Bị ai đó cố ý lợi dụng thì ngược lại hại chính Phong Phi Vân. Dù là Thái Thượng Tấn Đế của Hoàng tộc hay Tửu Nhục Hòa Thượng, hoặc vị thần nữ nương nương trong Thiên Vu Thần Điện đều rất giỏi nắm bắt người. Báo cáo cho bọn họ, tự họ biết chừng mực. Trời sập có người cao gánh. Thái Thượng Tấn Đế của Hoàng tộc, Tửu Nhục Hòa Thượng, thần nữ nương nương chính là người cao. Điều Phong Phi Vân quan tâm chỉ là Thái Vi Nữ Thần có thuận lợi sinh ra thần hồn không, hắn không để ý trời sập hoặc không. Trước khi trời tối xe mây bảy sắc đã vượt qua 10 vạn dặm đến biên giới giữa Địa Tử Phủ và Bắc Cương Phủ. Phương xa có gió biển mang vị mặn đến, bên tai nghe tiếng sóng vỗ. Nam Hải không phải biển thật mà là một cái hồ đất liền to lớn, nó rộng hơn 2 vạn dặm, ngăn cách Địa Tử Phủ và Bắc Cương Phủ. Phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên Giáo Hỏa Nghiên Nghiên đã tỉnh lại, nàng xoay người đứng dậy chạy vào góc xe mây bảy sắc. Bộ dáng Hỏa Nghiên Nghiên đề phòng, nhíu chặt mày. Hỏa Nghiên Nghiên lạnh lùng nói. Nhất Trận Phong, người phong ấn tu vi của ta. Phu nhân là người thông minh, phu nhân không biết nhất ta đây muốn làm cái gì sao? Phong Phi Vân chui vào trong xe mây bảy sắc, cười kỳ cục. Phong Phi Vân nhòn Hỏa Nghiên Nghiên từ trên xuống dưới, không vì đối phương có thân phận cao quý mà né tránh ánh mắt. Hỏa Nghiên Nghiên chỉ mặc áo lót rát sát người, thân hình đẫy đà nóng bỏng, eo rắn nước da trắng mịn, cơ thể căng cứng bỗng chốc mềm xuống. Hỏa Nghiên Nghiên ung dung ngồi xuống, nói. Ngươi là người triều đình phái đến đúng không? Gây sự trong Địa Tử Phủ vì muốn nhờ lực lượng Địa Tử Phủ phá hoại thịnh hội tà đạo. Trừ Mục Tích Nhu ở bên ngoài lái xe, những người khác ngồi trong thùng xe. Xe mây bảy sắc đáp xuống đất đi hướng tiếp dẫn cổ trấn ven Nam Hải, càng xe lung lay kêu lọc cộc. Ha 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 ha, ta đã nói phu nhân là người thông minh mà. Phong Phi Vân không hề e dè ngồi xuống ngay bên cạnh tàn hồn Diêm Vương. Mùi thơm từ phụ nữ phất qua mũi, một chút ấm áp xuyên qua vải áo, tay chân Phong Phi Vân thì ngay ngắn không khinh nhờn phu nhân giáo chủ. Hừ, ngươi cho rằng người trong tà đạo ngốc lắm sao?
bọn họ sẽ cho ngươi vào Phổ Đà Sơn tham gia thịnh hội tà đạo. Hỏa Nghiên Nghiên không bài xích Phong Phi Vân, biểu hiện rất là tự nhiên, không kiều không mị, không yêu không thuần. Chỉ nữ nhân tay nắm quyền to mới có khí chất như vậy, đổi lại Bạch Như Tuyết, thậm chí Diệp Ti Loan ngây ngô hơn Hỏa Nghiên Nghiên nhiều. Bạch Như Tuyết, Diệp Ti Loan không thể ung dung, bình tĩnh giống Hỏa Nghiên Nghiên được. Trong tà đạo không thiếu người thông minh, có vài người đoán ra thân phận của ta. Nhưng dù bọn họ biết ta là người của triều đình thì sao? Ta dùng dương mưu, có biết rõ ta muốn lợi dụng lực lượng các tiên giáo đệ tử phủ đối phó thì bọn họ buộc phải đón nhận. Phong Phi Vân nhận ly trà từ tay Liễu Duệ Hâm đưa cho Hỏa Nghiên Nghiên, nhưng nàng không nhận. Phong Phi Vân uống hớp trà, cười nói. Cách vào Phổ Đà Sơn thì càng đơn giản, ta có ít nhất 10 loại đi vào. Nếu ta tặng phu nhân cho mấy tay trùm tà đạo không chừng sẽ quen được nhiều bằng hữu, hoặc nhiều tay trùm tà đạo chủ động đến làm quen, ha 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 ha. Hỏa Nghiên Nghiên không bình tĩnh được nữa, nàng đã hiểu dương mưu của Phong Phi Vân. Ngươi, có thể trở thành bá chủ một phương tà đạo tuyệt đối không sợ rắc rối. Những bá chủ trong tà đạo đa số có thù hận với tiên giáo địa tử phủ. Nhiều người thèm muốn sắc đẹp của Hỏa Nghiên Nghiên, Mục Tích Nhu, Diệp Ti Loan vân vân. Dù tu sĩ địa tử phủ tấn công Phổ Đà Sơn chỉ kích thích đám trùm tà đạo hăng máu hơn. Đây chính là dương mưu, một khi thành thế thì khó xoay chuyển càn khôn. Phu nhân hãy hưởng thụ bình yên phút cuối đi, đến Phổ Đà Sơn rồi ta không dám bảo đảm sẽ khinh nhờn phu nhân trước mặt đám tà đạo. Đại đạo hái hoa đương nhiên phải có bộ dáng của nó, nếu không làm sao khiến người tin tưởng. Ha 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 ha. Hỏa Nghiên Nghiên liên tục biến sắc mặt, lộ vẻ tức giận. Từ khi nào triều đình ra nhân vật lợi hại như ngươi? Sợ là trong 18 thiên hầu không hơn 2 người sánh bằng ngươi. Đừng tốn não suy đoán làm gì, lúc nên biết thì phu nhân sẽ tự động biết. Xe mây bảy sắc chậm dần, ngoài xe có tiếng người rộn ràng, dị thú gầm giống, càng xe lộc cộc. Có khí thế cường đại xẹt qua bầu trời rồi giáng xuống. Đã đến tiếp dẫn cổ trấn. Nơi này tụ tập đám tà đạo. Chưa đi xuống xe mây bảy sắc đã cảm nhận hơi thở hỗn loạn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Nhất Trận Phong cầm thương bạc to lớn xông lên, hét to ai dám đấu một trận với hai ta. Lúc này một trong 6 mỹ nhân địa tử phủ, Mục Tích Nhu như lăng tiêu tiên nữ dáng trần đứng thẳng, thân ngọc ngà thanh tú lạnh lùng nói, hái hoa tặc, nếu hôm nay ngươi đền tội thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hấp dẫn là Nhất Trận Phong biểu tình hung tợn cười khẩy, cầm thương bạc đâm qua, chợt nghe phập một tiếng. Đám người Phong Phi Vân bước xuống xe mây bảy sắc, vào một tòa ngọc lâu cung các trong tiếp dẫn cổ trấn định tìm nơi nghỉ ngơi. Đám người Phong Phi Vân đi lên cầu thang ngọc chợt nghe trên cung các có người đang kể chuyện, nói về trận chiến giữa Phong Phi Vân và Mục Tích Nhu. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Mục Tích Nhu tràn ngập tức tối nhưng không tiện bắt đầu ngoài, nàng cắn chặt răng đi theo sau lưng Diệp Ti Loan. Nam nữ nhân xinh đẹp đội mũ trắng nhưng không thấy che giấu vóc dáng yêu kiều bắt mắt, khiến nhiều tên trùm tà đạo chú ý, nhìn các nàng chằm chằm. Có mấy người cười rầm đi theo sau lưng nam nữ nhân lên trên cung các. Phong Phi Vân phẩy quạt, Phong Độ Phiên Phiên đi đầu lên bậc thang ngọc. Phong Phi Vân cười hỏi. Phập một tiếng rồi sao nữa? Phập một tiếng rồi người Mục Tiên Nữ phun máu ra, nàng rên rỉ ngã trong vũng máu, rơi vào tay đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong. Hắn ném Mục Tiên Nữ vào xẻ bay, nghênh ngang rời đi. Trong xe xảy ra chuyện gì thì không ai biết, mọi người cứ tự do phát huy sức tưởng tượng. Thiếu niên mặc vải thô, tóc ngắn than thở. Ai, tội nghiệp cho mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc lại thua thương bạc trong tay Nhất Trận Phong. Giờ nàng ta không còn là tiên nữ gì nữa, chắc đã bị Nhất Trận Phong làm hỏng không ra hình người. Từ xa giai nhân bạc phận, tiếc rằng chưa lạc vào tay ta, ai. Thiếu niên da đen như cục than, mặt đen như đít nồi đập bàn đứng dậy, than ngắn thở dài. Trên lầu các có rất nhiều tu sĩ tà đạo, trong đó có bóng dáng cự phách. Có người thở dài theo, nhưng đa số hở hứng. Mọi người cùng trong giới tà đạo, hầu như từng làm chuyện bắt cóc mỹ nhân tiên giáo nên không cảm thấy có gì ghê gớm. Chẳng qua Mục Tích Nhu là một trong 6 mỹ nhân địa tử phủ nên mới làm bọn họ thở ngắn than dài. Mục Tích Nhu đội mũ trắng. Không thấy rõ nàng tức giận như thế nào. Mục Tích Nhu định xông lên đánh thiếu niên đen thui kia nhưng bị Phong Phi Vân đè tay ngăn lại. Phong Phi Vân chọn một cái bàn thanh đồng to, ngồi xuống, liếc thiếu niên mặt đen vài giây. Mắt Phong Phi Vân chứa ý cười.
Thiếu niên tóc ngắn mặt đen cảm giác có người nhìn mình, gã ngoái đầu liếc Phong Phi Vân, cau chân mày rậm. Thiếu niên mặt đen nhe răng cười lộ hàm răng trắng. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, cười cười. Chí Tàng đại sư nhìn ra điều khác lạ, hỏi dò. Thiếu niên này là ai? Phong Phi Vân nói. Một bằng hữu. Tiểu nhị trong Ngọc Lâu cung các khom lưng tới gần, Phong Phi Vân lấy một khối linh thạch ra kêu mâm rượu và thức ăn, hỏi chỗ nghỉ. Tiểu nhị thấy Phong Phi Vân rộng rãi thì tỏ vẻ có thể chừa hai gian phòng, vì gần đây có quá nhiều thủ lĩnh tà đạo đến tiếp dẫn cổ trấn, Phong Phi Vân có đưa nhiều tiền cũng không được thêm phòng nào. Hai phòng thì hai phòng. Đối với tu sĩ đến cảnh giới như bọn họ dù tu luyện một đêm trên đường cái cũng là thời gian ngắn ngủi. Tu sĩ đến tiếp dẫn cổ trấn toàn là thủ lĩnh tà đạo, thích sĩ diện nên không chịu ngủ đường cái, làm vậy là giảm thấp uy danh bá chủ của mình. Giọng Chí Tàng đại sư phát ra từ dưới cái mũ đen. Lão nạp muốn đi Phổ Đà Sơn thăm một vị bằng hữu, có lẽ sẽ đi mấy ngày. Nhưng lão nạp chắc chắn sẽ đến thịnh hội tà đạo hỗ trợ công tử. Đi đi. Phong Phi Vân không sợ Chí Tàng đại sư đi luôn không về. Linh hồn Chí Tàng đại sư nằm trong tay Phong Phi Vân, dù gã đi đâu hắn đều có cảm ứng. Chí Tàng đại sư đứng dậy, hai tay chắp vào nhau, cúi đầu rồi đột nhiên biến mất, rất kỳ lạ. Trên lầu các không thiếu cường giả nên đương nhiên chú ý thấy cảnh đó, tất cả giật mình lạnh gáy. Hòa thượng đó là siêu cường giả, đến vô ảnh đi vô tung, tốc độ mau đến nỗi mắt thường khó thấy. Tu sĩ tu vi thấp thì hoàn toàn không cảm giác, không phát hiện trong lầu các thiếu một người. Khi rượu và thức ăn được bưng lên, hai nam nhân thân hình khô gầy người đầy âm khí đi ngang qua, mặt trắng bệch không chút máu, quanh người có khói đen lượn lờ. Hai nữ nhân đi theo sau lưng Phong Phi Vân, nam nữ nhân từ khi bọn họ vào Ngọc Lâu cung các. Hai nam nhân mắt nóng cháy, cười tủm tỉm liếc qua liếc lại nam nữ nhân bên cạnh Phong Phi Vân. Phong Phi Vân biết hai người này tồn tại nhưng hắn không thèm để vào mắt. Phong Phi Vân dục Liễu Duệ Hâm rót rượu cho mình, nhà đầu tức giận dậm chân, vẻ mặt bất mãn nhưng cuối cùng ngoan ngoãn rót rượu, còn đấm lưng cho Phong Phi Vân. Hai nam nhân lộ ánh mắt ghen tị, một nam nhân con người tuôn ra ánh sáng đen bắn ra tà khí dài hai thước. Đây là một loại thần thông, định xuyên thấu thân hình nhỏ xinh của Liễu Duệ Hâm. Rất nhiều tu sĩ trong tu tiên giới tu luyện các loại, nhãn thông, ví dụ, pháp nhãn, thiên nhãn, kiếm đồng, tà mục, nguyệt luân nhãn vân vân. Hầu hết có công năng thấu thị, nhưng trong tình huống công cộng thì không ai cố ý thi triển nhãn thông dòm khó tu sĩ khác, đặc biệt là nữ giới. Đây được xem là hành động coi thường, khiêu khích, lúc này có bị đối phương trấn sát cũng đáng đời. Nhưng trong tiếp dẫn cổ trấn toàn tụ tập thủ lĩnh tà đạo, không ai sợ ai. Nơi này không có thứ tự, nắm tay lớn là thứ hạng. Ánh mắt Phong Phi Vân ngạo nghễ, khí thế lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói. Muốn chết. Cùng lúc đó, Diệp Ti Loan đâm kiếm ra, tốc độ mau như chớp. Nam nhân sử dụng tà mục rình ngó Liễu Duệ Hâm đã bị giết, đầu bay ra ngoài, lăn lông lốc dưới đất như quả bóng ra. Khi Diệp Ti Loan lùi về, hơn một nửa tu sĩ trên lầu các không thấy rõ là ai ra tay. Bọn họ chỉ nghe nam nhân điển trai bên cạnh bàn thanh đồng lớn nạt, muốn chết, sau đó nam nhân kia ngã xuống đất. Mấy cự phách tà đạo trên lầu các sợ hết hồn, thầm mừng không trêu chọc đám người này, nếu không đã chết không có chỗ chôn. Mới rồi Diệp Ti Loan ra tay, vải trắng mỏng thổi lên một góc lộ ra mặt tiên kinh thế. Mấy cự phách tà đạo tu vi cao sâu trông thấy, tặc lưỡi kinh thán, trong đầu suy nghĩ thân phận của nhóm người này. Rất nhanh các thủ lĩnh tà đạo đoán gần đúng. Trong phòng riêng tầng thứ 4, có mấy thủ lĩnh tà đạo mặc áo bông chú ý đến cảnh tượng vừa rồi. Một nam nhân uy nghiêm tóc mai có mấy sợi bạc nói. Huynh đệ Mạc Thị ở trong Vân Thiên Phủ xem như vị vua có tài, mưu lược xấu sắc một phương. Phụ thân của bọn họ, Mạc Thái Cống sáng tạo Hồng Nhan Bạch Cốt Thành. Sau khi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bị diệt, tòa kỹ thành này sắp là thành Phong Nguyệt số một tu tiên giới, tiếc rằng hôm nay bọn họ đạp phải đinh. Một tử nhục hòa thượng khác cười nói. Có lẽ Mạc Ngang Xuân không ngờ rằng cả đời đùa giỡn nữ nhân, cuối cùng chết vào tay nữ nhân, thật buồn cười. Mạc Ngang Xuân, Mạc Ngang hạ tầm thường trong tà đạo nhưng phụ thân Mạc Thái Cống là nhân vật không đơn giản, đại đệ tử của điện chủ điện thứ 7 Xâm La Điện, ha 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 ha. Một tử nhục hòa thượng mặt có hai đôi mắt cười nói. Nữ nhân vừa ra tay là đứng đầu 6 mỹ nhân địa tử phủ, Diệp Ti Loan. Hôm nay dù Mạc Thái Cống có đến cũng thua.
À, vậy nam nhân tuấn tú chẳng phải đại đạo hái hoa dạo gần đây rất nổi tiếng, đại chiến 7 cao thủ trong di tích tháp cổ sao? Ha ha ha, thú vị. Mặc Ngang Hạ sờ máu dính đặc trên đầu mình, thế mới thấy ca ca đã nằm trong vũng máu. Mặc Ngang Hạ tức giận quát. Ngươi dám giết ca ca của ta, ngươi có biết ta là ai không? Mặc Ngang Hạ dứt lời, đan điền ngưng tụ một vòng xoáy. Mặc Ngang Hạ định thả bản mệnh pháp khi ra chấn giết nam nhân đẹp trai tuấn tú trước mặt. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, dám giở trò với thị nữ của bản công tử là tội đáng chết muôn lần. Vù 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 vù. Phong Phi Vân phất tay áo, một luồng sóng gợn linh khí bay đi, diễn hóa thành 9 con long hổ phát ra tiếng gầm rung trời, vọt qua xé xác thân thể Mặc Ngang Hạ. Cạch. Phong Phi Vân đặt một khối linh thạch xuống bàn, nói. Tiểu nhị, nhặt xác. Một tiểu nhị hưng phấn chạy tới nhận viên linh thạch, dọn dẹp xác huynh đệ Mặc thị sạch xém, lau máu dính dưới đất. Trừ không khí còn sót lại mùi máu ra không có gì khác. Đám thủ lĩnh tà đạo vốn thèm thuồng năm thị nữ bên cạnh Phong Phi Vân đều lùi bước, biết người trẻ tuổi này không dễ chọc. Huynh đệ Mặc thị đến cảnh giới nửa bước cự phách mà còn bị giết dễ dàng, bọn họ không chọc vào người này được. Thiếu niên tóc ngắn mặt đen bước tới gần, không chút e dè ngồi xuống bàn. Xin hỏi vị công tử này là Nhất Trận Phong, Nhất công tử? Phong Phi Vân phẩy quạt, mỉm cười nói. Không ngờ ngươi nhận ra ta. Nghe câu này, Nguyên Ngọc Lâu cung các yên lặng, nhiều người cố ý vô tình liếc bàn Phong Phi Vân, gióng tai lắng nghe. Ha 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 ha, ta vốn nghĩ mặt công tử rất hợp mắt, thì ra chúng ta chung chí hướng, tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, hôm nay chúng ta không say không về. Thiếu niên tóc ngắn mặt đen tự nhiên cầm chung rượu đưa qua, vỗ bàn nói. Cô nương rót đầy cho ta. Liễu Duệ Hâm bực bội nói. Tại sao ta phải rót rượu cho ngươi? Liễu Duệ Hâm cảm thấy thiếu niên mặt đen không biết khách sáo là gì, thân phận của nàng là gì. Bình thường toàn là người khác hầu hạ Liễu Duệ Hâm, chỉ có Phong Siêu ác nhân dám sai khiến nàng như người hầu. Cái tên mặt đen này tự xưng là chung chí hướng với Phong Phi Vân vậy chẳng phải là hái hoa tặc. Bảo Liễu Duệ Hâm rót rượu cho thiếu niên, nàng buồn nôn chết. Chẳng phải nàng là thị nữ của Nhất Đại ca sao? Thị nữ thì nên rót rượu tiếp khách mới đúng. Thiếu niên tóc ngắn mặt đen lúc trước kích động giận dữ nói. Nhất Đại ca, thị nữ này thiếu dạy dỗ, hay cho ta mượn 2 ngày. Ta bảo đảm sẽ dạy nàng ngoan ngoãn nghe lời, kêu nàng thì không dám đứng, bảo kêu tiếng mèo thì không bao giờ sủa cho. Này này, ngươi làm gì, ta là khách. Dầm. Liễu Duệ Hâm nhấc bình rượu đập vào mặt thiếu niên tóc ngắn mặt đen. Thiếu niên tóc ngắn mặt đen xoa trán, vuốt tóc, bực bội nói. Tiểu cô nương. Ra là sát thủ thiếu nữ nổi tiếng trong Thần Tấn Vương Triều, nể mặt Nhất Đại ca nên không so đo với nàng, đừng ép ta. Liễu Duệ Hâm tháo mũ trắng xuống ném vào mặt thiếu niên tóc ngắn mặt đen phía đối diện. Phong Phi Vân cười nói. Duệ Hâm, hay rót rượu cho, người cùng chí hướng này đi. Ta, hừ. Liễu Duệ Hâm cắn răng khỉnh, giật mũ trắng lại đội trên đầu, cầm bình rượu khác lên đập xuống đầu thiếu niên tóc ngắn mặt đen vang một tiếng rõ to. Liễu Duệ Hâm nói, cầm uống đi. Liễu Duệ Hâm xoay người hầm hầm rời đi. Rượu dính đầy mặt thiếu niên tóc ngắn mặt đen, gã vội đón lấy bình rượu biến hình, sau đầu, vuốt mặt dính đầy rượu. Thiếu niên tóc ngắn mặt đen cười nói, khẩu vị của Nhất Đại ca giống y tiểu đệ cũng thích cô nương tính cách nóng nảy như thế, thuần phục càng thích hơn. Tất Ninh soái, trong giọng nói của Tà Hồng Liên chất chứa giận dữ, phóng dáng bốc lửa. Tiếng xé gió sắc bén, giây sau Tà Hồng Liên giã ở trong Ngọc Lâu cung các. Má ơi, lại đuổi theo. Tà Hồng Liên nhảy ra ngoài cửa sổ, vì chạy quá vội nên chân gã còn treo trên cửa sổ, mất thăng bằng té xuống đất. Răng rắc, có gì đó bể nát, đường cái vang tiếng quát mắng. Tất Ninh soái bỏ dậy tiếp tục co giò chạy, Tà Hồng Liên âu vội đuổi theo. Phong Phi Vân vừa uống rượu vừa cười, còn sợ thiên hạ không loạn nói. Tất huynh đệ, lần sau chúng ta lại giao lưu tâm kinh hái hoa. Bên ngoài vang thanh âm lạnh lùng của Tà Hồng Liên. Tất Ninh soái, ngươi muốn chết. Tà Hồng Liên thấy linh kiếm ra, một đóa sen mặt trời bay ra khỏi kiếm phóng chém ra ngoài, tiếng kiếm ngân vang vọng hơn 10 dặm. Phong Phi Vân cười lớn, Tử Minh Vương mặc trường bào đuổi thi như hồn ma từ đâu chui ra, ngồi xuống đối diện Phong Phi Vân,
cười tủm tỉm nhìn hắn. Phong Phi Vân dần ngừng cười như thể đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên thấy dưới đáy bát có một con ruồi, mất hứng hắn. Tử Minh Vương đến làm Ngọc Lâu Cung các càng yên lặng hơn, khí thế của gã quá mạnh. Sau lưng Tử Minh Vương có bốn chiến thi mặc áo giáp xưa loang lổ, chiến thi mặc áo đẫm múa, khí tử vong bao phủ nguyên lầu các. Có người nhận ra Tử Minh Vương, liên tục thay đổi sắc mặt, vội vàng bỏ đi, không dám ở lại một giây. Tử Minh Vương là một nam nhân trung niên, khí tử vong mạnh mẽ, tử tinh đuổi thi bào càng chói mắt, rực rỡ. Nhất Trận Phong, chúng ta có thể nói chuyện được không? Phong Phi Vân mỉm cười nói. Tử Minh thi động đã bị diệt đúng không? Không biết có bao nhiêu người chạy ra. Thịnh hội tà đạo lần này các hạ định đầu vào ai? Xâm La Điện, Phổ Đà Sơn. Phong Phi Vân không có nhiều hảo cảm với Tử Minh Vương. Trong di tích tháp cổ, Phong Phi Vân bị ba chiến thi vây công là do Tử Minh Vương âm thầm điều khiển. Tại sao Tử Minh Vương bỗng nhiên muốn giết Phong Phi Vân? Chẳng lẽ Tử Minh Vương đã biết thân phận thật của Phong Phi Vân? Rất có thể là lý do này, nếu Tử Minh Vương đã chẳng bảo nói chuyện riêng. Tử Minh Vương sắc mặt âm trầm nói. Căn cơ Tử Minh thi động dồi dào, truyền thừa vạn cổ, thần võ quân tầm thường có thể diệt Tử Minh thi động được. Tu sĩ tà đạo nơi này đều nhìn ra người đuổi thi mặc áo tím đuổi thi bào rất có thể là động chủ Tử Minh thi động, Tử Minh Vương. Đây là một vị siêu bá chủ, Nhất Trận Phong ngồi ngang hàng với Tử Minh Vương, giỏi thật. Có người nhận ra không khí khác lạ, chậm rãi rời đi. Phong Phi Vân nói. Không biết các hạ định bàn chuyện gì với ta, hay Xâm La Điện có giai nhân tuyệt sắc muốn tặng cho ta? Tử Minh Vương bình tĩnh nói. Ta muốn bàn chuyện Đồng Lô Sơn với ngươi. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Quả nhiên hắn đã biết thân phận thật của ta. Nét mặt Phong Phi Vân xa sầm. Tử Minh Vương phải chết, nếu để Tử Minh Vương lộ ra thân phận Phong Phi Vân trong thịnh hội tà đạo thì hắn không sống nổi. Phong Phi Vân liên tục biến sắc mặt, cuối cùng cười nói. Vậy được rồi, đúng là nên nói chuyện đàng hoàng, nên nói chuyện. Tử Minh Vương cười âm trầm. Đi theo ta. Tử Minh Vương xuyên tường biến thành dòng sông dài màu tím bay hướng Nam Hải, bốn chiến thi theo sau bay lên cao, biến mất trong đám mây. Phong Phi Vân bay ra ngoài, hắn chậm một bước nhưng rất nhanh sóng vai bên Tử Minh Vương. Giây lát sau hai người đến Nam Hải, bay sâu vào khu vực biển. Gió biển phần phật, ánh trăng lấp lánh. Mặt biển loang lổ mảng tối, gió đêm thổi gợn sóng trắng lăn tăn. Tử Minh Vương ngừng lại trong không trung, trăng trên đầu phủ tầng sáng lấp lánh trên người gã, máu nóng chảy trong người phát ra thanh âm như dòng suối. Bốn chiến thi trấn thủ ở bốn vị trí, thi khí ngút trời ngăn cách hư không này. Đám thủ lĩnh tà đạo từ tiếp dẫn cổ trấn chạy theo đến đây không cách nào biết chuyện gì xảy ra bên trong. Hai bóng người một tím, một trắng đứng trong không trung, dường như đang bàn bạc chuyện gì. Vực chủ ám vực ngồi trên một chiếc phi hạm đen thui lơ lửng giữa trời, tóc đen dài bay rối. Không gian xung quanh vực chủ ám vực tự động biến thành hố đen cắn nuốt ánh sáng và nhiệt độ. Vực chủ vô sinh vực ở trong một cung điện lơ lửng trên 9 tầng mây, cho cảm giác bí ẩn khó lường. Nghe nói 160 năm trước Tử Minh Vương đã đột nhiên thiên mệnh đệ cửu trọng, là nhân vật siêu đẳng. Một lão nhân tóc bạc thuộc cửu u vực lên tiếng. Gần đây Nhất Trận Phong khá nổi tiếng. Nghe đồn trong di tích tháp cổ đại chiến với bảy cường giả, chém ba người, là một kẻ hung dữ. Một thanh niên đứng bên cạnh lão nhân, chín thanh kiếm cổ bay quanh người thanh niên, gã phát ra khí lạnh như kiếm bén chưa rút khỏi vỏ. Nam nhân này là thiếu vực chủ của cửu u vực, Nạp Lang Tuyết Táng. Thế lực mạnh nhất tà đạo phải tính đến Xâm La Điện, Phổ Đà Sơn, và hai giới Sơn Âm Dương không nhúng vào chuyện trong thần tấn vương triều. Thứ nữa là ba tà vực ám vực, vô sinh vực. Cửu U vực. Thịnh hội tà đạo lần này không phải Phổ Đà Sơn tổ chức trước mà là tà hoàng đề nghị, không đặt địa điểm ở Xâm La Điện là vì sợ đám tu sĩ tà đạo không dám đi. Mỗi người đều hiểu mục đích tà hoàng tổ chức thịnh hội tà đạo này, là vì muốn nuốt hết tà đạo, tập hợp lực lượng tà tu trong thiên hạ công phạt thần tấn vương triều. Tà hoàng muốn xây dựng vương triều thuộc về tu sĩ tà đạo. Những bá chủ tà đạo đương nhiên không đồng ý. Mỗi thế lực tà tu đỉnh cao là lão tổ tông đổ máu giành lấy giang sơn, không ai chịu dâng lên cho người khác. Thế là ba vực tà đạo hợp tác chế hoành tà hoàng. Ba vực chủ cùng xuất hiện không có gì lạ. Đột nhiên mặt biển vang tiếng nổ điếc tai như thần lôi, một đợt sóng cao trăm thước dâng lên.
Các tu sĩ tà đạo chưa biết xảy ra chuyện gì thì giữa biển truyền ra tiếng quát của Nhất Trận Phong. Tử Minh Vương, ngươi dám đánh lén bản công tử. Hôm nay chúng ta không chết không ngừng. Cánh tay Tử Minh Vương đau thấu óc, từng vệt máu chảy ra tay áo, mặt nhăn nhúm. Là Phong Phi Vân đánh lén trước vậy mà đổ thừa cho Tử Minh Vương. Tử Minh Vương tức giận. Nếu ngươi không chịu thỏa hiệp thì đừng trách ta. Giỏi lắm, dám uy hiếp ta. Chết đi. Phong Phi Vân không cho Tử Minh Vương cơ hội nói chuyện, áo trắng bay lên, bàn tay ngưng tụ ngọn lửa biến thành thủ ấn to trăm thước. Đứng bên bờ biển nhìn ra xa thấy một quả cầu lửa to bay lên cao, thắp sáng trời đêm. Ầm. Trường ấn này tập trung tất cả lực lượng của Phong Phi Vân, đánh Tử Minh Vương không kịp trở tay, văng xa mấy dặm, từ không trung rớt xuống biển. Lửa cực kỳ nóng làm bốc hơi nước biển trong vài dặm thành khói trắng, nước biển từ nơi khác tuôn vào, nơi này thành vòng xoáy. Tử Minh Vương tìm Phong Phi Vân đến Nam Hải bàn chuyện là muốn uy hiếp Phong Phi Vân chép một phần kim tảm kinh cho gã. Nếu Phong Phi Vân không đồng ý, Tử Minh Vương sẽ tuyên truyền thân phận thật sự của hắn ra ngoài, để đám tu sĩ tà đạo truy sát hắn. Ý đồ của Tử Minh Vương làm sao giấu được Phong Phi Vân? Dù Phong Phi Vân thật sự chép kim tàm kinh cho Tử Minh Vương thì chắc chắn gã vẫn nói ra thân phận thật của hắn. Lúc này Phong Phi Vân không còn lựa chọn nào khác, hắn buộc phải trấn giết Tử Minh Vương, không cho gã cơ hội nói chuyện. Growl. Bốn chiến thi cùng công kích Phong Phi Vân, xương tử vong bao phủ, miệng phun tia chớp màu xám làm mặt biển thành biển sét. Bảy khối xương phượng trong người Phong Phi Vân di chuyển nhanh hình thành một chu thiên. Bàn tay Phong Phi Vân đánh ra trưởng ấn hóa thành chân long dài hơn 100 thước dương nhanh múa vuốt bay đi, xé xác một chiến thi mặc thi bào thành mấy mảnh. Nạp Lang Tuyết Táng thiếu chủ cửu u vực nheo mắt nói. Lực lượng chân long. Nhịt nói chỉ có cơ thể chân nhân mới đánh ra lực lượng chân long được. Cái gọi là lực lượng chân long là sức mạnh một con rồng thật sự phát huy ra. Tu vi của Nhất Trận Phong không đến chân nhân, nếu không búng tay một cái có thể giết Tử Minh Vương. Thiếu niên tóc ngắn mặt đen lại xuất hiện, hai tay chống ảnh đứng bên bờ biển, thở dài thườn thượt. Đại đạo hái hoa nếu thân thể không mạnh mẽ thì làm sao đêm ngự mười nữ không héo. Chậc chậc, thiếu niên tóc ngắn mặt đen đón gió biển đêm, ưỡn ngực, bộ dạng cường giả cô đơn như thể người mạnh mẽ đêm ngự mười nữ là gã. Gần đó mười mấy yêu nữ âm dương song tu môn mặc đồ hở hang trừng mắt. Các nàng nhìn ngang ngó dọc không cho rằng thiếu niên tóc ngắn mặt đen tay chân như cây tăm là nam nhân mạnh mẽ đêm ngự mười nữ, các nàng hứng thú với Nhất Trận Phong đẹp trai tuấn tú trên biển hơn. Các yêu nữ chớp mắt, rào rạt hứng thú. Phập, chiến thi thứ hai sức chiến đấu ngang ngửa đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng bị Phong Phi Vân xé xác. Thi cung bị đào ra bóp nát thành bột. Trong khi Phong Phi Vân chém giết chiến thi thứ ba, mặt biển sinh ra dao động kỳ lạ. Nước biển dâng lên ngưng tụ thành phù văn đuổi thi mặt đất, dài mấy chục dặm. Sóng nước di chuyển, phù văn bềnh bồng trên mặt nước. Phù văn đuổi thi to lớn như vật sống, bộc phát thần uy hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân cảm giác nguy hiểm, hắn biết Tử Minh Vương ở dưới nước lấy ra chấn thế thi phù của Tử Minh thi động, có uy lực chống đỡ chân nhân. Lực lượng chấn giết bán tôn chân nhân, đây là một trong các nội tình mạnh nhất của Tử Minh thi động. Ánh sáng lấp lánh màu tím bắn lên cao, phủ lên mấy chục dặm. Tất cả năng lượng trên mặt biển bị điều động, biển cả đảo ngược. Phong Phi Vân vội thi triển luân hồi tật tốc, người lướt ngang định bay ra phạm vi chấn thế thi phù bao phủ. Nhưng Phong Phi Vân dập vào màn sáng tím, bị đẩy về. Màn sáng màu tím gợn sóng huyễn lệ. Phong Phi Vân điều động tất cả lực lượng, người hắn như lò lửa đốt cháy chặn lại vòng công kích thứ nhất của chấn thế thi phù, quần áo rách mấy chỗ. Chấn thế thi phù lại bắt đầu ngưng tụ lực lượng, sắp phát ra công kích lần hai càng kinh khủng hơn. Phong Phi Vân dốc sức đánh vào bình chướng màu tím, muốn đâm thủng một lỗ hổng nhưng vô dụng. Uy lực chấn thế thi phù có thể nhốt lại chân nhân trong thời gian ngắn, chấn áp bán tôn chân nhân. Cơ thể Phong Phi Vân mạnh mẽ cách mấy cũng khó phá giam cầm, trừ phi sử dụng thiên tủy binh đàm. Nhất đại ca, tiểu đệ cho ngươi mượn chấn thế sát binh. Tất Ninh Soái ném huyết nhân thần quán ra. Giống đầu người đẫm máu xẹt qua trời đêm phối hợp chấn thế thi phù trên mặt biển, cảnh tượng rất dữ tợn khủng bố. Phong Phi Vân nhận lấy huyết nhân thần quán, nó lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Huyết khí cuồn cuộn trong thần quán, các sợi tóc dài bềnh bồng. Một luồng chấn thế sát quang tràn ra xé rách màn sáng tím, Phong Phi Vân biến thành tia sáng lao ra.
Lực lượng đợt hai của chấn thế thi phù bắn lên cao, tử khí hùng hồn đâm thủng hư không, xông lên 9 tầng mây biến mất trong trăng sáng sao thưa. Phong Phi Vân đứng trong không trung, tay nâng mây đỏ, điều động uy lực huyết nhân thần quán khiến màn trời đỏ như máu. Mặt biển bên dưới cuồn cuộn như biển máu, thế giới trở thành tu la đỏ thẫm. Phập, phập, hai tia sáng diệt tuyệt phát ra từ huyết nhân thần quán chém nát hai chiến thi. Trước uy lực của huyết nhân thần quán, hai chiến thi sức chiến đấu ngang ngửa sơ kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng bị tiêu diệt chết không kịp ngáp. Tử Minh Vương, hôm nay là ngày ngươi toi mạng. Lực lượng trên người Phong Phi Vân càng dồi dào hơn, chút hết sức mạnh vào huyết nhân thần quán. Nó càng trở nên tà dị, mơ hồ có tiếng tà thần gầm giống trong huyết nhân thần quán. Phong Phi Vân cầm huyết nhân thần quán từ bên trên đè xuống, đánh nát chấn thế thi phù dài mấy chục dặm phát ra tiếng vỡ leng keng. Lực lượng huyết nhân thần quán thật kinh khủng, Nguyên Nam Hải sắp bị đánh nát. Đám thủ lĩnh tà đạo bên bờ biển sợ hãi bỏ chạy. Đại chiến này quá kinh người, sử dụng cả chấn thế sát binh, đây là vũ khí diệt thế, đánh một luồng sát quang đủ xuyên thủng cơ thể cự phách. Mười mấy nữ la sát xinh đẹp biến sắc mặt, vội vàng chạy trốn. Thật sự là chấn thế sát binh, quá điên cuồng. Các nàng không đỡ nổi uy lực của chấn thế sát binh, một lũ sát quang đủ chấn giết tất cả tại chỗ. Một luồng sáng tím từ đáy biển bắn lên, Tử Minh Vương đạp con đuổi thi linh màu đen khổng lồ bay lên 9 tầng trời, ẩn vào đám mây, định chạy trốn. Tử Minh Vương, ngươi trốn đi đâu? Tốc độ của Phong Phi Vân càng mau, biến mất tại chỗ. Phong Phi Vân như sao băng màu đỏ xẹt qua không trung, hơi thở như huyết long chấn nhiếp đám thú nước trong Nam Hải run cầm cập chìm xuống đáy biển. Tử Minh Vương giận run người. Phong! Tử Minh Vương mới nói một chữ đã bị Phong Phi Vân đuổi kịp, ném huyết nhân thần quán ra. Lưng Tử Minh Vương bầy nhầy, nuốt ngược lời sắp thốt. Phong Phi Vân sẽ không cho Tử Minh Vương cơ hội nói chuyện, lại đánh ra cú đấm. Một con chân long bay ra khỏi nắm tay, móng vuốt xé một cánh tay Tử Minh Vương xuống. Có huyết nhân thần quán trong tay, Phong Phi Vân như chiến thần bất bại đè đầu Tử Minh Vương đánh. Tử Minh Vương ném 4, 5 linh binh. Phù lục nhưng huyết nhân thần quán dễ dàng đập nát. Con đuổi thi linh dưới chân Tử Minh Vương rách nát vài chỗ, tùy thời nổ tung. Tử Minh Vương bị truy sát 3.000 dặm, gã bị huyết nhân thần quán chấn chết, thần hồn tan nát. Mãi đến lúc chết Tử Minh Vương không nói trọn vẹn một câu, cái chết rất tức tưởi. Xác Tử Minh Vương nổi trên biển, rách ngước không thành hình. Máu thịt xương chân nứt rạn nhiều chỗ. Phong Phi Vân thấy một ngọc phù màu tím trong tay Tử Minh Vương. Chỉ to nửa bàn tay. Lấp lánh trong suốt, mặt bên điêu khắc nhiều hoa văn nhỏ xíu, rậm rạp li tí. Cái gì đây? Phong Phi Vân cầm ngọc phù màu tím, khí lạnh đâm đau ra tay hắn, cảm nhận lực lượng hủy diệt khổng lồ chất chứa bên trong. Phong Phi Vân nhìn mặt sau ngọc phù màu tím, bên trên điêu khắc thi ảnh dữ tợn, tóc tai bù xù, sống động như thật. Mùi máu tanh làm người sợ hãi ập vào mặt, khiến người rùng mình. Nguyên cánh tay Phong Phi Vân sắp bị tà hóa, hắn vội vận chuyển kim tàm Phật khí chấn áp thi khí kia. Chắc đây là một trong các lá bài tẩy của Tử Minh thi động, trước khi chết Tử Minh Vương mới lấy nó ra chứng minh uy lực của nó kinh khủng hơn chấn thế thi phù. Không chừng đây là thần phù có lực lượng hủy diệt mạnh nhất Tử Minh thi động, tiếc rằng Tử Minh Vương không kịp tung nó ra đã bị huyết nhân thần quán chấn giết. Thế lực tiên môn truyền thừa cổ xưa thường có nhiều lá bài tẩy tiên hiền để lại bảo vệ giáo. Dù chân nhân tấn công cũng có thể bị thương nặng trở về. Tử Minh thi động xem như thế lực truyền thừa rất xa xôi, sinh ra từ thời kỳ hỗn loạn hắc ám. Một thời gian dài gần vạn năm Tử Minh thi động ra nhiều anh kiệt ngút trời, để lại đồ vật siêu đáng sợ đủ bảo vệ hậu nhân. Nếu Phong Phi Vân không có huyết nhân thần quán thì hắn không thể nào giết Tử Minh Vương được. Phong Phi Vân thu về ngọc phù màu tím, hắn vác xác Tử Minh Vương bay lên, quay về bên bờ Nam Hải. Phong Phi Vân dùng một cây mâu gãy treo xác Tử Minh Vương trên vách đá, máu từ xác chết nhỏ giọt đốt cháy trong không khí, nhiệt độ cao nung chảy mảng lớn vách đá. Nhiều thủ lĩnh tà đạo bị hấp dẫn chạy đến xem xác Tử Minh Vương đóng đinh trên vách đá, biến sắc mặt, lòng vô cùng rung động. Phong Phi Vân đứng trên vách đá, lạnh lùng nói. Nhất trận phong ta đến thịnh hội tà đạo là để quen bằng hữu, ai dám đối địch với ta thì đây chính là kết cuộc của kẻ đó. Phong Phi Vân trả huyết nhân thần quán lại cho Tất Ninh Soái, nói tiếng cảm ơn sau đó hóa thành ánh sáng bay hướng tiếp dẫn cổ trấn. Tất Ninh Soái đuổi theo. Nhất đại ca chờ lão Tất với.
Tốc độ Tất Ninh soái siêu mau, rất nhanh theo vào tiếp dẫn cổ trấn. Phong Phi Vân đi trên giường cái dài mờ tối, hai bên đường là tà đạo hung ác đến từ thiên nam địa bắc, vàng thau lẫn lộn. Mỗi người đều hung dữ và cường đại, nhưng sau khi thấy Phong Phi Vân liền né tránh, không ai dám đối diện hắn. Nói đùa, bá chủ như Tử Minh Vương còn bị cắt cổ, giờ còn ai mù mắt đi trêu vào sát tinh đó. Bộ dáng Tất Ninh soái vô cùng tự nhiên ưỡn ngực chạy theo Phong Phi Vân. Mới rồi nhất đại ca oách quá, không biết bây giờ đại ca đến cảnh giới nào rồi. Chắc cách chân nhân không còn xa, hay chúng ta đốt giấy vàng, chặt cổ gà kết bái huynh đệ đi. Phong Phi Vân sải bước đi hướng Ngọc Lâu cung các, chân cách mặt đất ba tấc như lăng ba vi bộ. Tất Ninh soái không nản lòng, tiếp tục bảo. Thật không dám giấu đại ca, Tất Ninh soái ta đây khá nổi tiếng trong giới bụi hoa bất tử phượng hoàng thân, mắt xem bao nhiêu nữ nhân, chiến tích hùng hồn. Cuộc đời ta tôn sùng nhất là tiên hiền trong giới hái hoa đến vô ảnh đi vô tung như các người. Ta có một vị huynh đệ cũng là thiên tài ngành này, mấy yêu nữ trong Sâm La Điện đều bị hắn hái, tấn đế đương triều cũng bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay. Muốn ngủ thì ngủ, muốn đi thì. Khi nào có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho các người quen nhau, tin tưởng các người sẽ trò chuyện rất hợp. Hai người đã đến bên ngoài Ngọc Lâu cung các. Trong Ngọc Lâu cung các cực kỳ yên lặng, không náo nhiệt, ồn ào mà yên tĩnh đến quái dị. Phong Phi Vân nhíu mày, hắn bước vào trong, mũi ngửi được mùi máu nhạt. Rõ ràng khi Phong Phi Vân rời khỏi đây thì có người mất mạng. Phong Phi Vân đến tầng 2, thấy xác chết đẫm máu nằm dưới đất. Người đó huyết khí vượng thịnh, sau khi chết vẫn có từng đợt tà văn di chuyển, trước khi chết chắc có tu vi cường đại. Năm nữ nhân ngồi bên bàn thanh đồng, không xảy ra chuyện gì. Tất Ninh soái leo lên cầu thang loay hoay xác chết, tìm ra thân phận người chết. Ủa, đây là Mạc Thái Cống thành chủ Hồng Nhan Bạch Cốt Thành, sao lại chết ở đây? Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì? Giọng Diệp Ti Loan dịu dàng êm tai. Mạc Thái Cống là phụ thân của hai nam nhân trước, sau khi công tử rời đi thì Mạc Thái Cống chạy tới đòi báo thù cho hai nhi tử. Mạc Thái Cống chưa kịp ra tay đã bị một vị khách nhân ở tầng trên giết. Tất Ninh soái nói. Mạc Thái Cống là đại đệ tử của điện chủ thứ 7 Sâm La Điện, sáng tạo Hồng Nhan Bạch Cốt Thành, ổ chơi bời lớn nhất bất tử Phượng Hoàng Thân, xem như thế lực thuộc Sâm La Điện. Mỗi năm có nhiều nữ đệ tử tiên môn, thiên kim thế gia bị bắt vào Hồng Nhan Bạch Cốt Thành. Có người bị huấn luyện thành kỹ nữ bán thân, có người bị huấn luyện thành linh kỹ bán thân và bán nghề. Có một số nữ nhân không nghe lời bồi dưỡng thành nữ nô, buôn bán các đại thế lực tà đạo, thành nô lệ tính dục tệ còn hơn kỹ nữ. Phong Phi Vân thầm buồn cười, Tất Ninh soái biết rành như vậy chắc có đi Hồng Nhan Bạch Cốt Thành phong lưu một thời gian. Nếu bị tà Hồng Liên nghe thấy thể nào cũng lột ra Tất Ninh soái ra. Mạc Thái Cống dám lấy tên Hồng Nhan Bạch Cốt Thành, dù người ta không giết gã thì Phong Phi Vân chắc chắn sẽ lấy mạng gã. Phong Phi Vân cao giọng nói. Bằng hữu lầu trên, đa tạ. Trên lầu vọng xuống thanh âm ồm, ồm. Chúng ta chỉ muốn làm quen bằng hữu với nhất trận phong nổi tiếng như cồn, không biết nhất công tử và các vị cô nương khả có thời gian lên đây ngồi chơi không? Sóng âm cách cánh cửa từng vòng khuếch tán, khí thế bá chủ vương giả. Đương nhiên là có. Phong Phi Vân không khách sáo, mang năm thị nữ lên lầu. Đám người đứng trước cửa, có người mở cánh cửa vàng ra. Mở cửa là nữ La Sát bộ dáng quyến rũ, mặc yếm đỏ thêu bức đào hoa uyên ương. Hai con uyên ương linh động nằm ngay ngực, trong mắt uyên ương nhô ra, mảng màu hơi tối. Nữ La Sát khoảng 16, 7 tuổi, ngực no tròn sắp nhảy ra khỏi yếm, eo nhỏ xíu lộ ra không khí, trắng tựa sữa dê làm người ta muốn cắn một miếng. Mời công tử qua bên này. Nữ La Sát đưa Phong Phi Vân vào trong phòng, có hơn 10 tu sĩ ngồi. Mỗi người khí thế mạnh mẽ, thuộc ba vực tà đạo. Vực chủ ba vực ngồi trên ghế, các nhân vật quyền thế trong mỗi vực, toàn là bá chủ siêu quần của tà đạo. Trừ tu sĩ ba vực ra có nữ nhân xinh đẹp toàn thân bao phủ trong linh dược màu hồng. Thân hình mềm mại như liễu, da trắng như tuyết, trong quyến rũ có thanh tú ngây thơ, một giai nhân khuynh thành. Khi Phong Phi Vân nhìn nữ nhân thì nàng cũng đứng dậy hiểu điệu hành lễ, giọng thỏ thẻ làm người nhũn xương. Thiếp thấn tên Ngọc Cơ Lan Lam, xin kính chào nhất trận phong công tử. Giọng Ngọc Cơ Lan Lam có thể khiến một nửa nam nhân trong thiên hạ nhũn xương, một hành động đơn giản đã quyến rũ hút hồn. Có thể nói trời sinh vưu vật, con cưng trên giường.
Phong Phi Vân nhìn Ngọc Cơ Lan Lam chằm chằm, ánh mắt đầy hứng thú. Vực chủ ám vực cười nói. Ngọc Cơ cô nương là 10 cường giả đứng đầu La Sát Vương Triều, cũng là môn chủ âm dương song tu môn. Nếu nhất huynh đệ có ý với Ngọc Cơ cô nương thì nhớ suy nghĩ kỹ. Không khí trong phòng riêng hơi kỳ lạ, có chút yên lặng. Phong Phi Vân phe phẩy quạt, mắt đầy ý cười. Dường như Phong Phi Vân ngày càng hứng thú với Ngọc Cơ Lan Lam. Ngọc Cơ Lan Lam mặt hơi hồng, nhẹ cúi đầu, như thiếu nữ thẹn thùng làm người trìu mến. Liễu Duệ hâm khều ngón tay Diệp Ti Loan, thầm truyền âm chút nỗi lòng bất mãn. Siêu háo sắc, vừa thấy cô nương xinh đẹp là nhìn muốn rớt tròng mắt. Phong Phi Vân nhìn Ngọc Cơ Lan Lam một lúc lâu cười phá lên. Lan Lam không chỉ là cường giả 10 hàng đầu La Sát Vương Triều, còn là đệ nhất mỹ nhân của Vương Triều. Một lão tổ vô sinh vực mặc áo vàng lên tiếng. Ha 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 ha, cái này thì ta bảo đảm, Ngọc Cơ cô nương tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân La Sát Vương Triều. Lão tổ vô sinh vực nói chuyện nhưng không nhìn Ngọc Cơ Lan Lam, vẻ mặt e ngại. Nhạc tiên sinh quá khen. Linh vụ hồng trên người Ngọc Cơ Lan Lam tan bớt lộ ra khuôn mặt thanh tú tinh xảo, ngọc khiết đào hàm, trung linh tú lệ. Tất Ninh Soái thu sắc mặc thái cống, định đem đi thịnh hội tà đạo bán giá tốt. Tất Ninh Soái chạy lên lầu, nhìn mặt tiên khuynh thế của Ngọc Cơ Lan Lam xong trợn mắt há hốc mồm, máu mũi chảy ra. Đám thủ lĩnh tà đạo biết Tất Ninh Soái có thể đưa ra trấn thế sát binh thì lai lịch không nhỏ, cùng đứng dậy mời gã ngồi chung. Tất Ninh Soái không khách sáo, chọn một chỗ ngồi gần Ngọc Cơ Lan Lam nhất. Tất Ninh Soái vừa chảy máu mũi vừa bắt chuyện với Ngọc Cơ Lan Lam. Nghe nói La Sát Vương Triều nằm ở phía đông Thần Tấn Vương Triều, lãnh thổ gần nhau, quanh năm có chiến sự. Sức chiến đấu của La Sát quân không yếu hơn Thần Võ quân, nhiều năm qua hai phe đụng độ mấy lần, có thắng có thua. Tất Ninh Soái làm bộ dáng hiểu rõ La Sát quốc, như một nho sĩ trò chuyện vui vẻ. Linh vụ mờ ảo bao phủ Ngọc Cơ Lan Lam, nàng nhoẻn miệng cười đưa làn thu ba. Thần Võ quân lợi hại hơn một chút. Tất Ninh Soái tiếp tục bảo. Nghe nói La Sát hoàng của La Sát Vương Triều là một nữ nhân, thiên phú ngút trời, thủ đoạn cứng rắn, tuổi trẻ đã nắm quyền to, quét sạch đối thủ, tập hợp binh mã lại. Gần đây đóng quân biên cương, nghe đòn La Sát hoàng định ngự giá thân chinh, chiếm khu vực phía đông Thần Tấn Vương Triều, lại cướp 3.000 thành cho La Sát Vương Triều. Tim Ngọc Cơ Lan Lam đập nhanh, thầm suy đoán thiếu niên tóc ngắn mặt đen này có thân phận gì, tại sao hiểu rõ La Sát Vương Triều nhiều như thế. Thiếu niên còn biết cả chuyện điều binh khiển tướng, hoặc thiếu niên cố ý nói mấy lời đó là để cảnh cáo nàng. Nhưng nhìn bộ dáng thiếu niên tóc ngắn mặt đen không giống người thông minh đại trí tuệ, càng như kẻ thấy nữ nhân là đi không đặng. Phong Phi Vân ngồi trên ghế âm thầm vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn quan sát ánh mắt Ngọc Cơ Lan Lam ngồi đối diện, hắn vừa trò chuyện uống rượu với đám thủ lĩnh tà đạo. Các thủ lĩnh tà đạo giật mình khi nghe Tất Ninh Soái nói. Người trong nước toàn tập trung vào chiến loạn nội bộ Thần Tấn Vương Triều, không ngờ La Sát Vương Triều ở phía đông xa xôi chỉnh quân chờ tấn công, sắp tiến quân siêu tốc. Đây là không phải tin tốt cho các tu sĩ có mặt. Ngọc Cơ Lan Lam tránh nặng tìm nhẹ cười nói. Về tư chất, thủ đoạn thì tấn đế mới của Thần Tấn Vương Triều các người lợi hại hơn La Sát Hoàng. Mới đăng cơ vài năm đã sắp xếp thân tín vào, diệt trừ người chống đối, củng cố chính quyền. Khi La Sát Hoàng đăng cơ mất mấy chục năm mới quét sạch triều chính. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Tiếc rằng bây giờ khắp nơi trong Thần Tấn Vương Triều nổi lên chiến loạn, bầy rồng nuốt trời. Thủ đoạn của tấn đế có lợi hại đến mấy cũng khó tránh xu hướng diệt nước. Ngọc Cơ Lan Lam nói. Hiện tại nội bộ Thần Tấn Vương Triều chiến loạn là vì theo thế trời, tấn đế làm được đến mức này đã không tệ. Nếu đổi lại người khác không chừng bây giờ Thần Tấn Vương Triều đã diệt nước. Phong Phi Vân nhìn Ngọc Cơ Lan Lam chằm chằm, mỉm cười nói. Ha ha ha, nói cũng đúng. Giây sau Phong Phi Vân lại bảo. Nghe nói La Sát Vương Triều có nhiều nữ hào kiệt, chắc hẳn Ngọc Cơ cô nương và La Sát Hoàng đều là cân quắc giai nhân. Ngọc Cơ Lan Lam nhoẻn miệng cười ngại ngùng. Lan Lam chỉ là một nữ nhân bình thường, nào dám đánh đồng với La Sát Hoàng. Một bá chủ tà đạo lắc đầu, nói. Nghe nói âm dương song tu môn là một trong các tiên môn đỉnh cao nhất La Sát Vương Triều, địa vị nữ nhân rất cao trong môn. Một khi thích ai là sẽ theo đuổi quyết liệt, lúc song tu cùng nhau sẽ gả cho nam nhân đó, không còn quan hệ với nam nhân khác nữa. Biểu tình Tất Ninh Soái kích động nói.
ta có nghe nói, nghe đồn nữ nhân trong âm dương song tu môn khinh thường nữ nhân lạm giao với nam nhân khác, tự hào tìm được đạo lữ tư chất tuyệt đỉnh, kiêu ngạo có thể gả vào gia tộc, tiên môn cường đại. Ngọc Cơ Lan Lam gật đầu, mỉm cười nói. Điều này đúng, quy tắc chung tu luyện của song tu môn là hợp đại đạo thiên hạ song tu bổ sung cho nhau. Thịt dục là thấp, tình dục là cao, nên nữ nhân song tu môn càng truy cầu tình cảm chứ không phải dục vọng thể xác. Nếu có thể tìm được một đạo lữ tư chất tuyệt đỉnh thì nữ nhân song tu môn chúng ta sau khi song tu sẽ càng có thiên phú hơn. Song tu với tu sĩ tư chất thấp sẽ kéo thiên phú của chúng ta xuống. Nếu gả vào gia tộc hay tiên môn cường đại là tăng mạnh thế lực song tu môn chúng ta. Tất Ninh Soái hăng hái tự đề cử. Tư chất của ta tuyệt đỉnh, thế lực sau lưng khổng lồ, nếu Ngọc Cơ cô nương chưa có đạo lữ song tu thì có thể suy xét đến ta không? Ngọc Cơ Lan Lam cười, tiếng cười trong như chuông bạc. Ngươi không sợ mỹ nhân áo đỏ lúc trước truy sát mình sao? Nhiều người đều thấy Tất Ninh Soái bị Tà Hồng Liên truy sát, càng không gạt được cường giả như Ngọc Cơ Lan Lam. Mặt Tất Ninh Soái nhăn nhó suýt mếu, nhưng không cam lòng bỏ cuộc. Vậy rốt cuộc Ngọc Cơ cô nương có đạo lữ song tu chưa? Ngọc Cơ Lan Lam hỏi lại. Có thì sao, không thì sao? Tất Ninh Soái đáng thương nói. Nếu có thì, ta sẽ rất đau lòng. Ngọc Cơ Lan Lam trả lời. Lần này Lan Lam đến Thần Tấn Vương Triều vì tìm một thiên tài đẳng cấp sử thi làm đạo lữ song tu. Mọi người gật gù, lúc trước Ngọc Cơ Lan Lam đã nói sự thần kỳ của công pháp âm dương song tu môn. Hợp tập song tu với thiên tài đẳng cấp sử thi thì Ngọc Cơ Lan Lam mới đến trình độ thiên phú ngang bằng đối phương, thành thiên tài đẳng cấp sử thi. Đây là âm dương giao hòa, dương chủ âm tùy mà đạo gia nói. Nam nhân song tu với Ngọc Cơ Lan Lam có thiên phú cao bao nhiêu thì sau khi song tu thiên phú của nàng sẽ đến trình độ ngang ngửa người đó. Vì vậy nữ nhân âm dương song tu môn chọn đạo lữ rất thận trọng, không tùy tiện như nam nhân âm dương song tu môn. Nữ nhân âm dương song tu môn khinh thường những nữ nhân trong môn lăng loàn, đó là biểu hiện xa vào sắc dục, không chịu trách nhiệm với tiền đồ của mình, tu vi suốt đời không lên cảnh giới cao được. Hiện giờ trong Thần Tấn Vương Triều có gần 20 thiên tài đẳng cấp sử thi, nhiều nhất trong lịch sử. Ngọc Cơ Lan Lam là môn chủ âm dương song tu môn đương nhiên đến Thần Tấn Vương Triều để chọn lựa một đạo lữ song tu, phạm vi lựa chọn rộng, cũng để nàng bước vào cảnh giới đẳng cấp sử thi. Tâm tình Tất Ninh Soái tốt hơn, gã cười hỏi. Không có đạo lữ thì tốt rồi, tốt quá. Không biết Ngọc Cơ cô nương có đối tượng vừa ý không? Các nam nhân đều nhìn chằm chằm Ngọc Cơ Lan Lam. Nếu ai lọt vào mắt xanh Ngọc Cơ Lan Lam sẽ là vinh hạnh lớn lao, có ba lý do. 1. Ngọc Cơ Lan Lam là đệ nhất mỹ nhân La Sát Phương Triều, sắc đẹp thì khỏi phải nói, là mục tiêu nam nhân thiên tài theo đuổi. 2. Tu vi của Ngọc Cơ Lan Lam cao siêu lại quản lý một môn phái, có thể nói là vừa mạnh vừa có quyền. 3. Và cũng là quan trọng nhất, quy tắc chung nữ nhân âm dương song tu môn tu luyện là thịt dục thấp, tình dục cao. Ngọc Cơ Lan Lam yêu một nam nhân sẽ trao tọn con tim, đến chết không phai. Ngọc Cơ Lan Lam xinh đẹp động lòng người, da trắng như sữa, môi hé mở, bộ dáng thiếu nữ xấu hổ nhưng không hề làm ra vẻ. Ngọc Cơ Lan Lam trả lời. Có hai người, một là Tà Hoàng thiếu chủ đứng nhất bảng thiên tài sử thi. Đồn rằng người này tu vi tuyệt đỉnh, tâm trí vô song, khí độ siêu phàm, tư chất trên cả thần đồ Lý Tiêu Nam của thần Linh Cung. Nếu có thể hợp tập song tu với hắn không chỉ được thiên phú tu luyện ngang ngửa hắn, còn được thế lực khổng lồ Xâm La Điện ủng hộ. Các nam nhân có người gật đầu, có người thở dài. Phong Phi Vân hỏi. Còn người thứ hai là? Ngọc Cơ Lan Lam đáp. Được gọi là đệ nhất thiên tài Thần Tấn Vương Triều, nhi tử của yêu ma Phong Phi Vân. Nghe đồn tư chất của nhi tử của yêu ma số 1 Thần Tấn Vương Triều từ xưa đến nay, khi độ địa kiếp dẫn đến 13 sông Dung Nham. Có dòng máu yêu ma, thân thể rất mạnh. Còn trẻ tuổi đã thân phận thần vương của Thần Tấn Vương Triều, sát phạt dứt khoát. Vì nữ nhân mình yêu làm chuyện người thần tức giận, sau lưng có nguyên Thần Tấn Vương Triều làm chỗ dựa. Nếu có thể hợp tập song tu với hắn cũng được một thế lực khổng lồ ủng hộ. Phong Phi Vân nghe sướng rơn, hắn không ngờ mình có nhiều ưu điểm như vậy. Tất Ninh Soái xì cười. Phi. Tất Ninh Soái ôm bụng cười. Nếu Ngọc Cơ cô nương đi tìm hắn, ta bảo đảm hắn sẽ không khách sáo. Nụ cười đông trên mặt Phong Phi Vân, Liễu Duệ Hâm đứng sau lưng hắn bật cười, cảm nhận khí lạnh từ người Phong Phi Vân làm nàng cố nín.
Vực chủ ám vực cười khẩy nói. Thiên phú cao đẳng thật tiếc rằng hắn sở hữu thứ không nên có, bị tiêu diệt trong đồng lô sơn, sợ là cả đời không thể chạy ra. Nhắc đến Phong Phi Vân thì không khí trong phòng trở nên nặng nề, sắc mặt mỗi người khác nhau. Ngọc Cơ Lan Lam ung dung cười nói. Không sợ mọi người cười, Lan Lam đến tham gia thịnh hội tà đạo là vì muốn tiếp xúc thiên chi kiêu tử tà hoàng thiếu chủ. Thịnh hội tà đạo đã sắp đến, tiếp dẫn cổ trấn là cánh cửa đi Phổ Đà Sơn càng náo động, ồn ào hơn. Mỗi giây phút đều có tranh đấu, sát phạt, có người chết. Đàn tà tụ tập khó tránh khỏi chết chóc. Trong Ngọc Cung Lầu Các, ánh đèn vàng vọt, linh rượu bốc khói. Cuộc nói chuyện với Ngọc Cơ Lan Lam chỉ là mở màn, bá chủ ba vực rất nhanh chuyển đề tài đến việc chính. Một lão tổ vô sinh vực đứng dậy rót rượu cho Phong Phi Vân, khuôn mặt nhăn nheo cười tâu toét. Lần này đàn tà tụ họp chỉ là ngụy trang để Xâm La Điện thống nhất tà đạo, khi đó khó tránh khỏi đề cử tà đạo cộng chủ. Có tà hoàng tọa chấn, tà đạo cộng chủ không phải tà hoàng thì còn ai nữa. Biểu tình mọi người nghiền ngẫm, cố ý vô tình liếc Phong Phi Vân, tất ninh soái. Phong Phi Vân được mời vào phòng là đã chuẩn bị tâm lý trước. Thủ lĩnh tà đạo ba vực tụ tập tại đây đương nhiên vì liên minh đối kháng Xâm La Điện. Phong Phi Vân chiến đấu với Tử Minh Vương biểu hiện tu vi cao siêu, thành đối tượng bọn họ lôi kéo. Tuy ba vực tà đạo là thế lực truyền thừa xa xưa nhưng bây giờ Xâm La Điện như mặt trời ban trưa, ba vực cộng lại chưa chắc đấu nổi. Vì vậy bọn họ cần tìm minh hữu càng cường đại. Ngọc Cơ Lan Lam, đại đạo hái hoa nhất trận phong là đối tượng ba vực lôi kéo. Vô sinh vực, cửu u vực, ám vực không ngờ Ngọc Cơ Lan Lam tham gia thịnh hội tà đạo vì để tiếp xúc tà hoàng thiếu chủ, khó mở miệng xúi nàng đối kháng Xâm La Điện. Phong Phi Vân nhấp ngụm rượu, đặt cái ly xuống. Chưa chắc tà hoàng sẽ ngồi vào vị trí tà đạo cộng chủ. Nghe nói Phổ Đà Sơn có một tồn tại tà đạo khủng bố, tu vi không thể phỏng đoán. Xâm La Điện muốn thống nhất tà đạo, vị tồn tại khủng bố kia sẽ không thỏa hiệp. Lão Tổ Cửu U Vực lên tiếng. Nhất huynh đệ nói đến đại tự tại chân nhân của Phổ Đà Sơn đúng là nhân vật thần thông cái thế. Nhưng gần ngàn năm nay đại tự tại chân nhân không lộ mặt trong Thần Tấn Vương Triều, có người nói đại tự tại chân nhân đã tọa hóa, có người bảo đã rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân không dành về Phổ Đà Sơn. Hắn chỉ nghe thiên toán thư sinh nói Thần Tấn Vương Triều và vị tồn tại khủng bố Phổ Đà Sơn có quan hệ sâu xa. Thiên toán thư sinh đã nói như thế thì chứng minh vị tồn tại khủng bố kia còn sống. Phong Phi Vân từng cùng Long La Phù phân tích, suy đoán tồn tại khủng bố Phổ Đà Sơn có liên quan với hoàng tộc, thậm chí là vị tiền bối nào đó. Phong Phi Vân suy đoán vị tồn tại khủng bố là nữ đế Long Khương Linh, đế hoàng xuất sắc nhất lịch sử Thần Tấn Vương Triều, nhưng bị Long La Phù bác bỏ. Phong Phi Vân không còn suy nghĩ giả thiết này nữa. Giờ đến Phổ Đà Sơn, nghi vấn kia lại hiện lên trong đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hỏi, không biết vị đại tự tại chân nhân này là nam hay nữ? Nhân vật đẳng cấp như đại tự tại chân nhân toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lão nhân ra một mình sáng tạo Phổ Đà Sơn, hơn 1000 năm đã phát triển thành thế lực đỉnh cao nhất tà đạo, từ đây thấy được lão nhân ra mạnh mẽ. Hơn 1000 năm trước đại tự tại chân nhân là nhân vật rung động toàn Thần Tấn Vương Triều, một mình một người thu phục 6 gia tộc khổng lồ nhất trừ 4 môn phiệt thời bấy giờ, xứng với câu hiệu lệnh thiên hạ, không dám không phục. Bây giờ 1000 năm qua đi, 6 gia tộc Phổ Đà Sơn phồn thịnh hơn ngày xưa nhưng không bằng một chữ đại tự tại chân nhân. Chỉ một chữ để lại dự uy ngàn năm cho thế nhân, không người dám xúc phạm. Đã 1000 năm đại tự tại chân nhân không lộ mặt. Người là nam hay nữ thì đương thời chỉ vài người biết. Khi lão nhân ra thần uy chấn thế thì chúng ta còn chưa ra đời, ha 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 ha. Nhắc đến đại tự tại chân nhân, các thủ lĩnh tà đạo không tiếc lời khen. Vực chủ ám vực kết luận. Nếu đại tự tại chân nhân còn ở Phổ Đà Sơn thì tu vi đủ ngang hàng với tà hoàng. Vực chủ vô sinh vực lắc đầu, nói. Cơ huynh chưa thấy tà hoàng mạnh mẽ, ta đi đồng lô sơn từng thấy bóng dáng tà hoàng. Tu vi đã đến trình độ chúng ta không thể suy đoán. Linh cung chủ của thần Linh cung, Thiên Vu thần nữ đi song song với tà hoàng. Dù đại tự tại chân nhân ở Phổ Đà Sơn chưa chắc đánh lại tà hoàng. Tà hoàng 1800 năm trước đã là đệ nhất cường giả Thần Tấn Vương Triều. Mỗi người góp một lời, xem tà hoàng là kẻ thù lớn. Cũng có người rất phục tu vi của tà hoàng, kính là thiên nhân. Phong Phi Vân càng chú trọng thân phận thật của đại tự tại chân nhân hơn.
hắn định bụng đi tìm thiên toán thư sinh hỏi chuyện. Người trên lầu nghe đây, lập tức giao huyết nhân thần quán, nếu không chết hết. Trong màn đêm vang lên giọng thiếu nữ nơn nớt, thanh âm trong trẻo ngây thơ nhưng độ xuyên thấu rất mạnh. Nhất là khi thiếu nữ nói, chết hết, làm người ta rợn tóc gáy. Tu sĩ tà đạo trong tiếp dẫn cổ trấn bị kinh động tụ tập lại, đứng trên đường cổ bóng đêm mông lung nhìn ra xa. Một tiểu cô nương 8, 9 tuổi đứng trên ghế dựa lớn thanh đồng, cái ghế đặt ngay giữa đường bên ngoài Ngọc Cung Lầu Các. 3 tầng thảm thơm bọc ghế, hoa lệ và đắt tiền. Tiểu cô nương trắng trẻo xinh xắn, da trong suốt, mặc áo ngắn màu vàng, mặt tròn như trứng vịt. Tiểu cô nương bộ dáng nhỏ xinh vô hại, miệng thiếu một cái răng. Không ai tin tiểu cô nương nói ra câu tất cả chết hết. Một thủ lĩnh tà đạo đẳng cấp nửa bước cự phách bước ra, cười nói. Tiểu cô nương từ đâu đến? Người có biết ai ngồi bên trên không? Đó là Nhất Trận Phong giết Tử Minh Vương, thủ lĩnh tà đạo 3 vực. Người la lối tại đây coi chừng chút nữa bọn họ sẽ nấu người ăn. Tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu đứng trên ghế dựa thanh đồng cao lớn, chân trần, tay trắng mịn nâng linh kính 7 sắc. Đôi mắt to tròn chớp chớp, tiểu cô nương hỏi. Ăn ta, tại sao muốn ăn ta? Thủ lĩnh tà đạo đang gặm nửa khúc tay người, cười nanh chanh. Vì ngươi trắng mềm, thịt tươi ngon. Thủ lĩnh tà đạo thò tay chụp tiểu cô nương, há mồm máu cùng với tiếng cười đáng sợ. Xem ra là thủ lĩnh tà đạo muốn ăn thịt người. Tay tiểu cô nương cầm linh kính 7 sắc lật lại, mặt kính bắn ra ánh sáng 7 sắc đánh thủng ngực thủ lĩnh tà đạo một lỗ to. Thủ lĩnh tà đạo té xuống đất. Phập, máu rơi đầy đất. Tiểu cô nương vuốt mặt mình, bĩu môi lẩm bẩm. Người ta bề ngoài trắng mềm nhưng sao có thể dễ dàng bị người ăn. Một nam nhân áo đen cầm trường thương đỏ máu bay ra, trên người ngưng tụ 2 dị thú chiến hồn. Nam nhân áo đen đáp xuống đất, đạp bể đường cái để lại 2 dấu chân to sâu. Dám giết sư đệ của ta, tiểu nha đầu, hôm nay ta sẽ ném ngươi vào chảo dầu chiên chín. Đây là thủ lĩnh tà đạo đẳng cấp cự phách, trường thương đỏ như huyết long đâm ra, phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm. Nam nhân áo đen xem tiểu cô nương là kẻ thù lớn. Bùm! Một nam nhân to cao 5 thước mặc giáp đỏ thẫm bay ra như con sư tử hổ báo vươn dấu tay khổng lồ đỏ thẫm đập chết thủ lĩnh tà đạo đẳng cấp cự phách trên đường cái. Nam nhân vạm vỡ dẫm mạnh xuống đất, đạp nát thủ lĩnh tà đạo cự phách, 2 tay đấm ngực phát ra tiếng kim loại va nhau. Nam nhân vạm vỡ hét to. Dám bất kính với công chúa. Muốn chết. Tiểu cô nương nói. Đại hồng, người phải ngoan, buổi tối đừng la lớn, lỡ quấy rầy người ta không ngủ ngon thì làm sao? Nam nhân cao 5 thước một bàn tay đập chết cự phách vội quỳ xuống, đầu gối đè vỡ đá lót đường, cúi thấp đầu nói. Xin công chúa thứ tội. Tiểu cô nương chớp mắt, trong trẻo nói. Đứng lên đi. Đám thủ lĩnh tà đạo đứng xem sợ hãi. Tiểu cô nương này có lai lịch gì? Công chúa ở đâu? Tại sao nam nhân vạm vỡ đập chết được cự phách lại quỳ trước mặt tiểu cô nương? Thật khó tin. Tiếp theo mọi người càng giật mình hơn. Hơn 10 người hầu bước ra từ bóng tối, quỳ xuống bên cạnh tiểu cô nương. Những người hầu bộ dạng kỳ lạ, không ai bình thường. Có người 3 mắt, có 2 cái đuôi kim loại, có bò dưới đất như con khỉ. Những người hầu này cực kỳ cường đại, khí thế hung hãn, không ai yếu hơn nam nhân vạm vỡ cao 5 thước kia. Lần này thủ lĩnh tà đạo nguyên tiếp dẫn cổ trấn bị kinh động, một số lão tổ tà đạo ẩn trong bóng tối quan sát. Bọn họ suy đoán tiểu cô nương bí ẩn mà cường đại này có lai lịch gì. Trong Ngọc Cung Lầu Các yên lặng, ánh mắt trầm trọng. Mọi người nhìn Tất Ninh Soái chăm chú. Biểu tình Tất Ninh Soái mất tự nhiên, khuôn mặt đã đen nay càng đen hơn. Tất Ninh Soái nói, tiểu cô nương đó là nữ nhi của vua Dương Giới, tiểu công chúa của Dương Giới. Nghe đáp án, thủ lĩnh tà đạo 3 vực trong phòng riêng liên tục biến sắc mặt. Không ngờ là nữ nhi của vua Dương Giới. Khó xử đây, sơ sẩy một cái là sẽ gặp vạ lớn. Các thủ lĩnh tà đạo biết Tất Ninh Soái sở hữu huyết nhân thần quán, vốn tưởng gã là tuyển nhân của vua Dương Giới hay tử tôn gì đó, bởi vậy có ý định kéo gã nhập bọn. Nhưng xem tình huống bây giờ là Tất Ninh Soái bằng thủ đoạn nào gió lấy được huyết nhân thần quán, giờ tiểu công chúa vua Dương Giới tìm tới cửa. Không ai dám ra mặt cho Tất Ninh Soái. Đêm nay ta bọn họ chuyện cần làm, phải đi trước. Vực chủ ám vực cùng mấy bá chủ ám vực rời đi, ra khỏi Ngọc Cung Lầu Các. Nghe nói đêm nay tiếp dẫn cổ trấn có một hội đấu giá tà đạo, ta nhìn chúng một báu vật 200 năm,
nhất định phải đấu giá được nó, không thể bỏ qua. Vực chủ vô sinh vực dẫn theo đám bá chủ tà đạo vô sinh vực vội vàng chạy đi. Nhất huynh đệ, Ngọc Cơ môn chủ, Tất huynh đệ, Cửu U vực chúng ta phải đi chuẩn bị công việc thịnh hội tà đạo, xin phép. Đám thủ lĩnh tà đạo Cửu U vực cũng đi. Lúc trước thủ lĩnh tà đạo còn xưng huynh gọi đệ, bây giờ lấy cớ đủ điều chạy mất, ra đi dứt khoát, vô cùng lạnh lùng. Bọn họ tỏ rõ thái độ không muốn dính vào chuyện này. Trong Ngọc Cung Lầu Các, Phong Phi Vân ngồi yên tại chỗ, tay áo nổi gió, anh tư hiên ngang. Phong Phi Vân bưng ly rượu thành đồng lên môi nhấp một ngụm, cổ họng phát ra tiếng ủng ục, biểu tình say mê. Tất Ninh Soái liếc Phong Phi Vân, biểu tình không hề sợ hãi. Tất Ninh Soái mỉm cười hỏi. Tại sao Nhất đại ca không đi? Phong Phi Vân đặt ly rượu thanh đồng xuống, ra hiệu Liễu Duệ Hâm đứng sau lưng rót đầy. Phong Phi Vân chậm rãi nói. Ngọc Cơ cô nương là nữ mà còn không đi, chẳng lẽ Nhất Trận Phong ta đây sợ rắc rối không bằng cả Ngọc Cơ cô nương sao? Ngọc Cơ Lan Lam không đi theo bá chủ tà đạo ba vực. Mặt hoa ra phấn, khuynh thành tuyệt sắc, làn xương hồng bao phủ người nàng, không thấy biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng biết Ngọc Cơ Lan Lam đang cười, tiếng cười đẹp như pháo hoa trong bóng đêm. Ngọc Cơ Lan Lam nói, hai giới âm dương thế lực khổng lồ, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, bên trong có dị tà sống hàng vạn năm. Bàn về sự cường đại thì giới nào cũng không thua Thần Linh Cung. Nhưng từ xưa đến nay hai giới âm dương có ràng buộc bội nộ, tam dị tam tà không được tùy ý ra ngoài. Vua dương giới, mẫu của âm giới trói buộc chúng nó, nên danh tiếng hai giới âm dương không lớn bằng Thần Linh Cung. Cho nên Lan Lam không tiêu sái được như Nhất công tử. Nếu thật sự vì giúp Tất huynh đệ ra tay đối phó tiểu nội tình dương giới e rằng chôn vùi cả âm dương song tu môn. Đêm nay Lan Lam không thể giúp sức, cùng lắm đứng trên lầu các phất cờ cổ vũ cho hai vị. Tất Ninh Soái đứng dậy, vỗ ngừng bồm bộp, hào tình căm hờn nói. Ngọc Cơ cô nương thế đã tốt hơn thủ lĩnh tà đạo ba vực nhiều. Cô nương đừng áy náy, nếu là ta tự gây rắc rối đương nhiên tự mình giải quyết. Phong Phi Vân gõ nhẹ mặt bàn, cười nhàn nhã. Ta thì không môn phái, gia tộc ràng buộc, có thể giúp ngươi một tay. Lúc này một nữ la sát xinh đẹp gợi cảm bước ra từ hư không, nàng là sư tỷ của Ngọc Cơ Lan Lam, Ngọc Cơ Mạn Diệu. Ngọc Cơ Mạn Diệu xin Ngọc Cơ Lan Lam hãy rời đi, khuyên nàng đừng tiếp xúc thân thiết với Tất Ninh Soái, Phong Phi Vân làm gì, tránh gây họa lớn cho âm dương song tu môn. Nhưng Ngọc Cơ Lan Lam dứt khoát từ chối, tuyên bố nàng chỉ ngồi trên Ngọc Cung Lầu Các uống rượu, không có ý đắc tội dương giới. Nếu dương giới cứ muốn chụp mũ thì Ngọc Cơ Lan Lam nàng đành chịu. Ngọc Cơ Lan Lam mạnh mẽ nhận được hảo cảm của Tất Ninh Soái, Phong Phi Vân. Trên đời có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, đếm không hết. Nhưng nữ nhân vừa đẹp vừa có nguyên tắc thì đếm trên đầu ngón tay, đáng làm người ta khâm phục. Trên đường cổ dưới lầu lại vang lên tiếng hét của tiểu công chúa dương giới, thanh âm đáng yêu mà hung dữ. Tất Ninh Soái, Nhất Trận Phong, hai tên khốn kiếp. Nếu không giao huyết nhân thần quán ra thì bản công chúa sẽ huyết tẩy tiếp dẫn cổ trấn. Đám thủ lĩnh tà đạo trong tiếp dẫn cổ trấn lau mồ hôi chán, công nhận tiểu công chúa 8, 9 tuổi này quá hung dữ, hở chút là đòi huyết tẩy một phương. Nếu để tiểu công chúa dương giới lớn lên chắc là sát tinh xác chết trải vạn dặm. Tất Ninh Soái mở cửa sổ ra, gã ngồi bên khung cửa, mỉm cười hỏi. Tiểu muội muội, đã lâu không gặp, có nhớ ca ca không? Tiểu công chúa dương giới đứng trên ghế dựa thanh đồng, khuôn mặt nhỏ xa sầm. Đại hồng, chặt đầu hắn. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước, mặc giáp đỏ gầm lên, thanh âm chấn đường cổ cắt bay đá chạy. Nam nhân vạm vỡ như pháo bắn vọt lên, thò bàn tay khổng lồ chộp đầu Tất Ninh Soái. Tất Ninh Soái hét lên. Má ơi! Tất Ninh Soái bật ngửa ra sau. Một bóng trắng lướt qua bên cạnh Tất Ninh Soái. Phong Phi Vân bay ra khỏi cửa sổ va chạm cú đấm với nam nhân vạm vỡ cao 5 thước, đánh lùi gã. Phong Phi Vân cũng bay ngược về, vọt lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống nóc Ngọc Cung Lầu Các. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước trượt dài trên đường cổ, mỗi lùi một bước là một đống nhà ở bị chấn sụp. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước lùi đến cuối đường mới ổn định cơ thể khổng lồ. Đôi mắt gã to như cái chuông tràn ngập khó tin, nam nhân vạm vỡ cao 5 thước nhìn nắm tay của mình. Lại nhìn Phong Phi Vân đứng trên nóc nhà. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước cười to bảo. Hay cho đại đạo hái hoa, lực lượng nhà ngươi không nhỏ, tới nữa.
Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước giẫm mạnh xuống đất, bay vọt lên. Kỳ Văn rậm rạp phủ người nam nhân vạm vỡ cao 5 thước, sức gió nổi lên như thể làn da gã phủ chuông đồng. Ầm. Phong Phi Vân cũng bay ra va chạm với nam nhân vạm vỡ cao 5 thước. Nắm đấm va nhau như đá vàng nứt toác, bộc phát ra tiếng nổ thần lôi. Hai bóng người va nhau, từ giữa không trung đánh lên tầng mây, lại từ mây mù lao đến Nam Hải, sóng nước dâng cao. Phong Phi Vân, nam nhân vạm vỡ cao 5 thước quay về tiếp dẫn cổ trấn, hủy một nửa trấn cổ. Cuối cùng hai người vọt lên giánh nhau trong không trung, mỗi cú đấm va chạm như có hai chân long bay ra. Phong Phi Vân không ngờ cơ thể nam nhân vạm vỡ cao 5 thước đáng sợ như vậy, so đấu thân thể với hắn. Hai người đều đánh ra lực lượng chân long, trong phút chốc màn đêm toàn là bóng rồng, tiếng rồng gầm chấn động 9 tầng mây. Phong Phi Vân không biết nam nhân vạm vỡ cao 5 thước càng giật mình hơn hắn. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước là kim thần dị trong thái ư dị, ngũ hành mỹ kim trong thiên nhiên tạo ra, sinh linh trí, ngưng tụ thân thể, tu luyện trong dương giới 7.000 năm. Lâu hơn tuổi thọ đám chân nhân gấp mấy lần. Độ mạnh cơ thể nam nhân vạm vỡ cao 5 thước một đấm đập chất cự phách như chơi, nhưng thân thể thanh niên này mạnh hơn gã một bậc. Hai tay nam nhân vạm vỡ cao 5 thước có dấu hiệu tan vỡ, gã cắn răng chống đỡ. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước không tin độ mạnh cơ thể của mình không bằng một nhân loại. Ầm, bảy khối xương phượng trên người Phong Phi Vân lấp lánh phát ra hỏa quang kinh thiên. Phong Phi Vân đạp xuống. Đạp trên vai nam nhân vạm vỡ cao 5 thước đè gã dưới đất rồi đá văng ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước khom người đứng tấn thế phòng ngự trượt dài trên mặt đất, một lỗ hõm sâu nửa thước, dài 7 thước. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước ho khan. Khụ khụ, lợi hại. Nam nhân vạm vỡ cao 5 thước hộc máu vàng, hai tôn giả dương giới dìu gã. Bàn tay Phong Phi Vân hơi đau rát nhưng mặt ngoài hắn ung dung đứng trên nóc ngọc cung lầu các, trên cao nhìn xuống. Muốn huyết nhân thần quán thì kêu vua dương giới tự mình đến lấy. Mắt tiểu công chúa dương giới sáng trong, chớp hàng mi. Ta là nữ nhi của vua dương giới, có thể lấy thay người. Vì thiếu một cái răng nên tiểu công chúa dương giới nói hở gió. Phong Phi Vân không chịu. Xì, ai biết tiểu cô nương có phải là nữ nhi của vua dương giới không? Lỡ là giả mạo thì sao? Tất Ninh Soái đu cửa sổ cười hùa theo. Đúng rồi, không phải ta không chịu giao huyết nhân thần quán mà sợ tiểu cô nương là giả mạo, giao sai người. Tiểu công chúa dương giới sốt ruột, khuôn mặt đỏ rực nói. Người ta thật sự là tiểu công chúa dương giới, nữ nhi của vua dương giới, tại sao các người không tin? Tất Ninh Soái tỏ thái độ muốn cãi lộn, cười tâu toét. Tiểu nha đầu. Chút kỹ xảo vặt đó không lừa được Tất gia gia. Ha ha ha, ta có thể nói ta là nhi tử nuôi của vua dương giới, nhưng ai tin? Tiểu công chúa dương giới nghiến răng, tức giận dẫm chân trắng. Hai người làm ta tức chết, thật là hai tên khốn kiếp lưu manh. Ta muốn giết các ngươi, phải giết các ngươi. Tiểu công chúa dương giới ra lệnh. Cùng xông lên, đánh hai tiểu tử xấu xa này một trận cha, ạt đầu bọn họ. Hai tên này chọc ta tức chết. Trừ nam nhân vạm vỡ cao 5 thước bị thương ra mười mấy người hầu xông lên giết. Mỗi người siêu cường đại, tu vi mạnh mẽ, đa số thực lực không yếu hơn nam nhân vạm vỡ. Bọn họ như mười mấy ngọn núi khổng lồ đè xuống, áp lực nặng nề. Ngọc cung lầu các cao 5 tầng như tờ giấy trước mặt mười mấy cường giả dương giới. Nguyên tiếp dẫn cổ trấn bao trùm trong không khí nặng nề, khiến đám thủ lĩnh tà đạo sợ hết hồn hết vía. Có vòng xoáy lực lượng khổng lồ đang ngưng tụ. Cho ngươi mượn huyết nhân thần quán. Giờ Tất Ninh Soái xem Phong Phi Vân là hậu thuẫn vững chắc, gã không ngần ngại ném huyết nhân thần quán bay vào tay hắn. Phong Phi Vân nhận huyết nhân thần quán, điều động tất cả linh khí rót vào huyết nhân thần quán, ngưng tụ tà khí ngút trời. Mây máu khổng lồ tụ tập lại, uy lực chấn thế sát binh hoàn toàn bộc lộ, bao phủ phạm vi 8.000 dặm. Đây là uy lực của chấn thế sát binh. Đám thủ lĩnh tà đạo trong tiếp dẫn cổ trấn chạy trốn ra xa ngàn dặm mới cảm thấy tạm thời an toàn. Phong Phi Vân dẫn động sát uy huyết nhân thần quán, màn trời đỏ máu như biển màu đỏ đang cuộn trào. Một tia máu chói mắt bay ra chém trúng dị hình có hai đuôi kim loại, người nó đẫm máu rớt xuống không trung. Dị hình gục ngã trong vũng máu, mất năng lực chiến đấu. Nếu không nhờ tu vi cường đại thì tia máu này đã chém dị hình thành hai khúc. Ầm 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 ầm.
huyết nhân thần quán bị dẫn động, áp lực khổng lồ làm kiến trúc nguyên tiếp dẫn cổ trấn sụp đổ thành đống hoang tàn. Đá lót đường cổ, vách tường gạch ngói bị nghiền nát. Đây chính là uy lực của trấn thế sát binh, không ai đỡ nổi. Mặt đất nứt nẻ vô số lỗ hổng lớn, có lỗ hổng dài trăm dặm nối thẳng Nam Hải, làm nước biển chảy ngược về. Phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên giáo mắt mông lung, vén một góc mũ trắng lên lộ ra da thịt trắng tuyết. Hỏa Nghiên Nghiên nhìn cảnh tượng rùng rợn ngoài khung cửa sổ, lòng vô cùng rung động. Hỏa Nghiên Nghiên nói, không ngờ hắn mạnh như vậy. Ngọc Cơ Lan làm chớp mắt đưa Làn Thu Bà, đứng bên cửa sổ đỏ thắm, nàng điềm tĩnh như u lan trong phòng. Ngọc Cơ Lan Lam nói, tuy có trấn thế sát binh huyết nhân thần quán nhưng sức một mình đối kháng hơn 10 vị tôn giả dương giới, bán tôn chân nhân chưa chắc làm được. Thể chất của hắn có lẽ mạnh hơn cả thiên tài đẳng cấp sử thi. Ngọc Cơ Mạn Diệu là sư tỷ của Ngọc Cơ Lan Lam, nàng mặc yếm hoa đào gợi cảm quyến rũ bước tới gần. Sắc đẹp của Ngọc Cơ Mạn Diệu chỉ thua Ngọc Cơ Lan Lam một bậc, dáng người nóng bỏng, ngực căng tròn, eo liễu nhỏ xinh, trước nhô sau vêu, là một giai nhân tuyệt sắc. Ngọc Cơ Mạn Diệu tràn đầy hứng thú với Phong Phi Vân, cười nói. Sư muội, thân thể của hắn mạnh hơn kim thần dị, ta phát hiện mình ngày càng có hứng thú với hắn, ha 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 ha. Ngọc Cơ Lan Lam nhướng mày liễu, ý cười dịu dàng. Chỉ sợ sư tỷ không chịu nổi. Ngọc Cơ Mạn Diệu che môi. Ta không chịu nổi hắn vẫn tốt hơn hắn không chịu nổi ta. Mắt Ngọc Cơ Mạn Diệu chứa ý cười, mặt ngọc xấu hổ, mày cong cong, mắt quyến rũ. Nghị công của Ngọc Cơ Mạn Diệu lợi hại hơn Ngọc Cơ Lan Lam, mấy nữ nhân trong phòng cũng không chịu nổi. Ngọc Cơ Lan Lam trong yêu dã có thánh khiết ngây thơ. Ngọc Cơ Mạn Diệu trong yêu dã càng quyến rũ hú hồn. Tu vi của đại đạo hái hoa nhất trận phong đúng là đáng sợ, một mình chống lại mười mấy tôn giả dương giới. Phong Phi Vân vận chuyển huyết nhân thần quán biến thiên địa thành ma lô đỏ máu, có 6 tôn giả dương giới bị đánh trọng thương, mất sức chiến đấu. Tất Ninh Soái lấy trấn thế sát binh thứ 2 ra, Minh Băng Trác. Trấn thế sát binh này vốn là vũ khí trấn tộc của Bắc Minh Phiệt, chẳng hiểu sao rơi vào tay Tất Ninh Soái. Minh Băng Trác giáng xuống muôn vàn khí lạnh, bảo vệ Ngọc Cung Lầu Các, thêm tầng phòng hộ băng giá cho cổ lâu. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi tật tốc, nhanh đến không để lại cái bóng. Phong Phi Vân vung huyết nhân thần quán như ngọn núi đỏ hất bay 2 tôn giả dương giới ra xa mấy trăm dặm, không biết sống chết. Trừ Ngọc Cung Lầu Các ra nguyên tiếp dẫn cổ trấn thành đống hoang tàn, không có một cục gạch miếng gói nguyên vẹn. Đánh bay tôn giả dương giới cuối cùng. Phong Phi Vân thu về uy lực huyết nhân thần quán. Người Phong Phi Vân đẫm máu, trận chiến này nhìn như hắn rất oai càn quét ngàn quân nhưng khó tránh khỏi bị thương. Vết thương không nặng, kim tàm Phật khí di chuyển một vòng trong người là gần lành lặn. Tiểu công chúa dương giới đứng trên ghế thanh đồng cao, đôi mắt xoe tròn cảnh giác nhìn Phong Phi Vân bước đến gần, tay siết chặt linh kính bảy sắc. Tiểu công chúa dương giới lắp bắp. Ngươi đừng qua đây. Phong Phi Vân bước tới bắt đôi tay nhỏ xách tiểu công chúa dương giới lên, quay về Ngọc Cung Lầu Các. Phong Phi Vân cười to bảo. Tôn giả dương giới, trở về nói cho vua dương giới là tiểu công chúa quá điêu ngoa, ta sẽ giáo dục thay hắn một thời gian. Nếu vua dương giới không yên tâm tại hạ giáo dục tiểu công chúa thì cứ đến Phổ Đà Sơn tìm ta. Đám thủ lĩnh tà đạo, tôn giả dương giới bị thương nặng chửi thầm trong bụng. Yên tâm cái con khỉ. Giao tiểu công chúa cho tên trộm hái hoa giáo dục, trời biết sẽ bị dạy thành bộ dạng gì. Tôn giả dương giới ôm vết thương chạy nhanh đi xa, mới rồi đánh nhau Phong Phi Vân không giết tôn giả dương giới, dù gì tu vi của vua dương giới không thể đo lường, ít nhất bây giờ hắn kém xa người ta. Phong Phi Vân mà giết hết tôn giả dương giới, bị vua dương giới tìm tới cửa thì không còn đường cứu vãn. Trả linh kính bảy sắc lại cho ta, đồ xấu xa, trả lại đây. Tiểu công chúa dương giới ôm cánh tay Phong Phi Vân, há môi mồm định táp ngón tay Phong Phi Vân giành lại linh kính bảy sắc. Nhưng ngón tay Phong Phi Vân không bị cắn đứt, ngược lại răng tiểu công chúa dương giới lại dụng một cái rơi leng keng dưới đất. Tất Ninh Soái chạy lại nhặt cái răng trắng ngọc lên, cười trêu. Ha ha ha, răng của tiểu công chúa dương giới yếu vậy. Rơi đầy đất. Tiểu công chúa dương giới che miệng, bướng bỉnh nói. Cái răng này vốn bị lỏng, sắp thay răng. Răng của tiểu công chúa là bảo bối, lấy đi bán đấu giá sẽ được giá tốt. Hai ngón tay Tất Ninh Soái kẹp cái răng đặt gần ngọn nến, nheo mắt quan sát.
bộ dáng Tất Ninh Soái như đang cầm linh châu ngàn năm, nghiệm hàng. Tất Ninh Soái gật gù, tặc lưỡi bảo không tệ, không tệ. Tiểu công chúa Dương Giới chạy tới định giật lại cái răng từ tay Tất Ninh Soái. Các ngươi làm ta tức chết, trả răng đây. Không trả, không trả, không trả. Ngọc Cơ Lan Lam cười lắc đầu, không nói xen vào. Tiểu nha đầu tuy nhỏ tuổi nhưng sát khí quá nặng, cho tiểu công chúa chịu thiệt một chút cũng tốt. Ngọc Cơ Lan Lam mang tiểu công chúa Dương Giới đi, dù gì Phong Phi Vân, Tất Ninh Soái không tiện ở chung với tiểu cô nương. Đám, nữ La Sát Âm Dương song tu môn lui xuống, trong phòng riêng chỉ còn Tất Ninh Soái, Phong Phi Vân, năm nữ nhân. Các nàng đội mũ đứng một bên, không dám nói nhiều. Phong Phi Vân đánh ra kết giới cách ly gian phòng, vách tường và cửa sổ phủ vầng sáng vàng nhạt. Tất Ninh Soái vẫn hơi căng thẳng, gã ngồi ngay ngắn, đề phòng nói. Nhất đại ca, tiểu đệ không có tài cũng không có sắc, xin đừng cướp ta. Phong Phi Vân nói thẳng mặt. Ta muốn thiên toán thư sinh. Tất Ninh Soái cứng người, suýt nhảy cẫng lên vọt ra cửa sổ. Ta không quen ai là thiên toán thư sinh. Nhưng Tất Ninh Soái mới nhúc nhích chân bỗng đặt xuống, vẻ mặt đầy giật mình. Tất Ninh Soái ôm bụng cười té lăn quay. Cơ mặt Phong Phi Vân mấp máy, khí thế thay đổi rõ rệt, cuối cùng biến thành bộ dạng Phong Phi Vân. Đầu mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, đặc biệt đôi mắt đỏ nhạt như hổ phách đỏ, rất hấp dẫn. Hắn biến về bộ dạng Phong Phi Vân. Tất Ninh Soái vỗ bàn rầm rầm, cười nói. Tía nó, ta còn thắc mắc ai mà ngạo đụng trời như thế, hóa ra là ngươi. Oách, oách quá, ngươi thậm chí chạy thoát khỏi Đồng Lô Sơn. Trừ Bạch Như Tuyết ra, bốn nữ nhân đội mũ trắng giờ mới thấy khuôn mặt thật của Phong Phi Vân. Các nàng nhìn bề ngoài anh tư hiên ngang của hắn, nhất là đôi mắt hút hồn người kia. Một nửa nữ nhân không chịu nổi, tim đập nhanh. Liễu Duệ Hâm si mê, tay túm vạt váy, gò má hơi hồng thầm nghĩ. Không, không ngờ tên này đẹp trai như thế. Tâm tình Diệp Ti Loan rất phức tạp, nàng phát hiện càng lúc càng không nhìn thấu, Vân Đại Thúc. Trong lòng Diệp Ti Loan có chút kích động, mừng rỡ nhưng lại như không, chỉ tràn ngập buồn bã. Diệp Ti Loan không biết tại sao nàng buồn. Mục Tích Nhu hơi rung động nhưng không biểu hiện rõ rệt như Liễu Duệ Hâm. Hỏa Nghiên Nghiên, phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên giáo biểu tình nghiền ngẫm, mắt nóng cháy, mím môi, có chút thiếu nữ thẹn thùng. Đại đạo hái hoa là Phong Phi Vân, đệ nhất thiên tài trong thiên hạ, thần vương đương triều. Nghĩa là Kim Tàm Kinh nằm trong tay Phong Phi Vân. Các nàng đội mũ nên Phong Phi Vân không thấy biểu tình, ánh mắt của họ. Phong Phi Vân lười quan tâm mấy chuyện gì, việc chính quan trọng hơn. Tất Ninh Soái cười no bụng rồi tò mò hỏi Phong Phi Vân làm sao chạy ra Đồng Lô Sơn, tại sao đổi tên thành Nhất Trận Phong, vân vân và vân vân. Phong Phi Vân cười cười trả lời qua loa, nghiêm túc nói. Ta tìm thiên toán thư sinh vì có chút chuyện quan trọng, ta biết ngươi nhất định tìm được hắn. Tất Ninh Soái thấy biểu tình Phong Phi Vân nghiêm nghị thì không đùa nữa. Thiên toán thư sinh nhận ra chủ Lục gia mời, đã đi Phổ Đà Sơn. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi. Khi nào thiên toán thư sinh trở về? Phổ Đà Sơn do 6 gia tộc quản lý, cũng là 6 gia tộc bị Đại Tự Tại Chân Nhân thu phục. Mỗi gia tộc vô cùng khổng lồ, đứng sau 4 môn phiệt, Lục gia nằm trong số đó. Tất Ninh Soái gãi mũi. Nói chung là sẽ không quay về trước thịnh hội tà đạo, loại người thông minh thích ra vẻ như hắn đi đâu cũng được hoan nghênh. Tất Ninh Soái bật cười. Nghe nói Lục gia có 2 minh châu tuyệt sắc, không chừng gia chủ Lục gia sẽ gả một viên minh châu cho thiên toán thư sinh. Quan trọng khi đó các người sẽ là thân thích với nhau. Phong Phi Vân cười cười. Thân thích gì đâu. Tất Ninh Soái nằm dài trên ghế, thở ra. Ta đã thấy nhiều nam nhân không chịu trách nhiệm, nhưng chưa thấy ai ngang nhiên không phụ trách giống ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên thiên chi kiêu nữ Lục Ly Vi từng là điện thứ 10 Xâm La Điện sao? Tất Ninh Soái sợ Phong Phi Vân quên thật, nhắc thêm. Là yêu nữ bị ngươi ngủ trong Nam Thái Phủ. Phong Phi Vân xoa trán, cười cười. Nhớ mang máng. Hóa ra ngươi còn chút lương tâm. Nghe nói Lục Ly Vi cô nương băng tuyết thông minh, trí tuệ hơn người, từng được nhiều thanh niên tài tuấn theo đuổi. Tiếc rằng nàng xui xẻo bị cầm thú làm. Khụ khụ, ta biết khi đó trong cơ thể ngươi có máu yêu ma, thật ra ngươi không muốn thô bạo với nàng người. Nhưng... Tất Ninh Soái nhấn mạnh, xòe hai tay. Sự thật bày ra trước mắt, người ta trắng trẻo mịn. Khụ khụ,
là cô nương trong sạch bị ngươi làm hỏng. Nghe nói sau khi trở về Phổ Đà Sơn thì Lục Ly Vi không còn cười nữa. Nàng vào vong hồn động phủ bế quan, suốt 3 năm chưa đi ra. Tất Ninh Soái tiếp tục bảo. Nhưng ngươi còn nhớ người ta coi như có chút lương tâm. Chuyến này đi Phổ Đà Sơn hãy đến vong hồn động phủ đón người ta ra đi, nói xin lỗi đàng hoàng. Ngươi hãy nói là vô cùng xin lỗi, lần sau không tái phạm. Khụ khụ, tuyệt đối đừng thấy sắc đẹp lại nổi máu đè người ta nữa. Phải dè dặt, có phong độ, thể hiện khí phách nam nhi. Tất Ninh Soái nghiêm trang như lão nhân đức cao vọng trọng, nói có lớp có lang. Phong Phi Vân hắng giọng, cười nói. Ta định nói là ta nhớ tỷ tỷ của nàng, Lục Nhân Nhân. Lúc vào Thập Vạn Sơn Hà ta từng gặp mặt tỷ tỷ của Lục Ly Vi, đã cứu mạng nàng ta. Lục Nhân Nhân suýt lấy thân báo đáp, đưa tặng một khối lệnh bài lục ra cho ta, kêu ta đi Phổ Đà Sơn tìm nàng. Phong Phi Vân lấy lệnh bài ra, loay hoay ngắm trong tay. Tất Ninh Soái giật yêu bài, lật tới lật lui xem, xác định đây là hàng thật. Tất Ninh Soái nhắm mắt lại, ngửa đầu gào. Làm muội muội bây giờ tỷ tỷ cũng không tha, hỏi thế gian cầm thú là gì, khiến người sinh tử cùng nhau. Phong Phi Vân đã hoàn toàn quên Lục Ly Vi sao? Không, ít ra Phong Phi Vân nhớ trên cổ tay Lục Ly Vi có cái huyết cấm huyền trạc, biết trong huyết cấm huyền trạc có một giọt máu của Nam Cung Hồng Nhan. Mục đích lớn nhất Phong Phi Vân đến Phổ Đà Sơn là lấy huyết cấm huyền trạc, thứ hai là vì thịnh hội tà đạo. Lại nói sau thịnh hội tà đạo, nguyên tà đạo có thống nhất hay không chẳng liên quan gì Phong Phi Vân, hắn chỉ tiện tay. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Còn 5 ngày là tới thịnh hội tà đạo, ngày mai chúng ta đi Phổ Đà Sơn. Ta phải gặp thiên toán thư sinh trước thịnh hội tà đạo. Người Phong Phi Vân tỏa sáng, thần thánh trang nghiêm như tượng thần, đây là kết quả tu luyện kim tàm kinh. Tất Ninh Soái trả lệnh bài, nói. Có khối lệnh bài của Lục Đại Tiểu Thư thì vào Phổ Đà Sơn trước không khó khăn. Sáng sớm ngày mai ta đi với ngươi. Phong Phi Vân cười nói. Ta đang có ý này. Trong màn đêm gió se lạnh, thổi mấy hạt cát bay lên va chạm vào nhau phát ra tiếng xào xào kỳ lạ. Trong tiếp dẫn cổ trấn một đống đổ nát, hoang phế, cát bụi dày lớp lớp. Chỉ có cung các tạo bằng thần ngọc nằm ngay chính giữa là còn hoàn hảo đứng đó, tường vàng rát ngọc, điêu lan khắc phượng, tựa thành bảo phú quý ngày tận thế. Đám thủ lĩnh tà đạo vốn đã rời xa tiếp dẫn cổ trấn, cư trú trong trấn nhỏ, thị trấn. Tiếp dẫn cổ trấn náo nhiệt, phồn hoa trở nên hoang vắng, yên lặng. Đã là đêm khuya, ngọc cung lầu các treo linh đăng, vầng sáng nhu hòa như làn nước khuếch tán, tựa bàn tay tình nhân vuốt không khí. Phong Phi Vân đặt 2 gian phòng trong ngọc cung lầu các, giờ thủ lĩnh tà đạo đã rời khỏi đây, tiểu nhị và trưởng quầy chẳng biết đi đâu. Ngọc cung lầu các to lớn trở nên rộng rãi. Mỗi người ở 1 gian phòng. Phong Phi Vân kêu Liễu Duệ Hâm múc nước cho hắn rửa chân, rửa mặt súc miệng. Sau đó Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên giường gỗ cổ, thả rèm ánh vàng xuống. Phong Phi Vân bắt đầu tham ngộ bức tranh thứ 2 trong Kim Tàm Kinh, Ấu Tàm Đồ. Ấu Tàm Đồ có 1.800.000 loại biến đổi, bây giờ Phong Phi Vân mới tham ngộ được hơn 400 loại, chưa đến 1/10. Kim Phật 7 tấc lơ lửng trên giường dựng dục sen Phật màu vàng. Hà quang chói mắt. Hình dạng ấu tàm liên tục thay đổi, đôi khi ngước lên, đôi khi nằm sấp, đôi khi vặn vẹo. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, Phượng Hoàng Nhãn cốt nở rộ ánh sáng, bộc phát ra Hà Thụy hỏa quang. Tốc độ tham ngộ ấu tàm đồ tăng mau, như có thần trợ Phong Phi Vân. Nhưng đêm nay đã định trước là buổi tối không yên lặng, Phong Phi Vân định yên tĩnh tham ngộ Kim Tàm Kinh mà không được. Vù 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 vù. Phong Phi Vân bày trận pháp trong phòng bị người đụng vào. Mặc dù tạo nghệ trận pháp của đối phương rất giỏi, tu vi siêu cao sâu, không yếu hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, có thể đi qua trận pháp. Nhưng không tránh khỏi trận pháp gợn sóng, Phong Phi Vân cảm ứng được. Phong Phi Vân mở bừng mắt ra, cất Kim Tàm Kinh đi, ánh mắt lạnh băng. Phong Phi Vân trầm giọng hỏi. Ai đó? Làn gió thơm ập vào mặt, thanh nhã, thơm mát mê người. Như đóa hoa lan nở rộ trong đêm khuya. Phong Phi Vân ngồi trên giường, khóe môi cong lên, dây thần kinh thả lỏng. Phong Phi Vân nói, cô nương, đêm khuya đừng đi nhầm phòng, sẽ rất nguy hiểm. Đối phương không trả lời. Cộp cộp cộp, ngoài rèm vang tiếng bước chân nhẹ nhàng, thanh âm có quy luật tự nhiên, ẩn chứa huyền diệu khó tả, như sinh ra cộng hưởng tâm hồn.
Phong Phi Vân xuyên qua rèm che thấy người Ngọc Yêu Kiều chậm rãi đến gần, rất nhanh đã đứng cách tấm rèm. Tiếng cười đẹp đẽ ưu nhã vang lên. Đoán xem ta là ai? Thật khó đoán. Phong Phi Vân không thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn để nhìn bộ dạng đối phương, làm vậy không thú vị. Đối phương có hứng thú lãng mạn, sao Phong Phi Vân có thể làm một nam nhân phá hỏng không khí? Nữ nhân ngoài rèm che cười càng vui, tiên hà phát ra từ người nàng, mùi thơm càng đậm hấp dẫn. Nữ nhân tiến tới một bước, thân thể đầy đặn mỹ miều dán vào rèm che vẽ ra đường cong mê hồn. Nữ nhân nói, bây giờ thì sao? Tấm rèm nhấp nhô, một nửa núi ngọc có hà quang lượn lờ bên trên, khiến người mê mẩn. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, vẫn không đoán được. Hay ngươi sợ xem? Phong Phi Vân yên lặng một lúc lâu, mỉm cười nói. Đây là ý hay, nhưng con người ta không thích chỉ dùng tay sờ, rất thấp kém. Làm vậy có khác gì du côn trên đường, hơn nữa không xứng với thân phận của cô nương. Cổ đối phương thon dài, yêu nhã động lòng người. Nữ nhân gật gù, nói có lý. Nữ nhân tiếp tục bảo. Thế ngươi thấy làm sao mới lãng mạn vừa xứng đối thân phận của ta? Phong Phi Vân nói. Hay ta nhắm mắt lại, nằm trên giường. Cô nương cởi áo giúp ta, thuận tiện sờ soạng, có lẽ ta có thể thông qua cách sờ đoán ra cô nương. Ha 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 ha. Nữ nhân cười phá lên, không xấu hổ ngại ngùng gì nhưng sẽ không có vẻ dâm đãng. Môi nữ nhân mấp máy hấp dẫn. Ngươi khẳng định sẽ không mở mắt. Tuyệt đối không. Phong Phi Vân nằm ngã xuống giường mềm mại, hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại, bộ dáng hưởng thụ. Tai Phong Phi Vân nghe tiếng gió vén rèm che, trên giường vang tiếng khẽ khàng, thân thể mềm mại bò lên giường. Phong Phi Vân cảm nhận nữ nhân nằm sấp, đôi mắt sáng nhìn mặt hắn. Tiếng cười khúc khích tuyệt vời. Đùi ngọc thon dài co giãn đụng nhẹ chân Phong Phi Vân, truyền đến cảm xúc kích động. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Hay nàng ta không mảnh vải che thân, không mặc đồ. Phong Phi Vân cười cười, thầm suy đoán thân phận của nữ nhân, thật khó đoán. Hai tay cởi dây lưng Phong Phi Vân, y phục rộng lớn mở rộng. Rất nhanh trường bào bị cởi xuống, Phong Phi Vân chỉ mặc áo lót dán người. Phong Phi Vân khen. Rất quen tay. Ha ha ha, đây là lần đầu tiên người ta cởi đồ nam nhân, phải nói là ta rất có thiên phú. Nữ nhân thổi bên tai Phong Phi Vân, nàng như con mèo nhỏ gãi móng vuốt, làm người ta tê dại. Phong Phi Vân cười nói. Thật sự là lần đầu tiên sao? Nữ nhân ai oán trách? Ngươi không thể chỉ vì nữ nhân biết cởi đồ mà cho rằng nữ nhân này phóng đãng. Thật ra vì y phục của nữ nhân khó cởi hơn nam nhân gấp chục lần, nữ nhân giỏi cởi đồ của mình thì quen tay cởi đồ nam nhân chẳng phải rất bình thường sao? Phong Phi Vân nói. Ta phục rồi. Nữ nhân rất có thiên phú cởi đồ, giây lát sau Phong Phi Vân đã bị lột sạch. Đôi tay mềm mại sờ soạng ngực Phong Phi Vân, gò bồng đào to cao vút ma sát bụng hắn. Môi mút nhẹ ngực Phong Phi Vân, phát ra tiếng nước. Nữ nhân thở dốc hỏi. Bây giờ ngươi đã đoán ra ta là ai chưa? Phong Phi Vân nói. Hình như còn thiếu một chút, có lẽ vì chưa tìm hiểu rõ. Ánh mắt nữ nhân ai oán, rèm mi chớp chớp. Thân thể nóng bỏng tràn đầy linh hà trắng sữa. Nữ nhân tiếp tục hôn thân thể Phong Phi Vân, từ ngực trượt xuống dưới, đến phần bụng, để lại chất lỏng trong suốt hấp dẫn. Đột nhiên phần thân dưới nóng cứng của Phong Phi Vân cảm nhận mát lạnh, bàn tay mềm mại không xương nâng lên, vuốt ve nó càng đứng thẳng. Nữ nhân ta thán, nhẹ nhàng vuốt ve. Phải nói bàn tay nữ nhân như có ma lực, cảm giác thoải mái, kích động tràn ngập toàn thân Phong Phi Vân. Làm hắn không kiềm được rên gì, cảm giác thật tuyệt vời. Đây mới chỉ là bắt đầu. Giờ đã đoán được chưa? Hai tay nữ nhân ôm cây gậy cứng nóng, ngón tay nhẹ nhàng ma sát. Phong Phi Vân nói. Vẫn không đủ, sâu thêm chút nữa. Nam nhân thật tham lam. Đôi môi gợi cảm sáng bóng thổi hơi nóng, nhẹ hôn cây gậy. Hai bờ môi mỏng mềm nuốt trọn nửa khúc, mềm, nhẹ nhàng, trơn, ẩm và hơi hẹp. Cái lưỡi mềm khuấy, trộn, hút. Đó là cảm giác kỳ diệu trước giờ chưa từng có, nữ nhân cầm phần dễ, môi đỏ hồng đi lên rồi lại xuống phát ra tiếng bỉ bõm. Mũi thở hổn hển, tóc dài rũ xuống hai chân và eo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vươn tay vuốt đầu nữ nhân, ngón tay luồn vào sợi tóc nhẹ vuốt ve đứa trẻ ngoan, mỉm cười thả lòng. Không biết qua bao lâu, nữ nhân ngước đầu lên, thở hổn hển phun hơi thở dâm mỹ.
cái cổ thon dài như thiên nga trắng, bộ ngực căng tròn sắp nhảy ra khỏi yếm đào hoa. Da thịt trắng ma sát cơ thể Phong Phi Vân, khóe môi vương chất lỏng. Mắt nữ nhân mông lung khẽ hỏi. Giờ đã đoán được chưa? Nếu bây giờ ta đoán ra e rằng sẽ có người mắng ta là đồ ngốc. Phong Phi Vân cười nói. Nếu có thể sâu hơn chút nữa, ta nghĩ chắc chắn ta sẽ đoán ra, người đó cũng sẽ không chê ta là đồ ngốc. Ngươi đúng là tham lam. Nữ nhân dù nói vậy nhưng đã cởi yếm hoa đào hồng xuống đắp trên mặt Phong Phi Vân, lộ ra thân thể không tì vết, hút hồn người. Linh khí phát ra từ da thịt tựa mỹ tiên ngọc điêu. Trong phòng, ánh đèn như đậu. Giường rộng phát ra tiếng kéo kẹt, mảnh vàng lắc lư như tùy thời sẽ rách. Đùi ngọc săn chắc có giãn kẹo eo Phong Phi Vân, thân thể mỹ miều chậm rãi ngồi xuống vẽ ra đường cong quyến rũ tuyệt vời. Phong Phi Vân ưỡn người lên tiến vào đường hầm ấm, trơn, mềm, hẹp. Giữa đường bị kẹt một chút, nhưng đâm nhẹ là qua. Nữ nhân khẽ rên, dường như vui sướng, dường như đau đớn. Mông đẫy đà, chân thon dài nhẹ ngồi xuống, khẽ khàng nhấp một cái rồi tốc độ càng nhanh hơn, chín cạn một sâu, trái ba phải ba. Phong Phi Vân kéo cái yếm thơm đắp trên mặt ra, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt Phong Phi Vân là khuôn mặt quyến rũ yêu kiều, đôi mắt hút hồn người, rèm mi dài, tóc đen nhánh xóa tung. Môi đỏ thắm gợi cảm phun ra tiếng rên rỉ. Ngón tay thuôn dài xoa ngực Phong Phi Vân, vòng eo trắng như liễu vận động. Nữ nhân nằm sấp xuống hôn nhẹ mặt Phong Phi Vân. Nữ nhân hỏi, có phải ngươi thấy hơi thất vọng? Phong Phi Vân ôm cần cổ thon dài, cười nói. Mỹ nhân chủ động đưa lên cửa thế này sao ta có thể thất vọng? Mạn diệu cô nương. Nữ nhân đang phập phồng trên người Phong Phi Vân là sư tỷ của Ngọc Cơ Lan Lam,